Một thế này, người cùng ta. Khương Phàm đón lấy liệt diễm đầy trời, xông về kim chảo con chu tước kia. Hắn hóa thân thành chu tước, chấn vỡ vụn của móng vuốt mình, dùng máu tươi nhuộm dần kim chảo kia, bắt đầu cưỡng ép xung hợp. Bọn người Kiều Vô Hối phân tán ở xung quanh, chứng kiến lấy thời khắc kích động. Đạt được liệp thần thương, không chỉ đạt được sát khí cường hãn, càng tránh khỏi việc liệp thần thương rơi xuống trong tay hoàng đạo khác đến uy hiếp bọn hắn. Bọn hắn đang mong đợi hình ảnh Khương Phàm có thể khống chế liệp thần thương, đi săn thiên khải, đó tất nhiên sẽ là ác mộng của tất cả hoàng tộc. Liệt diễm tuôn ra, thần viêm phần thiên diệt thế thật sự như sơn hồng bạo động, hình dáng chu tước vỗ cánh gáy to, khí tức bá liệt chấn động thâm không. Lúc bắt đầu kim chảo cực kỳ kháng cự Khương Phàm dung hợp, nhưng sau khi sinh ra liên hệ cùng thần nhãn, xương cột sống của Khương Phàm thì sự chống cự đã từ từ biến mất, sau đó bắt đầu chủ động cùng xương cốt vỡ vụn của hắn giao hòa. Thần huyết trên kim chảo cũng lan tràn đến toàn thân Khương Phàm, kích thích nhiệt huyết cuồn cuộn, toàn thân nóng hổi càng mang theo vài phần đau đớn, kim chảo giao hòa cùng xương cốt vỡ vụn của Khương Phàm, giống như dung luyện binh khí, dần dần tiếp tục, dần dần dung hợp. Một hồi lâu sau, theo Khương Phàm ý thức khống chế, kim chảo có chút động mấy lần, bỗng nhiên nắm chặt liệp thần thương. Liệp thần thương oanh minh kịch liệt, nhấc lên cuồng chiều sát lục vô tận, khuấy động thâm không, khiến bọn người Kiều Vô Hối rung động. Nương theo tiếng vang oanh oanh liệt liệt, móng vuốt nắm chặt liệp thần thương rút ra khỏi phế tích, mang theo đá vụn đầy trời. Tốt! Kiều Vô Hối và đám người phấn chấn kích động, sát khí đầy trời cứ việc ăn mòn hư không, cứ việc khiến linh hồn bọn hắn hồi hộp, nhưng một màn này vẫn quá làm cho người ta kích động. Keng, keng, keng! Theo xuyên kim liệt thạch tranh minh, chiến thương dài 10.000 trượng tầng tầng ngưng tụ lại, cùng ý thức Khương Phàm dần dần sinh ra phản ứng vi diệu. Khương Phàm có thể cảm nhận được liệp thần thương tồn tại, cứ như thứ hắn nắm không phải binh khí, mà là sát lục thần bạo ngược, là núi thây biển máu kinh khủng. Nhưng, khi cảm nhận dần dần rõ ràng, một màn ngoài ý muốn xuất hiện. Đầu tiên là bát hoang chiến trụ thức tỉnh, hiển hiện giữa huyết nhục hài cốt, sau khi nhúc nhích chảy xuôi lại ngưng kết thành áo giáp cứng cỏi. Tử quang sáng chói cường thịnh, phảng phất tái hiện uy lực bất diệt năm đó. Ngay sau đó, tàn đao oanh minh, rút ra khỏi khí hải, đao thể tăng vọt, nặng như núi lớn, ý lạnh tùm, phảng phất có thể bổ ra đêm tối vô tận này, dung chuyển thâm không bạo loạn. Sau đó chính là phần thiên chiến vực, thiên mệnh chiến giới, thượng cổ thông thiên tháp. Ngay cả cửu hoàng luyện thiên đỉnh ở sau lưng cũng bắt đầu lắc lư kịch liệt. Bọn chúng nào chỉ là thức tỉnh, càng giống là tức giận, sôi trào lên minh mông cường quang, khuấy động uy thế kinh khủng. Oanh! Liệp thần thương đang áp xúc lại đột nhiên tăng vọt, phát ra tiếng gầm thét giết chóc ngập trời, giống như ác thú hoang cổ đang thức tỉnh, binh khí thượng đẳng phần thiên chiến vực. Kiều Vô Hối và đám người đều kinh hãi, thì ra trên người Khương Phàm lại mang theo nhiều vũ khí như vậy. Nhưng, đây là thế nào? Khương Phàm ngạc nhiên, với tư cách là chủ nhân, hắn biết rõ đang xảy ra chuyện gì. Liệp thần thương lại đang xua đuổi những vũ khí này. Đây là đang tranh thủ tình cảm. Hay là nói, tiện hóa như các ngươi, không xứng đi cùng với ta. Số lượng lớn vũ khí thức tỉnh, lại còn là triệt để thức tỉnh, không nhận Khương Phàm khống chế, tất cả đều thể hiện ra uy mãnh tuyệt thế. Cứ như từng thần linh đang thức tỉnh trong đêm tối vô tận này. Ngay cả long hồn bên trong xí thiên giới cùng cửu thiên thần tôn và các thần tôn khác đang rời khỏi cũng đều ngóng nhìn thâm không, xuyên qua hắc ám chú ý tới hình ảnh rung động ở nơi này. Liệp thần thương tản mát ra sát khí ngập trời, mênh mông như đại dương đang bạo động, nhấc lên sóng lớn cao ngàn trượng, muốn chôn vùi cả vùng thiên địa này. Mặt ngoài chiến khu chảy xuôi huyết thủy tinh hồng, tàn hồn thần ma ở bên trong đều đang bạo động, phong mang ở đỉnh chiến khu càng sắc bén thấu xương. Giống như có hàng tỷ tia lôi đình vần quanh, muốn xuyên phá vùng trời này, chôn vùi cửu trọng thiên. Bọn người Kiều Vô Hối liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, linh hồn đều hồi hộp, đây hoàn toàn là phản ứng không bị khống chế, cứ như đây không phải là liệp thần thương, mà là trưởng khống giả trật tự tử vong. Sinh tử của bọn hắn đã không nhận bản thân khống chế nữa. Tất cả đều là một cái ý niệm của liệp thần thương. Khương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn khống chế không nổi hung binh này. Lúc này, thiên hoàng bá đao chịu không được liệp thần thương khiêu khích, trong lúc bất chợt đã phát động tử khí, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, chiếu sáng bóng tối vô tận, giống như là xé ra đại đạo trời cao, cuốn lên đao mang vạn trượng,
bổ về phía Liệp Thần Thương. Uy thế ngay thời khắc này mới thật sự là uy thế, để bọn người Kiều Vô Hối ở xung quanh cảm thấy sợ hãi. Dừng tay! Sắc mặt Khương Phàm đột nhiên biến đổi, đang muốn cưỡng ép áp chế Thiên Hoàng Bá Đao, vậy mà Liệp Thần Thương lại dẫn đầu khởi xướng tiến công, cuốn lên sát khí lạnh thấu xương, cuồn cuộn giữa thâm không, bạo kích trong chớp mắt lại xuất hiện tầng tầng đạo ngấn ở phía trước, phảng phất vỡ nát hư không, vỡ nát cửu trọng thiên, vỡ nát đại đạo pháp tắc, một kích đánh vào bên trên Thiên Hoàng Bá Đao. Dẫn bạo nổ rung trời, tiếng kim loại rung phảng phất truyền khắp lục hợp bát hoang, để bọn người Kiều Vô Hối suýt chút nữa thần hồn xuất khiếu. Thiên Hoàng Bá Đao vỡ vụn ngay tại chỗ, vết nứt trải rộng toàn thân nhìn thấy mà giật mình. Khương Phàm bỗng nhiên biến sắc, nát. Đây chính là Thiên Hoàng Bá Đao mà Đan Hoàng nói tới, là thần binh đã từng rung động qua một thời. Một kích liền vỡ nát. Ầm ầm. Thiên Hoàng Bá Đao đột nhiên bộc phát ra ánh sáng càng hừng hực, càng cuồng bạo hơn, cứ như cửu thiên ngân hà rủ xuống, chút xuống đao quang chói mắt đầy trời, tái chiến Liệp Thần Thương. Liệp Thần Thương ngạo nghễ nghênh kích, xoắn nát hư không, đâm rách vũ trụ, ngay cả hắc ám vừa tối vừa lạnh đều bị đánh xuyên, tinh hà đều muốn bị vỡ vụn, phong mang đương thời, vạn vật không thể ngăn cản. Keng! Tiếng vang thứ hai nương theo đầy trời mảnh vỡ, Liệp Thần Thương vô tình băng diệt Thiên Hoàng Bá Đao. Khương Phàm có chút hoảng hốt, đây là binh khí một đường làm bạn với hắn đi tới ngày hôm nay, đây là vũ khí đưa cho hắn truyền thừa cấm kỵ, cứ biến mất như vậy. Ai, lão bằng hữu, tội gì lại khổ như thế chứ? Đan Hoàng nhẹ giọng thở dài bên trong ý thức hải. Ta đã chết, đao đã đứt, không cần sống tạm. Ta có thể để lại truyền thừa, đao có thể hủy ở dưới Liệp Thần Thương, là đủ. Giọng của linh hồn trong bá đao thăm thẳm phiêu đãng, tiêu tán thành vô hình. Oanh! Liệp Thần Thương không ngừng tấn công, sau khi chấn vỡ Thiên Hoàng Bá Đao thì đã lao thẳng đến thượng cổ thông thiên tháp. Thời gian qua đi ngàn năm, một lần nữa thoát khốn, nó muốn quét hết thần binh thiên hạ, bảo vệ cái danh đỉnh phong. Ta là tôn, ai không phục? Diệt! Thông thiên tháp bị kích thích, nở rộ ra cường quang vạn trượng, chiếu thấu thâm không vô tận, quy mô tiếp tục tăng vọt đến độ cao vạn trượng, như đang giao hòa cùng hư không, đang cộng minh cùng càn khôn. Tất cả đường vân phía trên đã thức tỉnh toàn bộ, giống như vạn đạo vần quanh, đạo đạo chỉ lên trời. Liệp Thần Thương chấn vỡ vụn thâm không, nhanh chóng xoay tròn, cuốn lên phong bạo, đuổi giết thông thiên tháp, thương này có loại sát uy khó nén, hết thảy mọi thứ trên thế gian đều khó mà ngăn cản nó trùng kích, vạn vật trong đất trời đều có thể bị nó xoắn nát nhuệ khí, mặc cho ngươi oai hùng cái thế, hồng nhan tuyệt đại, mặc cho ngươi không thể phá vỡ, duệ không thể đỡ, chỉ cần bị khóa chặt, đã là cái chết. Ầm ầm, trận bạo tạc kinh khủng chấn động thâm không, phảng phất vang vọng cửu thiên, rung động thập địa, như là hai ngôi sao va chạm rồi dẫn bạo, sát khí cùng năng lượng kinh khủng trong nháy mắt đã nổ tung, bọn người Kiều Vô Hối chật vật tung bay. Thông thiên tháp tháo chạy hơn 10 dặm, nhưng, gánh vác, hoàn hảo không chút tổn hại. Tốt, cực kỳ tốt, giết nhuệ khí của nó. Khương Phàm phấn chấn, không hổ là thượng cổ thần binh tạo nên trụ trời, quả nhiên bá đạo. Liệp Thần Thương lại lần nữa tăng vọt uy thế, cuồng dã hoành kích, giống như muốn càn quét mảnh thâm không này, đánh tới thông thiên tháp. Bành, bành, bành. Trong chớp mắt, 12 đòn bạo kích, giống như 12 ngôi sao chôn vùi, thâm không mênh mông đã hoàn toàn tan vỡ, giết chóc vô tận cùng không gian cuồn cuộn không dứt, ngay cả xí thiên giới đều giống như bèo tấm trong đại dương bao la, chập trùng lên xuống, kịch liệt ba động. Uy thế này đơn giản chính là tuyệt vọng. Khương Phàm, Kiều Vô Hối đứng chịu mũi xào, suýt nữa đã bị hủy diệt. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Cửu Thiên Thần Tôn đã trở về, ngăn ở trước mặt Khương Phàm. Ta nói, không cần thử khống chế nó. Dùng máu của ngươi, dùng ngươi móng vuốt kiếp trước, triệu hoán nó. Cửu Thiên Thần Tôn nghiêm túc quát tháo, một tay bóp lấy bả vai Khương Phàm, cưỡng ép cướp đoạt máu tươi bành trướng, diễn biến ra liệt diễm ngập trời, giống như là chu tước dương cánh, bay ngang qua bầu trời. Một tay cầm lấy chiến khu vạn trượng. Mắt thấy Liệp Thần Thương đã mất khống chế, bất chợt thoáng an tĩnh, sát khí như đại dương lao nhanh không dứt cũng dần dần bình phục. Lại nhìn thượng cổ thông thiên tháp, vậy mà đã tháo chạy mấy trăm dặm, ánh sáng ảm đạm, để lại từng cái hố sâu, giống như muốn bị đánh xuyên. Bọn người mặt Khương Phàm mũi tràn đầy tái nhợt, kinh hồn khó định. Thượng cổ thông thiên tháp, đó là trụ trời biến thành. Xuyên qua ý thức mơ hồ, hắn thậm chí phát hiện,
thượng cổ cự nhạc ở bên trong đều nát ra mảng lớn. Thượng cổ hải linh cũng bị chôn vùi rất nhiều. Thật mạnh. Tuy nhiên, Liệp Thần Thương nhẹ nhàng trôi nổi một lát, cũng không biết công nhận thông thiên tháp, hay là bị máu tươi trấn an, hay là đều có cả hai, nó lại mãnh liệt xoay chuyển, trở về phía Khương Phàm nơi này. Khương Phàm thoáng thở phào, quá nóng này. Nhưng, còn chưa kịp thở ra, Liệp Thần Thương lại tỏa ra ánh sáng, sát ý như hồng, đánh tới phía Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Khương Phàm thử trấn an, lại hoàn toàn không ngăn được, chỉ có thể mặc cho nó xuất kích. Sư phụ, có thể gánh vác được không? Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh hẳn là gánh vác được, nhưng Thiên Mệnh Chiến Giới gánh không được. Liệp Thần Thương muốn xác định địa vị của nó, cũng là đang tự mình kiểm tra ai có tư cách tồn tại cùng nó. Thông Thiên Tháp đã thông qua kiểm tra, Luyện Thiên Đỉnh hẳn là có thể, nhưng tiếp theo chính là Thiên Mệnh Chiến Giới. Vậy như thế nào mới là tốt? Người muốn Liệp Thần Thương thì không thể có Thiên Mệnh Chiến Giới, người muốn Thiên Mệnh Chiến Giới, bây giờ phải từ bỏ Liệp Thần Thương. Khương Phàm không có mập mờ, lập tức tiếp xúc liên hệ Thiên Mệnh Chiến Giới. Nhưng Đường Vân Thiên Mệnh Chiến Giới đã lan tràn toàn thân, đã cùng huyết nhục linh hồn dây dưa một chỗ, trong lúc nhất thời lại kéo không xuống. Lúc này, Liệp Thần Thương oanh kích Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, trong tiếng nổ vang chấn thiên động địa, Luyện Thiên Đỉnh nguy nga trong nháy mắt đã tháo chạy hơn 200 dặm, suýt chút nữa biến mất ở trong hư không. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh xem như miễn cưỡng gánh vác được. Cửu Thiên Thần Tôn lần nữa dẫn xuất máu tươi của Khương Phàm, tự mình trấn an Liệp Thần Thương, miễn cho tiếp tục bạo kích. Liệp Thần Thương không có truy kích Luyện Thiên Đỉnh, mà là bộc phát sát khí ngập trời, muốn đảo loạn bình chướng thiên mệnh đang giam cầm hư không. Ầm ầm, sát khí như biển, giống như là minh hà quét ngang, trong chốc lát đã cuốn về phía hư không. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Phàm đã kéo Thiên Mệnh Chiến Giới từ trong trái tim đi ra, giải trừ phong ấn. Ngay cả bát hoang chiến trụ đều bị kéo ra ngoài. Liệp Thần Thương quét qua trống rỗng hư không, không tiếp tục truy kích, chủ động nhận thua, Thiên Mệnh Chiến Giới, cũng không có lại để ý tới chiến trụ đang phiêu đãng. Kế tiếp là phần thiên chiến vực rồi. Khương Phàm đang muốn rút hỏa linh bên trong phần thiên chiến vực ra để tránh bị hao tổn, nhưng Liệp Thần Thương không có chỉ đến phần thiên chiến vực. Khương Phàm kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Ngàn năm trước thời điểm khống chế Liệp Thần Thương tại Đăng Thiên Kiều, chính là dùng phần thiên chiến vực dung luyện nó, dọn dẹp vết tích Liệp Thiên Ma Hoàng ở phía trên, Liệp Thần Thương hẳn còn nhớ phần thiên chiến vực. Cũng chính là tán thành phần thiên chiến vực. Khương Phàm nhìn Liệp Thần Thương bình tĩnh, không biết nên hưng phấn hay là phiền muộn. Tổ tông này quá bá đạo, trước khi dung hợp lại đi thanh tràng, không đủ tư cách thì trực tiếp hủy đi. Tuy nhiên, thông thiên tháp cũng đều bị đánh lùi mấy chục dặm. Luyện Thiên Đỉnh càng là tháo chạy 200 dặm, đây là dưới tình huống Liệp Thần Thương tự do phát huy. Nếu như bị thần linh thật sự khống chế, toàn lực bạo kích thì thế nào? Thử hỏi Bách tộc Thiên Khải, ai có thể ngăn cản? Hỏi thần binh thiên hạ, ai có thể chống cự? Bọn người Kiều Vô Hối phân tán ở xung quanh, thất khiếu rớm máu, thể hiện đau đớn, liên tiếp bạo kích đã hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn hắn, chẳng lẽ hung binh này có ý thức của riêng mình rồi? Trong con đường hỗn độn của xí thiên giới, bọn long cốt cự ngạc hai mặt nhìn nhau, cái thứ đồ chơi này thật sự có thể bị hàng phục. Nếu như không bị khống chế, thu vào xí thiên giới chẳng phải là một tai họa, ngày nào đó tâm tình không tốt liền trực tiếp quét ngang một mảnh. Nghiêu bức thật. Đại vương rung động lắc đầu. Gọi là Liệp Thần Thương, đừng gọi bậy. Đại tặc liếc nhìn hắn một cái. Đại vương sửng sốt một chút, chửi ầm lên. Lão tử nói chính là từ hình dung. Cút sang một bên cho ta. Cho mọi người thêm phiền toái rồi. Khương Phàm cười khổ nói lời cảm tạ cùng thần tôn. Từ từ trấn an, trước khi bước lên Thánh Hoàng không cần thử khống chế. Cửu Thiên Thần Tôn thận trọng nhắc nhở, sau đó lại lần nữa mang theo đám người thần giáo rời khỏi. Hô hô hô. Khương Phàm bình phục lại cảm xúc, bay lên không rơi xuống phía trên Liệp Thần Thương, thông qua kim chảo dung hợp chiều sâu, cẩn thận từng ly từng tí trấn an nó. Thượng cổ thông thiên tháp cùng Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh đều trở về, nhưng không có lập tức tiến vào thân thể Khương Phàm, mà cảnh giác ra hỏa dã man muốn đảo khách thành chủ này. Về phần bát hoang chiến trụ cùng Thiên Mệnh Chiến Giới triệt để đoạn tuyệt liên hệ cùng Khương Phàm. Không cần thương tâm, thiên hoang bá đao đã là tàn đao, sau này ngươi cũng sẽ dùng càng ngày càng ít, sớm muộn là muốn từ bỏ. Bát hoang chiến trụ rời khỏi, nhưng phần thiên chiến vực đang thai nghén,
sau khi khôi phục có thể thay thế tác dụng chiến trụ. Về phần thiên mệnh chiến giới, mặc dù tiếc nuối, nhưng ngươi lập tức phải vào thánh linh cảnh, có sức tự vệ, còn không bằng giao nó cho người khác. Đan Hoàng khuyên Khương Phàm, cũng rung động lão bằng hữu đột nhiên rời khỏi. Lão bằng hữu thức tỉnh nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối tinh thần vẫn luôn sa sút cô đơn. Không thể nào tiếp nhận bại vong, không thể nào tiếp nhận bá đao đứt gãy, không thể nào tiếp nhận thế giới hoàn toàn xa lạ này. Đây có lẽ là kết quả tốt nhất. Một ngày sau, Khương Phàm dung hợp kim chảo, nắm lấy liệp thần thương trở lại xí thiên giới. Xí thiên giới nhanh chóng ẩn vào hư không, mang theo bọn người Kiều Vô Hối rời khỏi mảnh vực sâu bị dung thực này. Trước khi đi, xí thiên giới còn cố ý vòng vo vài vòng ở chỗ này. Mặc dù Cửu Thiên Thần Tôn đã đầy đủ cẩn thận, càng là thần linh không gian, đã thanh trừ vết tích tồn tại của bọn hắn, nhưng nhằm đề phòng chẳng may có xảy ra chuyện gì, Khương Phàm vẫn lại giày vò một phen, bảo đảm tất cả hoàng đạo cha không được bất cứ vấn đề nào. Thời điểm Đại Quang Mang Thần Điện, Vạn Đạo Thần Giáo, Thái Cổ Thần Miếu, Cửu Lê Thần Cung lần lượt chạy tới nơi này, xí thiên giới sớm đã rời khỏi 3 ngày. Bọn hắn nhìn không gian dung thực mục nát ở xung quanh, quan sát hắc ám thâm uyên bừa bộn, mặt mũi tràn đầy rung động. Đây chính là diện mạo chân thực của đại hoang sao. Nơi này không phải xuyên suốt với địa ngục, cũng không phải trấn áp tà linh, mà là nơi cắm liệp thần thương. 1000 năm, vậy mà liệp thần thương lại ở chỗ này. Ở ngay trong lãnh địa của thần miếu. Ta vẫn cho là, hắc ma đế tộc sớm đã tìm được liệp thần thương, chỉ là cố ý ẩn giấu tin tức, giữ làm sát chiêu. Là ai bố trí mảnh cấm khu này? Chẳng lẽ là Tu La cùng bọn người thiên hậu? Trước đó có suy đoán, liệp thần thương là bị Tu La mang đi. Sở dĩ không có ở Côn Lôn Quỷ Sơn là bị phong tỏa tại Đông Nam Thiên Môn. Không nghĩ tới, bọn hắn lại lớn lối như thế, vậy mà lại dám phong tồn liệp thần thương ở nơi này. Liệp thần thương ở ngay Đại Hoang, Khương Phàm trùng sinh tại Đại Hoang, trong này nhất định có liên hệ. Bọn hắn biểu đạt suy đoán của mình, nhưng dần dần thất lạc. Bây giờ muốn hiểu rõ cái này còn có ý nghĩa gì nữa? Khương Phàm là Chu Tước, hắn đã vô cùng khủng bố, tưởng tượng năm đó cơ hồ muốn xưng đế, kiếp này lại lấy được loại đệ nhất sát khí hoang cổ, liệp thần thương này, nếu như không nhanh chóng xử lý sạch, chắc chắn sẽ uy hiếp được tất cả bọn hắn. Thần miếu cùng thiên cực giới thì càng khuất nhục nhiều hơn, bất kể là ai an trí liệp thần thương tại nơi này, khẳng định đều là nhắm ngay việc bọn hắn không để ý tới sự vụ hạ giới, mà bọn hắn lại còn thật sự không có phát hiện. Lão Tổ Tông Vạn Đạo nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất vi diệu. Khương Phàm lợi dụng hỗn độn tử phủ thiết lập ván cục, mục đích là hấp dẫn chúng ta tụ tập đến huyền nguyệt, cho hắn tranh thủ thời gian mưu đồ liệp thần thương, nhưng... Khương Phàm làm sao biết huyền nguyệt có thể hấp dẫn mang theo chúng ta? Sắc mặt lão tổ Cửu Lê hơi biến đổi. Trừ phi, Khương Phàm biết chúng ta thiết lập ván cục tại Thương Huyền, biết những lão gia hỏa chúng ta đây đều ở hạ giới. Là hắn đang tương kế tự kế. Sắc mặt lão tổ thần miếu cực kỳ âm trầm. Khẳng định là Khương Phàm đã biết, chỉ là không bày rõ ra thôi. Đại Quang Mang Thần Tôn nghĩ đến chẳng diện mình đàm phán cùng hỗn độn tử phủ. Lúc ấy còn tràn đầy lòng tin muốn tính kế Khương Phàm, muốn hủy đi Khương Phàm, bây giờ xem ra, quả thực là trò cười. Làm sao Khương Phàm biết được, rõ ràng chúng ta làm rất bí mật, lừa bịp toàn bộ Thương Huyền, toàn Thương Huyền đều cho là chúng ta đang chinh chiến tại Thiên Khải. Lão Tổ Tông Vạn Đạo nhìn quanh hư không hắc ám. Ta bỗng nhiên có một cảm giác bị giám sát, Khương Phàm không thể nào liệu sự như thần, chúng ta càng không nên chật vật đến tận đây. Giám sát. Trong lòng tất cả các lão tổ tông hoàng đạo khẽ nhúc nhích, hai chữ này giống như đưa tới sự cộng minh giữa bọn hắn. Đúng vậy, mặc dù Khương Phàm đầu thai làm người, kinh nghiệm phong phú, khôn khéo cay độc, cũng không trở thành liệu sự như thần, chu đáo đến như vậy được. Mặc dù bọn hắn từng người tự chiến, rất không hòa thuận, nhưng số lượng cường giả bầy ở nơi này, thật không đến mức chật vật đến mỗi lần đều bị Khương Phàm trêu đùa đến thế. Là ai đang theo dõi bọn hắn? Đại Quang Mang Thần Tôn nhíu mày, đột nhiên trong xúc động lại nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng hơn. Trong bọn họ có thể có nội ứng hay không? Nói cách khác, có hoàng đạo sớm đã bí mật hợp tác cùng Khương Phàm. Nghĩ tới đây, Đại Quang Mang Thần Tôn đều chợt thấy lạnh người. Nếu thật sự là như thế, chẳng phải tất cả hành động của bọn hắn đều đang trong khống chế của Khương Phàm.
Vào thời điểm quang mang thần tôn thuận đang nghĩ sâu về vấn đề, nội ứng, lão tổ vạn đạo đột nhiên nói. Có phải là man hoang chiến tộc hay không? Trước đó bọn chúng lọt vào vây công, chết thánh hoàng, thánh vương, còn có mười mấy vạn chiến binh, một mực ghi hận trong lòng, khẳng định không chịu bỏ qua. Mà, bọn hắn hiểu rõ tình huống thật sự của thiên khải chiến trường, có thể đoán được hành động ở hạ giới của chúng ta đều là diễn trò. Càng quan trọng hơn là, bọn chúng còn có thể điều khiển hư không, bí mật giám sát thiên hạ, còn có thể tùy tiện liên hệ đến Khương Phàm. Lão tổ thần miếu cau mày, lòng trả thù của đám quái vật kia cực mạnh, thật đúng là có khả năng mật báo cho Khương Phàm. Lão tổ vạn đạo càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nếu như Khương Phàm thật sự kết minh cùng man hoang, chúng ta nên làm cái gì? Man hoang chiến tộc tàn bạo điên cuồng, cùng Khương Phàm quả thực là cá mè một lứa, nếu như hai nhà bọn họ liên thủ, đủ để uy hiếp được bất kỳ một hoàng đạo nào trong chúng ta. Lão tổ Cửu Lê giải thích thay man hoang chiến tộc. Thật ra ta cảm thấy ngược lại, man hoang chiến tộc hẳn chỉ là trả thù chúng ta, mà không phải hợp tác cùng Khương Phàm thật. Bây giờ các hoàng đạo thương huyền chúng ta đều là muốn thể sống chết giết chết Khương Phàm, tương lai là bách tộc thiên khải cũng muốn vây bắt Khương Phàm, cuối cùng chắc chắn Khương Phàm sẽ thua. Hợp tác cùng hắn, man hoang chiến tộc chính là tự tìm đường chết. Huống chi, nếu như man hoang chiến tộc muốn hợp tác cùng Khương Phàm, huyết ma đế tộc sẽ không đồng ý đầu tiên. Lão tổ vạn đạo nói, mặc kệ là trả thù chúng ta, hay là hợp minh cùng Khương Phàm, cũng không thể tính như vậy. Chúng ta đoán đưa cho Xích Thiên Thần Triều, Phù Tăng Thần Cung, Thao Thiết Yêu Tộc, ta nghĩ ba bên bọn hắn hẳn phải biết xử lý như thế nào. Lão tổ thần miếu nói, làm sao bây giờ, hành động dụ bắt của chúng ta đã thất bại, Khương Phàm lại lấy được Liệp Thần Thương cùng di cốt Liệp Thiên Ma Hoàng, mức độ nguy hiểm lại tăng thêm mấy lần. Lão tổ vạn đạo cùng lão tổ Cửu Lê cau mày, nghĩ đến hung danh của Liệp Thần Thương, bọn hắn đều không rét mà run. Đại Quang Mang Thần Tôn nói, mặc dù Khương Phàm đạt được Liệp Thần Thương, nhưng muốn thật sự khống chế, không đến thần linh cảnh giới là không thể nào, cho nên tạm thời không phải uy hiếp. Nhưng hắn đạt được di cốt Liệt Thiên Ma Hoàng, hẳn là sẽ ẩn nấp đến hư không, luyện hóa chỉnh đốn, trong thời gian ngắn sẽ không lại đi ra. Về phần man hoang chiến tộc nơi đó, thông báo Xích Thiên Thần Triều, bọn hắn biết phải làm sao. Mọi người, tản ra đi, lần dụ bắt này, chúng ta lại thất bại. Thái Cổ Thần Miếu, Vạn Đạo Thần Giáo, Cửu Lê Thần Cung, lần lượt rút đi. Mặc dù rất không nguyện ý bỏ mặc Khương Phàm mạnh lên, nhưng bọn hắn tìm không thấy người, của thật cũng không có cách nào khác, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Mà Liệp Thần Thương bị Khương Phàm mang đi, đây chính là chuyện lớn oanh động thiên hạ, bọn hắn cần liên hệ đế tộc ở phía sau. Nhất là Cửu Lê Thần Cung, bọn hắn tin tưởng chẳng mấy chốc mệnh lệnh của Hắc Ma đế tộc sẽ đến. Thánh Vương Quang Mang Thần Điện, Bùi Quang Tể xin chỉ thị. Thần Tôn, Xí Thiên Giới mặc dù lợi dụng Hỗn Độn Tử Phủ, nhưng không bài trừ sẽ còn liên hệ Hỗn Độn Tử Phủ, người của chúng ta ở nơi đó lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm, ngài xem có phải nên đi qua kết nối với bọn hắn trước hay không? An bài không võ đi qua thông báo, rút lui. Thần Tôn đứng tại hư không, không hề có ý tứ rời khỏi. Còn cần gõ Hỗn Độn Tử Phủ không? Gõ làm gì, nếu như Xí Thiên Giới đi qua, cuối cùng bọn hắn vẫn phải phục tùng. Nếu không chúng ta, trực tiếp chu diệt Hỗn Độn Tử Phủ, dù sao cũng tốt hơn là để Khương Phàm sử dụng bọn hắn. Bây giờ hẳn là Xí Thiên Giới đã đi qua, không còn kịp rồi. Quang Mang Thần Tôn hoài nghi các cường giả thần điện ở lại nơi đó đều đã bị ngộ hại. Bùi Quang Tể kinh ngạc nhìn Thần Tôn. Hỗn Độn Tử Phủ là đỉnh cấp hoàng đạo, có được Thánh Vương, nếu như quy thuận Khương Phàm, thực lực khẳng định sẽ còn tăng cường. Nhưng, nhìn Thần Tôn bây giờ giống như rất không yên lòng. Quang Mang Thần Tôn cau mày, trong suy nghĩ tất cả đều là chuyện nội ứng. Loại suy đoán này từ khi bắt đầu xuất hiện liền vung đi không được. Vào ngày cuối cùng tại Đại La Sơn, Khương Phàm đã sớm rút lui, để bọn hắn vây bắt thất bại trong gang tấc. Lúc ấy man hoang chiến tộc theo sát xuất hiện, hắn đương nhiên hoài nghi là man hoang chiến tộc mật báo cho Khương Phàm. Nhưng, nếu như là nội ứng thì sao? Bây giờ Khương Phàm sớm đã nhìn rõ hành động dụ bắt của bọn hắn, còn kế liền kế tính toán bọn hắn, cũng nhất định là có người đã chào hỏi cùng Khương Phàm. Là man hoang chiến tộc, hay là nội ứng khác? Quang Mang Thần Tôn không tin man hoang chiến tộc sẽ liên minh cùng Khương Phàm, đầu tiên chính là liên hệ giữa man hoang chiến tộc cùng huyết ma đế tộc,
thứ hai chính là man hoang chiến tộc cao ngạo tự phụ, tuyệt đối sẽ không khuất ở dưới chướng người khác. Thật sự là nội ứng sao? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như man hoang chiến tộc không có hợp tác cùng Khương Phàm, chỉ là vì trả thù các hoàng đạo thương huyền vây bắt trước đó mà vụng trộm thông báo mấy lần, cũng có thể hiểu. Trong đầu quang mang thần tôn liên tiếp hiện lên tình huống của tất cả các hoàng đạo. Nếu quả như thật có nội ứng, sẽ là ai chứ? Vạn đạo thần giáo, hoàn toàn bài trừ. Kiếp trước hay là kiếp này, ân oán giữa hai bên đều cực lớn, không thể nào hợp tác cùng Khương Phàm. Cửu Lê thần cung, bài trừ. Nếu không thì Liệp thần thương đã sớm chuyển giao Hắc Ma đế tộc. Thái cổ thần miếu, bài trừ. Cái chết của Thái Tuế để hai bên triệt để trở mặt, kiếp trước Khương Phàm còn là tử địch cùng thần miếu. Thao Thiết yêu tộc, bài trừ. Khương Phàm kiếp trước có thể nói hận thấu đám hung thú kia, hận không thể giết tới Bạch Hổ đế tộc nơi đó. Phù Tang thần cung, bài trừ. Kiếp trước, trước khi Khương Phàm bước lên hoàng đạo đầu tiên đã liên lạc qua cùng đám Kim Ô, cũng coi là kết minh. Nhưng chính là từ nơi đó biết được bát bộ hoàng đạo bí mật liên hệ cùng đế tộc, để hắn cùng Kim Ô triệt để quyết liệt. Sinh mệnh thần điện, thiên cực giới, hai phe này thật sự có chút khả nghi. Đầu tiên là ân oán kiếp trước không tính lớn, thứ hai là thời điểm truy đuổi Ngọc Tỷ truyền quốc, hai phe này rõ ràng là chủ lực, lại nhiều lần vây công thất bại, có hiểm nghi cố ý thả đi. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, hai phe này là có liên hệ sâu nhất cùng đế tộc phía sau bọn hắn, cơ hồ xem như chân chính phụ thuộc, nếu như Khương Phàm hợp tác cùng bọn hắn liền mang ý nghĩa hợp tác cùng đế tộc phía sau, cái này không thực tế. Nhìn chung ngẫm lại toàn cục, kiếp trước Khương Phàm oán hận bát bộ hoàng đạo, kiếp này càng không khả năng hợp tác cùng bất kỳ một kẻ nào trong bọn hắn. Kể từ đó, cũng chỉ còn lại có chí tôn hoàng đạo bọn hắn. Chu Thiên Thần Điện, Cửu Thiên Thần Giáo, Xích Thiên Thần Triều. Trong đầu quang mang thần tôn lặp đi lặp lại hiện lên ba bên hoàng đạo này. Đầu tiên là bài trừ Xích Thiên Thần Triều, dù sao kiếp trước cũng huyên náo quá hung, kiếp này lần này liên tiếp va chạm mấy lần, cũng không giống là giả. Sau đó bài trừ Cửu Thiên Thần Giáo, dù sao lão gia hỏa kia cũng vì lùng bắt Khương Phàm mà đều ném mệnh đi. Chẳng lẽ là Chu Thiên Thần Điện? Nhưng, quang mang thần tôn khẽ chau mày, suy nghĩ lại về tới Cửu Thiên Thần Giáo. Nếu như nói ai có thể che giấu Liệp Thần Thương hơn ngàn năm, đầu tiên thật đúng là Cửu Thiên Thần Giáo. Thứ hai, bọn hắn khống chế hư không, có thể bí mật bảo vệ Khương Phàm, trợ giúp Khương Phàm, mà làm được đến thần không biết quỷ không hay. Nhưng lại ngẫm lại, trước đó Cửu Thiên Thần Tôn đã biết mình sắp chết, không có người kế tục, thần giáo phía sau mấy chục mấy trăm năm sẽ vô cùng suy yếu và nguy hiểm, há có thể hợp tác cùng Khương Phàm, đây không phải là chôn cùng sao? Thần Tôn, ngài đang suy nghĩ gì? Bùi Quang Tể cảm thấy kỳ quái nhìn thần tôn, lại là lắc đầu lại là nhíu mày, đây là đang xoắn suýt cái gì? Quang mang thần tôn trầm mặc không nói, trong đầu một lần nữa suy nghĩ qua khắp tất cả các hoàng đạo. Thà rằng bỏ lỡ, không thể bỏ qua thái độ. Xác định bốn hoàng đạo. Trọng điểm là Chu Thiên Thần Điện. Sau khi đều bài trừ tất cả hoàng đạo, còn lại không thể nghi ngờ nơi đó có khả năng nhất. Thứ hai là man hoang chiến tộc. Đám quỷ dị kia càng dã man, nếu như hợp tác cùng Khương Phàm, hậu quả quá nghiêm trọng. Sau đó là Cửu Thiên Thần Giáo. Ví dụ như, chuyện che giấu Liệp Thần Thương này, dòng dã ngàn năm. Trừ Cửu Thiên Thần Tôn, hắn thật không nghĩ ra còn có thể là ai. Đi thôi, bái phỏng thiên cực giới. Quang mang thần tôn là chí tôn hoàng đạo, mâu thuẫn với bát bộ hoàng đạo, nhưng muốn tra rõ ràng hoài nghi của mình là thật hay là giả, cần đám côn trùng thiên cực giới kia hỗ trợ. Xí thiên giới hoành hành trong hư không, giống như một mặt trời, oanh oanh liệt liệt lao tới hỗn độn tử phủ. Khương Phàm, An Minh Hề bắt đầu bế quan chiều sâu. Dạ An Nhiên, Hàn Ngạo, Chu Thanh Thọ và cả đám người cũng đều hấp thu thần hiệu của thần huyết, kích thích linh văn, tăng lên cảnh giới. Về phần di cốt rách dưới của Liệp Thiên Ma Hoàng, sau khi Khương Phàm nghĩ sâu tính kỹ, hắn đã giao cho địa ma thụ. Địa ma thụ có thể nuốt luyện vạn vật thế gian, ép ra tinh hoa, cũng có thể đồng nhất năng lượng ma cốt, thậm chí là khí tức sát lục ở bên trong đều có thể lợi dụng đến cực hạn, mà, tiềm lực của địa ma thụ thực sự quá lớn, không nhận cái gọi là huyết mạch hay linh văn ảnh hưởng, nó có thể trưởng thành vô hạn. Nhưng, quyết định này bị rất nhiều người chất vấn, dù sao cũng là di cốt ma hoàng, quá quý giá. Mặc dù địa ma thụ có thể hấp thu năng lượng,
nhưng không thể phủ nhận có một tai hại chí mạng, trưởng thành cực kỳ chậm chạp, động một chút lại ngủ say. Chờ địa ma thụ ma hoàng hoàn toàn hấp thu sạch sẽ di cốt, không biết muốn ngủ sau mấy năm, thậm chí khả năng mấy chục năm. Nhưng Khương Phàm kiên quyết lựa chọn địa ma thụ. Kỳ thật hắn có cân nhắc giao di cốt ma hoàng cho Tịch Nhan, nhưng ngẫm lại thôi được rồi, đối với loại đồ không thể làm gì kia, hắn cần giữ vững đề phòng cao độ. Sau khi tranh thủ ý kiến Tịch Nhan, Tịch Nhan cũng không có cưỡng cầu. Một là ma hồn vẫn chưa hoàn toàn chữa trị luân hồi, khống chế không nổi ma khu như thế này, hai là ma khu đã bị hao tổn nghiêm trọng, đã bị ăn mòn, không phù hợp với yêu cầu của ma hồn. Tuy nhiên, Khương Phàm vẫn giao xương cột sống đã vỡ vụn của ma hoàng cho An Minh Hề, hy vọng nàng phối hợp với thần huyết bên trong huyết đan, thăng hoa linh văn. Về phần thiên mệnh chiến giới quan trọng, sau khi nghĩ sâu tính kỹ hắn đã giao cho Kiều Vô Hối, bảo đảm hiệu quả áp chế ở trên chiến trường, cũng là bảo đảm địa vị đệ nhất cường giả xí thiên giới của hắn. Bát hoang chiến trụ thì giao cho Cơ Lăng Huyên, hy vọng có thể phát huy hiệu quả kim loại linh văn của nàng tốt hơn. 9 ngày sau, xí thiên giới hoành hành hơn 200.000 dặm trong thâm không, đến phía trên hư không hỗn độn đại thành. Trong thời gian 9 ngày này, Khương Phàm thuận lợi bước vào thánh linh cảnh, chân chính có sức tự vệ, còn dung nhập liệp thần thương vào trong thân thể, trấn thủ khí hải, càng quan trọng hơn là, thánh vương linh văn lại có tăng lên, giống như muốn chạm đến vấn đề thánh hoàng linh văn. Dạ An Nhiên chính thức bước lên thánh vương thiên phẩm, kỳ thật trước đó đã tới gần, lần này đạt được thần huyết tẩy lễ, thực hiện biến đổi vấn đề thiên phẩm. Không chỉ có cảnh giới tăng lên trên diện rộng, ngay cả không gian ngũ hành cũng phát sinh thay đổi kịch liệt nghiêng trời lệch đất. Tiêu Phượng Ngô được thần huyết kích thích, rốt cuộc chí tôn thánh phẩm cũng đã biến đổi, bước vào vấn đề thiên phẩm linh văn. Trước đó tổ đầu lâu Kỳ Lân không thể dẫn phát linh văn biến đổi, chỉ là tăng lên tới chí tôn thánh phẩm, đại hoang ấn lại không có thể dụ phát biến đổi, vẫn kẹt tại chí tôn thánh phẩm để Tiêu Phượng Ngô sa sút tinh thần một lần, hoài nghi tiềm lực của chính mình, cũng áy náy vì đã lãng phí đồ tốt. Bây giờ, cơ duyên kích thích rốt cuộc cũng đã đạt được kỳ vọng, biến đổi. Lại còn là siêu cấp biến đổi, tử tinh bỉ mông thú văn. Bỉ mông cự thú chính là thống lĩnh tuyệt đối, có thể ngạnh kháng thái thản cự viên, chém giết thiên long giống như lục chiến chi hoàng ông vua trên cạn. Cảnh giới càng là bước lên niết bàn cảnh tứ trọng thiên, tiến vào vấn đề niết bàn cảnh trung giai. Cơ Lăng Huyên được thần huyết tẩy lễ cùng bát hoang chiến trụ kích thích, rốt cuộc cũng bước vào thiên phẩm linh văn mà mình chờ đợi. Không thể tưởng tượng nổi chính là, kim thuộc tính linh văn thuần túy vậy mà lại bày biện ra dáng vẻ chín mảnh vảy rồng. Vảy rồng vàng óng ánh, hai bên mi tâm xéo xuống kéo dài đến bên trên, thêm phần khí tức oai hùng. Kiều Linh Vận được Kiều Vô Hối tự mình chăm sóc, từ chí tôn thánh phẩm tiến vào thiên phẩm, hóa thành hung cầm cực hiếm thấy, cửu vĩ kim kiêu. Chín đuôi, chín cánh, phân biệt biểu tượng tốc độ cực kỳ, nguyên lực cực kỳ. Để Kiều gia quả thực chấn phấn một lần. Tiếc nuối là, Thương Hàn Nguyệt, Phượng Bảo Nam đều không thể tiến đến thiên phẩm. Những người khác của Kiều gia cũng không thể xuất hiện thiên phẩm mới. Người của Chiến Quốc và Thiên Quốc không có tạo nên thiên phẩm linh văn mới. Dù sao biến đổi từ thánh phẩm đến thiên phẩm quả thật quá khó khăn. Tiêu Phượng Ngô có thể đột phá, chủ yếu là trước đó có tổ Kỳ Lân kích phát, đại hoang ấn hỗ trợ, cùng tính đặc thù thú linh văn của bản thân, thông qua thức tỉnh huyết mạch kích phát trưởng thành. Cơ Lăng Huyên có thể đột phá, chủ yếu là ban đầu thức tỉnh thiên phú còn tại đó, còn có vũ khí cấp chuẩn thần bát hoang chiến trụ này cùng với kim loại linh văn của nàng sinh ra sự phù hợp, kích phát huy lực cự long ẩn tàng trong tinh thạch đại hoang ấn, như vậy mới có thể sinh ra dị biến. Kiều Linh Vận có thể đột phá, chủ yếu là hơn 10 năm trước đã nhận qua Kiều Vô Hối tẩy lễ, sớm đã thức tỉnh huyết mạch, sau đó lại được các loại thánh huyết thánh cốt tẩm bổ, được Kiều gia bồi dưỡng trọng điểm. Cơ sở huyết mạch vô cùng kiên cố, bây giờ được thần huyết mãnh liệt kích thích, huyết mạch đã thăng hoa, linh văn được biến đổi. Ngoài ra, An Minh Hề dung hợp xương sống ma cốt, tắm rửa ma huyết do ma hoàng ngưng tụ, cũng đã bắt đầu dị biến chiều sâu, mặc dù linh văn còn không có biến đổi, nhưng nhìn rất có hy vọng, hẳn chỉ là vấn đề thời gian. Cũng may người đạt được thần huyết, linh văn đều có chỗ thăng hoa, ví dụ như ra đời mấy vị thánh phẩm linh văn mới. Những thánh phẩm kia linh văn cũng đều tăng lên tới vấn đề chí tôn thánh phẩm, cảnh giới đều có dạng nhảy vọt đột phá. Nhất là Bách Lý Mạc Yêu, Hoàng Bánh Nướng, Kiều Vạn Niên, Kiều Anh Tung và các niết bàn cửu trọng thiên,
có thể đột phá đến cảnh giới bán thánh đặc thù này. Mà, hoàng bánh nướng là huyết mạch truyền thừa, không nhận linh văn hạn chế, chỉ cần tiếp tục tích lũy cơ duyên, vẫn có thể bước lên thánh linh cảnh. Càng làm cho Khương Phàm vui mừng là, Lý Dần, Hàn Ngạo, Chu Thanh Thọ, Khương Bân, hỗn thiên linh bảo của bốn người bọn họ sau khi được thần huyết tẩm bổ, đã bắt đầu cùng bọn hắn dung hợp chiều sâu, thúc thăng cảnh giới, tư dưỡng linh văn. Lúc này hỗn độn đại thành đang mở ra pháp trận, đề phòng toàn diện. Trước đó sau khi bọn người Ngưu Thái Bình trở về, các cường giả thần điện lưu thủ ở chỗ này đã quả quyết rút lui. Bọn hắn không chỉ có võ giả không gian, còn có quang mang thánh thuật, tùy tiện tránh thoát khỏi sự phong khốn của hỗn độn tử phủ. Kỳ thật hỗn độn tử phủ cũng không dám ngăn cản thật, dù sao bọn hắn cũng không biết sốt cuộc Khương Phàm đang làm cái gì ở Tây Nam, có thể trở lại hay không, lại trở về lúc nào, cho nên thật không dám trực tiếp khiêu chiến hay thậm chí sát hại cường giả của quang mang thần điện. Nhưng sau khi cường giả thần điện rút lui, hỗn độn đại thành đã bắt đầu đề phòng toàn diện, chờ đợi vận mệnh tuyên án trong sự khẩn trương. Xí thiên giới có thể kịp thời đuổi tới, bọn hắn muốn tìm Khương Phàm nương tựa, mặc kệ có nguyện ý hay không. Xí thiên giới không thể kịp thời đuổi tới, thần điện có thể đến đổ sát bọn hắn chấm dứt hậu hoạn, trừ phi bọn hắn tuyên thệ thần phục. Ầm ầm, theo tia nắng sáng rực ban mai rải đầy khắp đất trời, phía trên không rừng rậm ở bên ngoài thành Nam truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa, bắn ra vạn sợi hào quang. Trong thành lớn, tất cả mọi người đã bị kinh động. Xí thiên giới, là xí thiên giới đến rồi. Tiếng gào thét sợ hãi quanh quẩn trong tường thành, dân chúng không rõ tình huống nhao nhao nhìn ra phương Nam. Sao xí thiên giới lại tới đây? Chẳng lẽ xí thiên giới coi hỗn độn đại thành là trận chiến đầu tiên sau khi trở lại Thương Huyền? Chạy mau, trốn đi. Đám người rối loạn, tứ tán đào vong, cảm xúc khủng hoảng lan tràn tại toàn thành. Các cường tộc, tông môn trong đại thành nhao nhao xuất động, muốn đuổi đến hỗn độn đại thành chờ đợi điều khiển, phong phú pháp trận bảo vệ. Đến rồi. Ngưu Thái Bình và các cường giả tử phủ liên tiếp bay lên không, ngắm nhìn bầu trời phương Nam. Hơn vạn con tử lân cuồng sư phát ra tiếng gào thét hùng hậu, thanh âm thanh chiều như biển, sôi trào trong đại thành. Tại nơi rừng rậm cùng mây mù đụng vào nhau, không gian vặn vẹo, không gian hỗn độn đã nứt ra, xa xa nhìn lại, mê mụ hỗn độn giống như sóng lớn, mãnh liệt gào thét lao ra, cực kỳ tráng quan, càng chấn động đến đất trời đều đang oanh minh. Mãnh thú linh cầm trong rừng rậm đều sợ hãi ẩn núp, hoảng sợ nhìn tràng cảnh sương mù lao nhanh đến rung động. Rầm rầm, xiềng xích hỗn độn hoành kích giữa trời cao, giống như từng con đường ngân hà, rủ xuống cửu thiên, xông về hỗn độn đại thành. Ngưu Thái Bình và các cường giả tử phủ mang theo vẻ mặt phức tạp, rõ ràng mong mỏi một màn này, chợt có chút mờ mịt, không bỏ, thậm chí là khẩn trương. Mờ mịt là con đường tương lai, không bỏ được là mái nhà ở sau lưng. Khẩn trương là Khương Phàm sẽ đối đãi với bọn hắn như thế nào. Nếu như bọn hắn nghênh tiếp mảnh mê vụ kia, chẳng khác nào bước lên một con đường không có lối về, không phải chảy xuống máu tươi cùng hài cốt đi về phía huy hoàng, thì chính là trở thành thi hài đổ máu ở trên đường, mặc cho người khác chà đạp. Đều mang lên đồ đã thu thập xong. Chúng ta, xuất phát. Ngưu Thái Bình sâu hít một hơi, nắm hỗn độn trọng trùy, dậm chân phóng lên trời, dứt khoát đón nhận mê mụ hỗn độn. Ngưu Chính Uyên và các tộc nhân cưỡi tử lân cuồng sư, cuối cùng nhìn lại của bọn hắn kinh mấy ngàn năm, cắn răng, ưỡn ngực, nghênh hướng xí thiên giới. Mặc dù không biết thứ chờ đợi bọn hắn chính là cái gì, nhưng hẳn là sẽ rất đặc sắc. Bọn hắn an ủi mình như vậy. Các ngươi mau nhìn, toàn bộ hỗn độn tử phủ đều nghênh đón, bọn họ muốn làm gì? Xí thiên giới tới, không phải hẳn là đóng giữ pháp trận sao? Chẳng lẽ bọn họ muốn đàm phán cùng xí thiên giới? Hỗn độn tử phủ mặc dù cường đại, nhưng cũng gánh không được xí thiên giới tập kích, hẳn là muốn thương lượng cùng Khương Phàm. Cường giả các tộc các tông đang phóng tới tử phủ đều nhao nhao dừng lại, nếu như hỗn độn tử phủ có thể buông xuống tư thái, chủ động cầu xin tha thứ, đây đương nhiên là tốt nhất. Không biết Khương Phàm sẽ có thái độ gì? Ta chưa từng thấy hỗn độn tử phủ kiêu ngạo lại chủ động hạ thấp tư thái đi đàm phán. Không đàm phán không được, đây là muốn diệt tộc. Các ngươi nhìn xem, trên tay lão tổ Ngưu gia là cái gì? Chẳng lẽ là hỗn độn trọng trùy? Trời ạ, chẳng lẽ là Ngưu gia muốn dâng lên chí bảo trấn tộc của bọn hắn, thỉnh cầu Khương Phàm rút lui sao? Các ngươi nhìn tử lân cuồng sư,
giống như đều đuổi theo toàn bộ, to to nhỏ nhỏ đều đi theo, đây là muốn làm gì? Dưới vô số ánh nhìn soi mói, toàn tộc hỗn độn tử phủ mang theo toàn tộc tử lân cuồng sư rời khỏi hỗn độn đại thành, nghênh hướng mảnh mê mụ hỗn độn mãnh liệt kia. Đại thành yên tĩnh, mấy triệu dân chúng nín thở định thần, chờ đợi kết quả đàm phán, mong mỏi xí thiên giới rút lui. Nhưng, đàm phán mà bọn họ mong đợi chưa từng xuất hiện, mê mụ hỗn độn đầy trời lại giống như thủy triều đang biến mất, theo xiềng xích hỗn độn đều bay lên không, xí thiên giới lại oanh oanh liệt liệt biến mất. An tĩnh. Hỗn độn đại thành kéo dài an tĩnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây là tình huống như thế nào? Ngu ra đây là đi đàm phán, hay là tự chui đầu vào lưới? Tên điên Khương Phàm kia, một mẻ hốt gọn ngu ra rồi. Có cần phải khổ cực như thế hay không? Hỗn độn tử phủ đây là đi đàm phán sao? Sao ta lại thấy giống như là đi đầu hàng vậy? Ta cũng cảm thấy có chút vấn đề, chỉ là đàm phán mà thôi, không đến mức mang theo toàn bộ người nhà đi qua chứ. Đầu hàng, không đến mức đó chứ, hỗn độn tử phủ cao ngạo tự phụ, há có thể đầu hàng loại cuồng nhân chiến tranh như Khương Phàm này. Đầu hàng, nói đùa cái gì vậy? Đầu hàng Khương Phàm, tương đương với việc đối nghịch cùng khắp thiên hạ, hỗn độn tử phủ điên rồi. Sau khi xí thiên giới rời khỏi nửa ngày, dân chúng trong thành lớn vẫn đang nhìn về phía nam, đang mong đợi có thể nhìn thấy hình ảnh ngu gia trở về. Nhưng, nhìn bầu trời trong sáng, không gian an tĩnh, những tộc mạnh tới đâu đều ý thức được vấn đề là lạ. Lúc có người cả gan đẩy cánh cửa tử phủ ra, bên trong đã rỗng tuếch. Không chút khoa trương nào, tử phủ chỉ còn lại mỗi bức tường. Thật, chỉ còn lại mỗi bức tường. Phòng ốc, cung điện, mất giáo. Chớ nói chi là đồ ở bên trong. Ngay cả mặt đất phiến đá nặng nề cứng rắn, cũng đều nảy ra sạch sẽ. Đây là đầu hàng sao? Rõ ràng là dọn nhà cơ mà. Tại sâu trong tử phủ còn sót lại một cái bệ đá, trên đó có một phong thư. Hỗn độn tử phủ, ngay hôm đó vào ở xí thiên giới. Cảm niệm các tộc các tông mấy ngàn năm làm bạn, xin từ biệt. Tiếc nuối không thể nào lại thủ vệ hỗn độn đại thành, nhìn trân trọng. Không thể sớm thông báo, là không muốn có bất kỳ liên lụy nào cùng các ngươi trong chuyện lần này để tránh sau đó lọt vào hãm hại. Hỗn độn chiến tộc, Ngô Thái Bình. Cường giả các tộc, các tông vây quanh ở một bên bệ đá, sửng sốt thật lâu. Thật sự đã đầu hàng. Một tiếng kêu rên phá vỡ bình tĩnh. Hỗn độn tử phủ cứ không một tiếng động như vậy mà đi rồi. Đi tìm xí thiên giới làm nơi nương tựa. Bọn hắn là hoàng tộc hỗn độn tử phủ, bọn hắn là hỗn độn chiến tộc cao ngạo, đầu hàng sao. Các tộc đều luống cuống. Mặc dù trong thư nói đúng là không muốn liên lụy bọn hắn, nhưng không có hỗn độn tử phủ thì hỗn độn đại thành khẳng định là sẽ gặp phải kịch biến. Có người yên lặng nhìn ký tên sau cùng trong thư. Hỗn độn chiến tộc. Ngu gia chính thức thay đổi xưng hô, không còn là hỗn độn tử phủ, mà là chiến tộc. Chẳng lẽ là bọn hắn coi trọng năng lượng hỗn độn của xí thiên giới, muốn trọng trấn hùng phong? Lúc này, có người vội vã từ đằng xa chạy tới. Thanh âm sắc nhọn vang vọng cả con phố dài. Xí thiên giới xuất hiện. Xí thiên giới xuất hiện tại Lạc Trì trọng địa. Mấy triệu yêu nghĩ rời khỏi Lạc Trì trọng địa, toàn bộ di chuyển tiến vào xí thiên giới. Lạc Trì trọng địa, trống rỗng. Hỗn độn đại thành triệt để oanh động. Xong. Xác thực đầu hàng. Đầu hàng tuyệt đối. Không chỉ có mang người nhà đi, ngay cả Lạc Trì trọng địa đều không có buông tha. Chuyện này rõ ràng là sớm đã dự mưu tốt. Bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, tài nguyên quý giá bên trong Lạc Trì trọng địa cũng hẳn là đã bị thanh lý toàn bộ, mang vào xí thiên giới. Hoan nghênh các vị. Khương Phàm nhìn mấy ngàn tộc nhân tử phủ, trên mặt lộ ra nụ cười. Đây chính là chiến tộc thật sự, siêu cấp chiến tộc có thể liều mạng với yêu tộc ma tộc. Bọn hắn còn không phải linh văn, mà là huyết mạch, chỉ cần cơ duyên đầy đủ, tiềm lực trưởng thành vô cùng lớn. Mà bọn hắn cần có cơ duyên. Còn chính là thứ xí thiên giới không thiếu nhất, khí tức hỗn độn. Việc vui của nhân sinh là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Chu Thanh Thọ ôm cánh tay, cười ha hả nhìn đám người khổng lồ khôi ngô cao 3, 5 mét ở phía trước kia. Cái gì nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa? Tiêu Phượng Ngô liếc nhìn hắn một cái, lại nói những từ cổ quái kỳ lạ. Hỗn độn chiến tộc trưởng thành cần năng lượng hỗn độn, thế giới bên ngoài đã sớm khô cạn, nơi này đều là đầy trời. Vẫn không rõ. Đúng vậy,
Ta cho là ngươi nói nương môn nhi ở bên trong. Cút sang một bên, dế nhũi. Chu Thanh Thọ đẩy Tiêu Phượng Ngô ra, đứng ở bên Hàn Ngạo, Triệu Thế Hùng. Ngô Thái Bình đang muốn nói cùng Khương Phàm chuyện bị lợi dụng một chút, lại kinh ngạc nói. Ngươi đột phá đến thánh linh cảnh. Khương Phàm cười nhạt nói. Mấy ngày nay vừa đột phá. Vẻ mặt của những người tử phủ trở nên quái dị, một tháng trước vẫn là bán thánh, lúc này liền thánh linh cảnh. Cho dù là đối với đỉnh cấp hoàng tộc như hỗn độn tử phủ này mà nói, muốn tạo nên một thánh linh cảnh đều cần chuẩn bị sung túc, càng là đại sự nhất đẳng, kết quả người ta đã đột phá vô cùng đơn giản. Bọn người Ngô Thiên Khải, Ngô Kình Thương từng theo Khương Phàm liều mạng thắng bại có chút hổ thẹn. Chênh lệch thật chênh lệch, không phục cũng không được. Tới đi, nói một chút chuyện các ngươi quan tâm nhất. Khương Phàm mang theo Ngô Thái Bình và các nhân vật quan trọng của Ngô gia đi đến phía ngọn núi cao ở trước mặt. Khương Diễm và các thánh vương, các thánh linh đều lộ ra nụ cười, chủ động nghênh đón các tộc nhân hỗn độn chiến tộc, giới thiệu lẫn nhau, biểu đạt sự hoan nghênh. Tư thái của Xí Thiên Giới để các tộc nhân tử phủ trước đó còn thấp thỏm thoáng thở phào, cũng chủ động lộ ra nụ cười hàn huyên. Hắc hắc, các ngươi khỏe nhỉ? Tiêu Phượng Ngô mang theo vẻ mặt tươi cười đi đến trước mặt Ngô Thiên Khải, trong tay lại dắt lấy Hàn Ngạo mặt mũi tràn đầy kháng cự. Ngô Thiên Khải khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn tráng hán trước mặt, cái tiếng cười bất thình lình này để bọn hắn run rẩy. Ta là Tiêu Phượng Ngô, chúng ta trước đó đã gặp mặt qua. Khương Phàm là ca ca ta, vị hôn thê của ta là muội muội của Khương Phàm hắn. Nụ cười của Tiêu Phượng Ngô phải gọi là cực kỳ sán lạn, hai con mắt thậm chí đều hiện ra sáng rực. Ngươi là vị hôn thê của muội muội Khương Phàm. Bọn người Ngô Kình Thương kinh ngạc nhìn hán tử vai u thịt bắp. Không hổ là muội muội của Khương Phàm, khẩu vị quả thật rất dã. Hắn nằm mơ đấy. Hàn Ngạo đứng ở bên cạnh trợn trắng mắt, nếu Khương Uyển Nhi có thể đồng ý, lão tử từ nay về sau đều dùng đầu mà chạy. Hắc hắc, ta cũng không chuẩn bị lễ gặp mặt gì cho các ngươi, nếu không. Đánh với ta một trận. Tiêu Phượng Ngô ngửa đầu. Đánh giá hỗn độn chiến khu trước mặt không chút kiêng kỵ. Cái gì? Bọn người Ngô Kình Thương khẽ nhíu mày, gia hỏa này là kẻ ngu sao? Ngươi đánh với ta một trận, ta đánh với ngươi một trận. Tiêu Phượng Ngô tươi cười, trực tiếp đánh nhau không dễ nghe, đánh một trận lộ ra khách khí chút. Ngươi là muốn cùng ta luận bàn. Ngô Kình Thương đã hiểu ý tứ của gia hỏa này. Tiêu Phượng Ngô gắt gao dắt lấy Hàn Ngạo đang muốn chạy trốn. Trông mong nhìn qua ba người khổng lồ. Đợi sau khi có cơ hội. Hôm nay chính là cơ hội. Hôm nay không thích hợp. Phù hợp, làm sao lại không thích hợp, hôm nay thật thích hợp. Ngô Kình Thương và các đời mới trao đổi ánh mắt, có chút không biết nên làm sao. Dù sao cũng là vừa mới tiến đến Xí Thiên Giới, hai bên đều chưa quen thuộc, chẳng may thương tổn tới ai, sau này thật không tốt ở chung. Tốt. Tiêu Phượng Ngô đột nhiên gào một cuống họng. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn mang theo. Tiêu Phượng Ngô cởi mở cười to. Tốt, thống khoái, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ngay ở chỗ này, chạm đến là thôi. Chết tiệt, ai muốn tìm. Ngô Kình Thương suýt chút nữa mắng lên, bị Ngô Thanh Giao cưỡng bức ngăn chặn. Cơ Lăng Huyên ở phía xa quát tháo. Tiểu Phượng Nhi, ngươi hô cái gì, tới. Biểu thị hoan nghênh, luận bàn luận võ, hiểu sâu hơn chút. Tới đi. Ai tới trước? Ngô Kình Thương nhảy vọt lên, rơi vào bên ngoài mấy chục mét, triển khai tư thế, chuẩn bị khai chiến. Hàn Ngạo, người cũng đi theo hồ nháo, kéo hắn về. Hàn Ngạo, vừa nói người trầm ổn, lại gây chuyện. Hai người các ngươi ngứa ra sao? Lăn trở lại cho ta. Một đám thiếu nữ nhao nhao quát tháo. Trách ta rồi, là hắn kéo ta qua tới. Hàn Ngạo đen mặt lại, tức giận đến run rẩy. Còn rảo biện, chúng thiếu nữ cùng kêu lên quát tháo. Ta, Hàn Ngạo tức giận, lại cảm thấy oan ức. Luận bàn mà thôi, ta nghĩ hỗn độn tử phủ cũng rất muốn kiến thức thực lực của chúng ta. Triệu Thế Hùng đi tới, đứng ở bên cạnh Tiêu Phượng Ngô. Nếu như không để ý, ta cũng muốn lĩnh giáo thực lực của hỗn độn chiến khu. Khương Bân cũng đi tới. Một là xác thực muốn lĩnh giáo hỗn độn chiến khu. Hai là muốn để hỗn độn chiến khu biết thực lực đám người bọn hắn này. Chu Thanh Thọ ở phía xa lắc đầu. Thô lỗ thật, mới gặp đã đánh nhau. Tâm sự, uống chút trà không tốt sao? Bắt đầu, ai tới trước?
Xương cốt toàn thân Tiêu Phượng Ngô đã bắt đầu run rẩy, hắn ngẩng đầu hét lớn, trong cuồng chiều tử khí ngập trời đã biến thành siêu cấp chiến thú. Chiều cao 100 mét, cơ bắp nhúc nhích, tựa là năng lượng hủy diệt. Toàn thân hắn bao trùm lấy tử tinh lân giáp, nổi bật lên mấy phần tôn quý cùng kiêu ngạo. Hai chân trắng kiện, hai tay là đáng chú ý nhất, cúi trên mặt đất, móng vuốt bén nhọn tùm ý lạnh, phảng phất có thể xé rách hết thảy mọi thứ ở trước mặt. Răng nanh sắc nhọn, gương mặt dữ tợn, sóng âm cuồn cuộn khắp nơi. Cảnh giới của chúng ta đều không ngang nhau, nhưng luận bàn mà thôi. Chúng ta tiếp chiến. Ngô Kình Thương, Ngô Thiên Khải, Ngô Thanh Giao trao đổi ánh mắt, cũng lập tức kích phát huyết mạch hỗn độn chiến khu, toàn thân kịch liệt nhúc nhích, hình thể tăng vọt, khí tức hỗn độn vần quanh, phát ra tiếng gầm thét cuồng dã. Các tộc đều luống cuống, mặc dù trong thư nói đúng là không muốn liên lụy bọn hắn, nhưng không có hỗn độn tử phủ thì hỗn độn đại thành khẳng định là sẽ gặp phải kịch biến. Có người yên lặng nhìn ký tên sau cùng trong thư. Hỗn độn chiến tộc. Ngô gia chính thức thay đổi xưng hô, không còn là hỗn độn tử phủ, mà là chiến tộc. Chẳng lẽ là bọn hắn coi trọng năng lượng hỗn độn của xí thiên giới, muốn trọng trấn Hùng Phong. Lúc này, có người vội vã từ đằng xa chạy tới, thanh âm sắc nhọn vang vọng cả con phố dài. Xí thiên giới xuất hiện. Xí thiên giới xuất hiện tại Lạc Trì Trọng Địa. Mấy triệu yêu nghĩ rời khỏi Lạc Trì Trọng Địa, toàn bộ di chuyển tiến vào xí thiên giới. Lạc Trì Trọng Địa, trống rỗng. Hỗn độn đại thành triệt để oanh động. Xong. Xác thực đầu hàng. Đầu hàng tuyệt đối. Không chỉ có mang người nhà đi, ngay cả Lạc Trì Trọng Địa đều không có buông tha. Chuyện này rõ ràng là sớm đã dự mưu tốt. Bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, tài nguyên quý giá bên trong Lạc Trì Trọng Địa cũng hẳn là đã bị thanh lý toàn bộ, mang vào xí thiên giới. Hoan nghênh các vị. Khương Phàm nhìn mấy ngàn tộc nhân tử phủ, trên mặt lộ ra nụ cười. Đây chính là chiến tộc thật sự, siêu cấp chiến tộc có thể liều mạng với yêu tộc ma tộc. Bọn hắn còn không phải linh văn, mà là huyết mạch, chỉ cần cơ duyên đầy đủ, tiềm lực trưởng thành vô cùng lớn. Mà bọn hắn cần có cơ duyên, còn chính là thứ xí thiên giới không thiếu nhất, khí tức hỗn độn. Việc vui của nhân sinh là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Chu Thanh Thọ ôm cánh tay, cười ha hả nhìn đám người khổng lồ khôi ngô cao 3, 5 mét ở phía trước kia. Cái gì nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa? Tiêu Phượng Ngô liếc nhìn hắn một cái, lại nói những từ cổ quái kỳ lạ. Hỗn độn chiến tộc trưởng thành cần năng lượng hỗn độn, thế giới bên ngoài đã sớm khô cạn, nơi này đều là đầy trời, vẫn không rõ. Đúng vậy, ta cho là ngươi nói nương môn nhi ở bên trong. Cút sang một bên, dế nhũi. Chu Thanh Thọ đẩy Tiêu Phượng Ngô ra, đứng ở bên Hàn Ngạo, Triệu Thế Hùng. Ngô Thái Bình đang muốn nói cùng Khương Phàm chuyện bị lợi dụng một chút, lại kinh ngạc nói. Ngươi đột phá đến thánh linh cảnh. Khương Phàm cười nhạt nói. Mấy ngày nay vừa đột phá. Vẻ mặt của những người tử phủ trở nên quái dị, một tháng trước vẫn là bán thánh, lúc này liền thánh linh cảnh. Cho dù là đối với đỉnh cấp hoàng tộc như hỗn độn tử phủ này mà nói, muốn tạo nên một thánh linh cảnh đều cần chuẩn bị sung túc. Càng là đại sự nhất đẳng, kết quả người ta đã đột phá vô cùng đơn giản. Bọn người Ngô Thiên Khải, Ngô Kình Thương từng theo Khương Phàm liều mạng thắng bại có chút hổ thẹn. Chênh lệch thật chênh lệch, không phục cũng không được. Tới đi, nói một chút chuyện các ngươi quan tâm nhất. Khương Phàm mang theo Ngô Thái Bình và các nhân vật quan trọng của Ngô gia đi đến phía ngọn núi cao ở trước mặt. Khương Diễm và các thánh vương, các thánh linh đều lộ ra nụ cười. Chủ động nghênh đón các tộc nhân hỗn độn chiến tộc, giới thiệu lẫn nhau, biểu đạt sự hoan nghênh. Tư thái của xí thiên giới để các tộc nhân tử phủ trước đó còn thấp thỏm thoáng thở phào, cũng chủ động lộ ra nụ cười hàn huyên. Hắc hắc, các ngươi khỏe nhỉ? Tiêu Phượng Ngô mang theo vẻ mặt tươi cười đi đến trước mặt Ngô Thiên Khải, trong tay lại dắt lấy Hàn Ngạo mặt mũi tràn đầy kháng cự. Ngô Thiên Khải khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn tráng hán trước mặt, cái tiếng cười bất thình lình này để bọn hắn run rẩy. Ta là Tiêu Phượng Ngô, chúng ta trước đó đã gặp mặt qua. Khương Phàm là ca ca ta, vị hôn thê của ta là muội muội của Khương Phàm hắn. Nụ cười của Tiêu Phượng Ngô phải gọi là cực kỳ sáng lạn, hai con mắt thậm chí đều hiện ra sáng rực. Ngươi là vị hôn thê của muội muội Khương Phàm. Bọn người Ngô Kình Thương kinh ngạc nhìn hán tử vai u thịt bắp. Không hổ là muội muội của Khương Phàm, khẩu vị quả thật rất dã. Hắn nằm mơ đấy. Hàn Ngạo đứng ở bên cạnh trợn trắng mắt,
nếu Khương Uyển Nhi có thể đồng ý, lão tử từ nay về sau đều dùng đầu mà chạy. Hắc hắc, ta cũng không chuẩn bị lễ gặp mặt gì cho các ngươi, nếu không. Đánh với ta một trận. Tiêu Phượng Ngô ngửa đầu, đánh giá hỗn độn chiến khu trước mặt không chút kiêng kỵ. Cái gì? Bọn người Ngô Kình Thương khẽ nhíu mày, gia hỏa này là kẻ ngu sao? Ngươi đánh với ta một trận, ta đánh với ngươi một trận. Tiêu Phượng Ngô tươi cười, trực tiếp đánh nhau không dễ nghe, đánh một trận lộ ra khách khí chút. Ngươi là muốn cùng ta luận bàn. Ngô Kình Thương đã hiểu ý tứ của gia hỏa này. Tiêu Phượng Ngô gắt gao dắt lấy Hàn Ngạo đang muốn chạy trốn, trông mong nhìn qua ba người khổng lồ. Đợi sau khi có cơ hội. Hôm nay chính là cơ hội. Hôm nay không thích hợp. Phù hợp, làm sao lại không thích hợp, hôm nay thật thích hợp. Ngô Kình Thương và các đời mới trao đổi ánh mắt, có chút không biết nên làm sao. Dù sao cũng là vừa mới tiến đến xí thiên giới, hai bên đều chưa quen thuộc, chẳng may thương tổn tới ai, sau này thật không tốt ở chung. Tốt! Tiêu Phượng Ngô đột nhiên gào một cuống họng, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn mang theo. Tiêu Phượng Ngô cởi mở cười to. Tốt, thống khoái, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ngay ở chỗ này, chạm đến là thôi. Chết tiệt, ai muốn tìm? Ngô Kình Thương suýt chút nữa mắng lên, bị Ngô Thanh Giao cưỡng bức ngăn chặn. Cơ Lăng Huyên ở phía xa quát tháo. Tiểu Phượng Nhi, ngươi hô cái gì, tới. Biểu thị hoan nghênh, luận bàn luận võ, hiểu sâu hơn chút. Tới đi, ai tới trước? Ngô Kình Thương nhảy vọt lên. Rơi vào bên ngoài mấy chục mét, triển khai tư thế, chuẩn bị khai chiến. Hàn Ngạo, người cũng đi theo hồ nháo, kéo hắn về. Hàn Ngạo, vừa nói người trầm ổn, lại gây chuyện. Hai người các ngươi ngứa ra sao? Lăn trở lại cho ta. Một đám thiếu nữ nhao nhao quát tháo. Trách ta rồi, là hắn kéo ta qua tới. Hàn Ngạo đen mặt lại, tức giận đến run rẩy. Còn rảo biện. Chúng thiếu nữ cùng kêu lên quát tháo. Ta! Hàn Ngạo tức giận, lại cảm thấy oan ức. Luận bàn mà thôi, ta nghĩ hỗn độn tử phủ cũng rất muốn kiến thức thực lực của chúng ta. Triệu Thế Hùng đi tới, đứng ở bên cạnh Tiêu Phượng Ngô. Nếu như không để ý, ta cũng muốn lĩnh giáo thực lực của hỗn độn chiến khu. Khương Bân cũng đi tới. Một là xác thực muốn lĩnh giáo hỗn độn chiến khu, hai là muốn để hỗn độn chiến khu biết thực lực đám người bọn hắn này. Chu Thanh Thọ ở phía xa lắc đầu. Thô lỗ thật, mới gặp đã đánh nhau. Tâm sự, uống chút trà không tốt sao? Bắt đầu, ai tới trước? Xương cốt toàn thân Tiêu Phượng Ngô đã bắt đầu run rẩy, hắn ngẩng đầu hét lớn, trong cuồng chiều tử khí ngập trời đã biến thành siêu cấp chiến thú. Chiều cao 100 mét, cơ bắp nhúc nhích, tựa là năng lượng hủy diệt. Toàn thân hắn bao trùm lấy tử tinh lân giáp, nổi bật lên mấy phần tôn quý cùng kiêu ngạo. Hai chân trắng kiện. Hai tay là đáng chú ý nhất, cúi trên mặt đất, móng vuốt bén nhọn tùm ý lạnh, phảng phất có thể xé rách hết thảy mọi thứ ở trước mặt. Răng nanh sắc nhọn, gương mặt dữ tợn, sóng âm cuồn cuộn khắp nơi. Cảnh giới của chúng ta đều không ngang nhau, nhưng luận bàn mà thôi. Chúng ta tiếp chiến. Ngô Kình Thương, Ngô Thiên Khải, Ngô Thanh Giao trao đổi ánh mắt, cũng lập tức kích phát huyết mạch hỗn độn chiến khu, toàn thân kịch liệt nhúc nhích, hình thể tăng vọt, khí tức hỗn độn vần quanh. Phát ra tiếng gầm thét cuồng dã. Tại thời điểm hỗn độn tử phủ vào ở xí thiên giới, bắt đầu lột xác trưởng thành, thế giới bên ngoài lại lâm vào chấn động kịch liệt. Tất cả hoàng đạo chấn động là liệp thần thương tái thế. Các lão tổ tông như bọn hắn đều quá rõ ràng hung danh của liệp thần thương, đó là siêu cấp sát khí thật sự có thể săn giết như thần linh, thậm chí đã từng dẫn phát đế quân nhúng tay. Bây giờ rơi xuống trên tay Khương Phàm, đơn giản chính là tai nạn cực lớn. Huống chi, Khương Phàm cuốn đi liệp thần thương, đồng thời, rất có thể hắn cũng đã mang di cốt liệp thiên ma hoàng đi, nhất định có thể tăng cường thực lực cho xí thiên giới. Nếu như địa ma thụ nuốt chửng di cốt ma hoàng, nếu như Khương Phàm khống chế liệp thần thương, tương lai ngày nào đó Khương Phàm cưỡi địa ma thụ chinh chiến thiên hạ, chàng diện kia chỉ suy nghĩ một chút thôi cũng đã làm người ta cảm thấy sợ hãi. Ngoài hoàng đạo thì các hoàng tộc cùng cường tộc lại chấn động về việc hỗn độn tử phủ quy thuận. Trước đó bọn hắn đoán chàng diện Khương Phàm tái nhập Thương Huyền là chinh chiến hoàng tộc, không nghĩ tới lại trực tiếp khống chế một hoàng tộc, mà còn là đỉnh cấp hoàng tộc có được thánh vương. Hỗn độn tử phủ quy thuận Khương Phàm, vô cùng có khả năng coi trọng năng lượng hỗn độn của xí thiên giới,
cũng nhất định sẽ để thực lực hỗn độn tử phủ tăng vọt. Khương Phàm, đơn giản là như hổ thêm cánh. Thậm chí dân chúng Thương Huyền có chút hoảng hốt, rõ ràng tất cả hoàng đạo đã bắt đầu coi trọng cục diện trước mắt, cũng bắt đầu xử trí Khương Phàm, vì sao ngược lại Khương Phàm lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nguy hiểm dưới sự vây bắt như thế. Chẳng lẽ, Khương Phàm thật sự là thiên mệnh chi tử? Tương lai hắn thật muốn trọng trưởng Thương Huyền sao? Ngày 30 tháng 11, Xích Thiên Thần Triều lại lần nữa xuất chinh vùng đất man hoang Đông Bắc, Thao Thiết Yêu Tộc, Phù Tang Thần Cung cũng từ hai đường hướng Bắc và hướng Đông giết đến man hoang. Man hoang chiến tộc không rõ bọn hoàng đạo này lại phát điên cái gì, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, cuối cùng mở ra hồng hoang cổ thành, nghiêm phòng tử thủ. Chu Thiên Thần Điện, Sinh Mệnh Thần Điện ẩn núp tại Trung Vực cũng lập tức xuất chinh, tấn công mạnh hồng hoang cổ thành. Chiến tranh kéo dài 10 ngày liền tuyên bố kết thúc, không phải bọn hắn không muốn đánh tiếp, mà là kiêng kỵ xí thiên giới tiềm phục trong thâm không. Nhưng, 10 ngày tấn công ngắn ngủi cũng đã tiêu hao số lượng lớn tài nguyên của man hoang chiến tộc, đánh chết mấy vạn tộc nhân. Xích Thiên Thần Tôn, Chu Thiên Thần Tôn liên hợp tuyên cáo. Nếu như phát hiện man hoang chiến tộc có bất kỳ liên lụy gì cùng xí thiên giới, Xích Thiên Thần Triều, Chu Thiên Thần Điện không tiếc cái giá, san bằng vùng đất man hoang Đông Bắc. Man hoang chiến tộc giờ mới hiểu được, đám ngu xuẩn bên ngoài kia suy đoán bọn hắn cấu kết cùng Khương Phàm. Cửu Lê Thần Cung. Một thân ảnh bao phủ trong ma khí màu đen phiêu đãng trong chính điện thần cung. Cửu Lê ma tộc đã là ma tộc, vì sao không cải danh ma cung? Rõ ràng là ma, lại phụng thần vị, thực sự buồn cười. Nơi này là Thương Huyền Đại Lục, tổ địa nhân tộc, nơi này bài xích yêu ma, chỉ phụng nhân thần. Bát bộ hoàng đạo, chí tôn hoàng đạo, đều cần dùng mệnh danh thần vị. Tư tế đại nhân, ngài cũng đừng có chấp nhất nữa. Lão tổ Cửu Lê Tông lạnh nhạt đáp lễ, lão già này luôn luôn chấp nhất việc bọn hắn đổi tên. Bọn hắn không nguyện ý đổi tên sao? Là hoàn cảnh Thương Huyền không cho phép. Đám Kim Ô Đông Bộ kia, rõ ràng là yêu tộc, lại dùng thần cung định danh, còn cần phù tang. Đám quái vật Đông Nam kia, rõ ràng là linh tộc, cũng dùng thần điện định danh, còn cần chính là sinh mệnh. Thao Thiết ở Bắc Bộ khăng khăng dùng yêu tộc định danh, kết quả nhận phỉ nhổ tại Bắc Bộ. Không có bất kỳ hoàng tộc cường tộc nào kính sợ, cũng thường xuyên bị Cửu Thiên Thần Giáo gõ. Chủng tộc ở Nam Bộ cũng là khăng khăng không cần thần danh, kết quả chỉ có thể lưu lạc hư không, không xuất hiện ở Thương Huyền. Man hoang chiến tộc lại càng không cần phải nói, núp ở vùng đất man hoang, bị Thương Huyền coi là man di, trừ loại thế lực dơ bẩn như Đọa Lạc Thiên Quốc kia, không có bất kỳ giao hảo gì, vẫn bị Xích Thiên Thần Triều trinh phạt. Cửu Lê ma tộc bọn hắn dùng tên thần, bớt đi rất nhiều phiền phức. Nhân tộc chính là buồn cười như vậy, coi trọng mặt mũi. Hắc phụ phiêu đáng, truyền ra tiếng cười lạnh thâm trầm. Đại tư tế phụng mệnh đế quân tới đây truyền lệnh. Sắc mặt lão tổ Cửu Lê âm trầm. Đế quân có thân phận đặc thù, không thể nhúng tay sự vụ thế gian giống như lúc trước được, nhất là dính đến Thương Huyền Đại Lục. Sự kiện lần này, do Hắc ma tộc, Thiên Diện ma hoàng, ta tự mình tiếp nhận. Thiên Diện ma hoàng trở lại Hắc ma tộc rồi. Lão tổ và các cường giả Cửu Lê đều run lên ở trong lòng, từ sau khi Liệp Thiên ma hoàng biến mất, ma hoàng quỷ dị nhất Hắc ma tộc, thậm chí có thể nói là ma hoàng quỷ dị nhất toàn ma tộc cũng biến mất theo, từ đây đã không có tung tích gì nữa. Ngươi chỉ cần biết, Thiên Diện ma hoàng tiếp nhận chuyện này. Thương Huyền nơi này, chúng ta không thể nhúng tay liền do các ngươi phụ trách. Tế tự nói thật nhẹ nhàng, Khương Phàm tránh trong xí thiên giới. Ngay cả Cửu Thiên Thần Tôn đều không lục ra được, huống chi bây giờ hắn lại còn khống chế Liệp Thần Thương, được Hỗn Độn Tử Phủ ủng hộ, thực lực tăng vọt, chúng ta phụ trách như thế nào? Hoàng đạo Thương Huyền các ngươi e ngại Khương Phàm đến mức nóng lòng cầu thành, loạn trận cước. Bây giờ mục đích của Khương Phàm là cái gì? Chinh chiến Thương Huyền. Chinh chiến Thương Huyền thì phải làm như thế nào? Đương nhiên là khiêu chiến Hoàng đạo. Khiêu chiến Hoàng đạo, chính là tấn công các ngươi. Các ngươi chỉ cần ngồi đợi hắn đến, ngạnh kháng đánh mấy trận cũng được. Các hoàng đạo Thương Huyền, kẻ nào không phải có hơn mấy ngàn vạn năm lịch sử, kẻ nào không phải có nội tình hùng hậu, pháp trận trùng điệp. Chỉ cần các ngươi chăm chú giữ gìn pháp trận, phong phú tài nguyên bảo cốt chân tàng, Khương Phàm muốn công phá pháp trận của các ngươi, trừ phi dẫn nổ xí thiên giới. Lão tổ Cửu Lê rất bất mãn ngữ khí tùy ý của Hắc Ma tư tế, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như rất có chút đạo lý. Đuổi bắt,
chỉ có thể ở vào bị động, nhất là sau khi Khương Phàm có được pháo đài di động như Xí Thiên Giới. Nếu như Nghiêm Phong tử thủ, chí ít có thể nắm giữ sơ qua quyền chủ động, bọn hắn cũng có thể bằng vào pháp trận cứng cỏi để tiêu hao năng lượng của Khương Phàm, thậm chí thông qua phát triển diễn biến thần uy, trọng thương Xí Thiên Giới. Hắc Ma tư tế nói, các ngươi càng là trêu chọc Khương Phàm càng phách lối, các ngươi không để ý tới hắn, hắn sớm muộn cũng sẽ đến tập kích các ngươi. Các ngươi lùng bắt hắn, tính toán hắn, còn không bằng ở lại trong cung tu dưỡng điều chỉnh, phong phú pháp trận, thuận tiện mời chào cường tộc phía ngoài gia nhập. Chờ Khương Phàm xuất hiện, cùng hắn liều mạng một trận. Lão Tổ Cửu Lê nói, chúng ta nóng lòng lùng bắt Khương Phàm, là muốn xử tử hắn trước khi hắn mạnh lên. Ngươi còn chưa hiểu lời ta nói. Khương Phàm muốn mạnh lên thì cần tài nguyên, muốn tài nguyên, liền cần chiến tranh. Các ngươi không khai chiến với hắn, hắn lấy ở đâu ra tài nguyên, vậy thì mạnh lên như thế nào? Nhất là bây giờ hắn đã đạt được sát khí như Liệp Thần Thương, lại không đủ cảnh giới khống chế, hắn càng sốt ruột mạnh lên, càng cần chiến tranh hơn. Chịu không được, hắn cũng chỉ có thể tới khiêu chiến các ngươi. Các ngươi vừa vặn dùng khỏe, bằng vào nội tình nghênh chiến. Nếu như Khương Phàm bỏ qua Thương Huyền, chạy thẳng đến Thiên Khải thì sao? Phải biết hắn còn bí mật khống chế Đông Nam Thiên Môn. Hắn đăng lâm Thiên Khải thì tốt hơn rồi. Không có các hạn chế từ hạ giới, chúng ta hoàn toàn có thể chặn đánh hắn tại Thiên Khải chiến trường. Các đại ma của Cửu Lê Thần Cung bọn họ trao đổi ánh mắt, chẳng lẽ bọn hắn thật sự đã vội vàng sao động rồi? Nhưng trơ mắt nhìn Khương Phàm uy hiếp càng lúc càng lớn, bọn hắn thực sự bình tĩnh không nổi. Hắc Ma tư tế nói, ta mang đến 9 tòa ma bia, có thể trấn áp Liệp Thần Thương. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không cần lại để ý tới thứ gì khác, an vị ở chỗ này chờ Xí Thiên Giới đến tấn công. Thuận tiện, liên hệ hoàng đạo khác, các ngươi sốt ruột, Khương Phàm liền nhàn nhã, các ngươi nhàn nhã, Khương Phàm liền gấp. 9 tòa ma bia của đế tộc. Cửu Lê đại ma phấn chấn tinh thần, mang theo ánh mắt sáng rực nhìn Hắc Ma tư tế. Các ngươi có thể vây khốn Khương Phàm, đương nhiên mà tốt nhất, khốn không được, ép hắn lên Thiên Khải, chúng ta sẽ ở nơi đó trừng trị hắn. Hắc Ma tư tế cuồn cuộn hắc vụ khắp người, biến mất trong ma điện rộng rãi, để lại 9 tòa trường bia giống như quan tài đá. Bọn chúng lơ lửng giữa không trung, tĩnh mịch giá lạnh như là 9 vị ma hoàng đang ngủ say. Trên thực tế, những này ma bia đúng là dùng di cốt ma hoàng rèn đúc ra, phỏng theo, ma giới hoàng đồ. Vũ khí vĩ đại nhất trong lịch sử ma tộc, tham khảo pháp trận cấm kỵ của ma tộc là Thập Nhị Cấm Thiên Lăng Tuyệt Trận, do Hắc Ma Đế Quân tự mình luyện chế thành. Lúc đó, mục đích rèn đúc của bọn hắn chính là ngăn chặn Liệp Thần Thương. Thiên Diện Ma Hoàng khống chế Cửu Hoàng Ma Bia, Liệp Thiên Ma Hoàng khống chế Liệp Thần Thương, xác định Hắc Ma Đế tộc tại Thiên Khải không thể địch nổi siêu tuyệt địa vị. Lão Tổ Cửu Lê nhìn ma bia trước mặt, lại có chút cảm giác hoảng hốt. Hắc Ma Đế tộc lại giao vũ khí như thế này đến trên tay bọn họ. Mà, rốt cuộc Hắc Ma Đế tộc đang tính toán thế nào? Bọn họ cũng không có gấp rút đi đoạt lại Liệp Thần Thương, ngược lại để bọn hắn tỉnh táo cùng phòng ngự. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được bầu không khí âm mưu. Lão Tổ Cửu Lê truyền lệnh nói. Cung chủ Lê Phong, phái người liên hệ hoàng đạo các phương, truyền đạt ý kiến của chúng ta, gia cố phòng ngự, ngồi đợi Xí Thiên Giới đột kích. Chúng đại ma cao giọng lĩnh mệnh. Chúng ta lập tức liên hệ. Lão Tổ Cửu Lê lại nói. Phó cung chủ Diêu Lăng Vi, người đến Huyền Nguyệt, rút toàn bộ pháp trận cùng tài nguyên chúng ta đưa đi về lại. Phó cung chủ Lê Cổ Xuyên, mời chào lãnh tụ cường tộc Tây Bộ, tề tụ Cửu Lê Thần Cung. Lời đề nghị của Cửu Lê Thần Cung được liên tục đưa đến các hoàng đạo Thương Huyền, để cho nội bộ hoàng đạo thảo luận kịch liệt. Bọn hắn thừa nhận bọn hắn đã nóng lòng cầu thành. Nhưng khi thấy Khương Phàm không ngừng mạnh lên, thực lực nhanh chóng bành trướng, thật sự bình tĩnh không được. Dù sao công tích kiếp trước của Khương Phàm vẫn còn tại đó, đương thời đạt được Xí Thiên Giới cùng Liệp Thần Thương, không khác nào như hổ thêm cánh, nguy hiểm còn cao hơn cả kiếp trước. Càng quan trọng hơn là, khắp thiên hạ đều đang ngó chừng các hoàng đạo Thương Huyền, nếu như lại để cho lịch sử tái diễn, thực sự làm khó dễ mặt mũi của bọn hắn. Nhưng, nhìn qua hư không mênh mông, bọn hắn đuổi bắt Khương Phàm quá khó. Cửu Lê Thần Cung nói cũng không sai, sau khi Khương Phàm đạt được Liệp Thần Thương, càng cần chiến tranh đến để thăng thực lực hơn, nếu như bọn hắn tiếp tục nôn nóng, ngược lại có thể thành toàn cho Khương Phàm.
thiên cực giới, thần miếu và các hoàng đạo có phòng ngự cực mạnh, dẫn đầu tiếp nhận đề nghị này. Sinh mệnh thần điện và các hoàng đạo khác lựa chọn thử phương pháp mới này. Còn vạn đạo thần giáo, bọn hắn không quan trọng. Từ sau khi thần giáo bị đánh, bọn hắn cũng không có trùng kiến thần giáo, mà là bằng vào vạn giới môn, kiến tạo không gian mê xào tại hư không, tồn tại lâm thời. Bọn hắn tìm không thấy xí thiên giới cũng đừng hòng tùy tiện tìm tới bọn hắn. Trong các chí tôn hoàng đạo, Đại Quang Mang thần điện đã đồng ý trước hết nhất, bọn hắn vừa vặn nhân cơ hội này, bí mật quan sát tình huống của tất cả hoàng đạo, tìm kiếm, nội ứng, ở bên trong. Xí thiên giới. Giờ phút này đang phiêu đãng trong hư không tại trung vực, vừa di chuyển đến phía tây Huyền Nguyệt Hoàng Thành, vừa chờ đợi cửu thiên, mật báo. Bọn hắn đoán sau sự kiện Liệp Thần Thương, tất cả hoàng đạo khẳng định sẽ có hành động mới, nhất là nơi Huyền Nguyệt nơi đó sẽ một lần nữa tập kết hoàng đạo. Bắt đầu thế thủ rồi. Khương Phàm không nghĩ tới đợi đã lâu, vậy mà lại đợi được tin tức như vậy. Trước đó chúng ta cũng suy đoán, tất cả hoàng đạo sẽ khẩn cấp tập hợp, khởi xướng một vòng lùng bắt mới, hoặc là chỉ định kế hoạch dụ bắt mới, cùng các ngươi khai triển toàn diện. Nhất là Cửu Lê Thần Cung nơi đó, khẳng định muốn không tiếc cái giá giải quyết hết các ngươi. Nhưng, tin tức cố thủ phòng ngự ngược lại là truyền tới từ Cửu Lê Thần Cung, cái này rất kỳ quái. Đông Hoàng Hoa Thanh lắc đầu nói, hắn cũng rất bất ngờ khi Cửu Lê Thần Cung lại có thể tỉnh táo lại trước một bước như thế. Hắc Ma Đế tộc lại có thể nhịn được. Khương Phàm hoài nghi phía sau có âm mưu nào đó. Hắc Ma Đế tộc nghĩ thế nào, chúng ta không biết. Nhưng luận sự, sách lược như thế này trước mắt mà nói vẫn rất sáng suốt. Nếu như toàn bộ bọn hắn khai thác thủ thế, ngươi không thể thông qua chiến tranh gom góp tài nguyên. Đến lúc đó, ngươi chỉ có thể tiến công hoàng đạo, tìm kiếm phát triển. Mà nội tình hoàng đạo, ngươi rất rõ ràng, xí thiên giới không công phá nổi. Chẳng lẽ ta không thể càn quét hoàng tộc sao? Ngươi sẽ làm sao? Bây giờ tất cả hoàng tộc rất khẩn trương, chỉ cần ngươi triển khai quét ngang, ngay lập tức các hoàng tộc khác sẽ chủ động tới gần dựa vào hoàng đạo, bọn hắn sẽ để các nhân vật quan trọng cùng nhân vật tầng cao nhất, toàn bộ tụ tập đến hoàng đạo. Kể từ đó, lực lượng phòng giữ của tất cả hoàng đạo liền sẽ tăng nhiều. Đến lúc đó, ngươi muốn tấn công hoàng đạo, chẳng khác nào tự mình chuốc lấy cực khổ. Đông Hoàng Hoa Thanh nhìn thấu tai hại của xí thiên giới, đó chính là một nơi phòng ngự rất mạnh, thế nhưng tính công kích cực yếu. Mà hoàng đạo nơi đó, phòng ngự không thể kém hơn so với xí thiên giới, cường giả bên trong thì còn cao cấp hơn đám người Khương Phàm, thậm chí pháp trận hoàng đạo còn có thể diễn biến xuất thế công thần uy. Cho nên, xí thiên giới chỉ có thể trốn trong không gian. Khương Phàm trầm mặc không nói, bây giờ bọn hắn xác thực không có tư cách chủ công hoàng đạo. Nếu như tùy ý càn quét hoàng tộc, cũng tất nhiên sẽ ép hoàng tộc khác, thậm chí số lượng lớn cường giả, tụ tập đến hoàng đạo. Thiên hậu cũng thừa nhận, sách lược của hoàng đạo rất bảo thủ, nhưng so với trước mà nói không thể nghi ngờ là thượng sách. Giờ khắc này, rất nhiều cường giả ngu ra đứng ở núi cao đằng xa, quái dị nhìn khách đến thăm. Đại ca, huynh nhìn người kia nhìn quen mắt không? Lông mày của Ngô Chính Hùng đều muốn vặn thành u cục. Giống một người. Hai con người của Ngô Chính Uyên phun trào năng lượng hỗn độn, nhìn thấu vạn mét không gian, nhìn chằm chằm Khương Phàm và người khách đang nói chuyện với nhau ở đỉnh núi phía xa kia. Hắn không phải Đông Hoàng Hoa Thanh sao? Phó giáo chủ Cửu Thiên Thần Giáo, thánh nhân không gian, lúc các ngươi ở Đại La Sơn đã giới thiệu qua cho chúng ta. Ngô Thiên Khải, Ngô Kình Thương đều trừng to mắt, khó có thể tin được mà nhìn nam tử anh tuấn kia. Là thật sao? Bọn người Ngô Chính Uyên đương nhiên biết Đông Hoàng Hoa Thanh, chỉ không tin nam tử nơi đó chính là Đông Hoàng Hoa Thanh. Đây chính là nguyên nhân Khương Phàm không thừa thắng xuất kích Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Đây chính là chuyên viên tình báo mà Khương Phàm đang chờ đợi. Lão tổ Ngô gia, Ngô Thái Bình từ phía sau đi tới, vẻ mặt già nua khó nén sự chấn kinh. Khương Phàm kết minh cùng Cửu Thiên Thần Giáo rồi. Mấy năm trước không phải Cửu Thiên Thần Tôn còn đang điên cuồng đuổi bắt Khương Phàm sao? Chẳng lẽ bọn hắn đang diễn trò? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhiều chuyện giống như đều nghĩ rất thông rồi. Ví dụ như, vì sao Ngọc Tỷ Truyền Quốc có thể tránh thoát tất cả đuổi bắt, để các chủ nhân hoàng đạo liên hợp lùng bắt thất bại? Ví dụ như, vì sao Khương Phàm có thể thuận lợi thoát hiểm tại Đại La Sơn, để hoàng đạo bí mật liên minh thất bại trong gang tấc? Ví dụ như, vì sao Khương Phàm có thể nhìn rõ âm mưu mà Huyền Nguyệt Hoàng Triều bố trí,
tương kế tựu kế, chuyển đến sát khí hoang cổ, liệp thần thương. Ví dụ như, vì sao liệp thần thương có thể giấu đến bây giờ, cũng rơi xuống trên tay Khương Phàm. Lại ví dụ như, vì sao Khương Phàm có thể thuận lợi sống đến bây giờ. Thì ra phía sau lại có, thần tộc không gian, danh chấn cửu châu thập tam hải đứng đấy. Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi dùng mình một cái, tin tức này quá rung động, thì ra các bên trong hoàng đạo thương huyền lại có nội ứng như vậy xâm nhập vào. Vào cái ngày tin tức thật sự được công khai ra đó, không biết sẽ khiến dạng sóng to gió lớn gì, sẽ khiến cho bao nhiêu lão tổ hoàng đạo chửi mắng. Nhưng, đám người ngu ra hai mặt nhìn nhau, đột nhiên lồng ngực lại cuồn cuộn nhiệt huyết, ngay cả cửu thiên thần giáo đều đến đứng bên cạnh Khương Phàm, bọn hắn còn có cái gì phải sợ. Có như thế chí tôn hoàng đạo đứng ở sau lưng duy trì, hành động tương lai của bọn hắn khẳng định đặc sắc không gì sánh được. Thậm chí cửu thiên thần tôn chết, đều có thể có bí mật. Thần linh không gian, chưa chết. Nhất định phải xử lý Huyền Nguyệt, thừa dịp tất cả hoàng đạo bế quan tự thủ, đây chính là thời cơ tốt. Kiều Vô Hối đứng sau lưng Khương Phàm, đưa ra đề nghị. Huyền Nguyệt nhất định phải diệt quốc, hoàng tộc khác, thật đúng là phải thận trọng. Khương Phàm nhìn Kiều Vô Hối, bỗng nhiên nói. Giao cho ngươi, ta nhất định có thể bắt lấy Huyền Nguyệt. Ta nói là, tiếp theo, giao tất cả cho ngươi. Khương Phàm không muốn liên lụy quá nhiều tinh lực tại Thương Huyền, nhất là dưới tình huống toàn thể hoàng đạo khai thác thủ thế. Về phần thiên hậu, thật cần bế quan chiều sâu. Kim Bằng, Tô Lăng và các khế ước thú đang tiếp thụ thần huyết tẩy lễ, cần chỉ dẫn đặc thù, mượn cơ hội này phối hợp với Bảo Cốt Thánh Vương trước đó, kích phát huyết mạch khế ước thú, tiến tới phản hồi thiên hậu. Vừa vặn mượn cơ hội này, mà luyện Kiều Vô Hối. Kiều Hinh ở bên cạnh tranh thủ thời gian ra hiệu với Kiều Vô Hối, tranh thủ thời gian tiếp nhận, đây chính là không giữ lại chút tín nhiệm nào, càng là thời điểm kiểm tra năng lực. Nhất là tại thời kỳ đặc thù xí thiên giới vừa mới hình thành sức chiến đấu, ai có thể tiếp quản quân sự, ai có thể thắng được uy tín, trong vạn thế thần triều tương lai càng có được nhiều quyền nói chuyện. Ánh mắt Đông Hoàng Hoa Thanh trở nên dị dạng, bây giờ chính là thời khắc mấu chốt ứng phó Thương Huyền, là phải đấu trí đấu dũng cùng hoàng đạo, vậy mà Khương Phàm lại đột nhiên mặc kệ. Chuyện này không phải quá qua loa rồi đấy chứ? Hay là có lòng tin đối với vị con trai độc nhất này? Bọn người bá vương cũng cảm thấy ngoài ý muốn đối với quyết định đột nhiên của Khương Phàm, ánh mắt thoáng đảo qua bọn người Khương Diễm, Khương Quỳ. Đây là muốn để Kiều Vô Hối thống ngự bộ tộc Phượng Hoàng. Nhiệm vụ nặng nề thật, dù sao Khương Quỳ và những người này nói cho cùng cũng đều là phân thân của Khương Phàm. Kiều Vô Hối, lĩnh mệnh. Kiều Vô Hối trịnh trọng nghiêm túc tỏ thái độ. Chúng ta phối hợp. Bọn người Khương Quỳ cũng chủ động tỏ thái độ, chỉ là ánh mắt không tự chủ được mà liếc mắt nhìn Kiều Vô Hối. Lão Tặc, Cự Ngạc, Huyền Quy, theo ta rời khỏi, còn lại toàn bộ do ngươi điều động. Nhưng lúc đầu không nên quấy rầy bọn người Hàn Ngạo, các gia tộc Lưu gia, Ngụy gia, tận lực cung cấp đan dược phụ trợ cho bọn hắn, phối hợp thần huyết dung hợp chiều sâu. Khương Phàm phân phó, biểu hiện hắn không phải dâng trào tâm huyết, mà đã nghĩ sâu tính kỹ qua. Phụ thân, ngài muốn đi đâu? Kiều Vô Hối nghĩ là Khương Phàm là chuẩn bị tọa trấn, không nghĩ tới lại muốn đi. Chuyện này không thể được. Có Khương Phàm tọa trấn tại xí thiên giới, tất cả mọi người sẽ phối hợp với hắn, nhưng không có Khương Phàm, muốn dẫn dắt Phượng Hoàng, các cường giả hỗn độn chiến tộc, chiến quốc, thiên quốc, quá khó. Quy củ cũ, phân tán lực chú ý của Hoàng đạo. Khương Phàm chính là muốn tôi luyện năng lực thống ngự của Kiều Vô Hối, hình thành lực uy tín thuộc về Kiều Vô Hối. Vì tương lai làm chuẩn bị khai chiến toàn diện. Trước đó còn muốn ở thêm mấy ngày, nếu hoàng đạo đều đã như vậy, hắn cũng không cần thiết nữa. Bây giờ hoàng đạo khắp thiên hạ đều biết ngài đã đạt được liệp thần thương, một mình ra ngoài chẳng phải rất nguy hiểm. Kiều Vô Hối uyển chuyển nhắc nhở Khương Phàm. Có bọn người đại vương rồi. Bọn chúng. Không chỉ có Kiều Vô Hối im lặng, Khương Diễm bọn hắn đều trao đổi ánh mắt, âm thầm lắc đầu. Mang ai không mang. Lại mang ba tên không nghiêm chỉnh nhất, có thể tin được sao? Bọn hắn thậm chí hoài nghi, thời khắc mấu chốt, ba tên kia đều chạy nhanh hơn so với ai khác. Bọn chúng là đủ rồi. Khương Phàm cũng không có cách nào khác, ba tên này ở lại nơi này chắc chắn sẽ không an phận phối hợp chinh chiến, còn không bằng mang theo rời khỏi. Cự Ngạc chủ công, Huyền Quy phòng ngự, phối hợp coi như không tệ. Còn Tặc Điểu,
làm thế thân. Đông Hoàng Hoa Thanh nói. Nếu như các người muốn tập kích Huyền Nguyệt Hoàng Thành, tốt nhất hãy chỉ hoãn mấy ngày. Cửu Lê Thần Cung, Vạn Đạo Thần Giáo, Thái Cổ Thần Miếu, còn có Đại Quang Mang Thần Điện, pháp trận của bọn hắn còn đang bố trí tại Huyền Nguyệt, bên trong bổ sung rất nhiều tinh thạch cùng tài nguyên, trước đó đều bị chuyện của Liệp Thần Thương làm cho kinh đến, chưa kịp rút lui, trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ lần lượt thu hồi. Bây giờ tiến công, khó tránh khỏi sẽ gặp phải. Khương Phàm không nói gì, lại nhìn về Kiều Vô Hối. Kiều Vô Hối khẽ nhíu mày, bây giờ bắt đầu làm quyết định. Khục. Kiều Hinh nhẹ nhàng ho khan, nhắc nhở Kiều Vô Hối tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Muốn quả quyết, phải dũng cảm, phải để những người khác tin phục, cũng phải để Khương Phàm yên tâm. Mấy người Khương Quỳ cũng đều lần lượt nhìn về phía Kiều Vô Hối. Kiều Vô Hối sâu hít một hơi, dứt khoát nói. Bây giờ xuất kích, vì vây giết xí thiên giới chúng ta, khẳng định pháp trận mà bọn hắn chủ hoạch kiến lập rất mạnh, bên trong cũng bổ sung cho số lượng lớn tài nguyên, thậm chí có thánh cốt, thánh vương cốt, thánh hoàng bảo cốt, tài nguyên như thế này không thể không đoạt. Cửu Lê Thần Cung phát động, chiến thuật cố thủ, trước hết nhất, cũng cách gần đây, hẳn là đã sớm rút bảo vật về, hoàng đạo khác hẳn là còn đang ở trên đường. Cho nên bây giờ chúng ta xuất kích, nhiều nhất gặp phải tam đại hoàng đạo khác, thậm chí khả năng chỉ là một hai hoàng đạo. Mà đội ngũ lùi bảo vật về của bọn hắn, hẳn là sẽ không quá mạnh, sẽ khoảng chừng một hai thánh linh. Coi như liên hợp mở ra pháp trận, cũng ngăn không được chúng ta. Khương Phàm cùng Thiên Hậu trao đổi ánh mắt, nói. Ngươi phụ trách, ngươi làm chủ. Kiều Vô Hối trịnh trọng nói. Đây là trận chiến đầu tiên của xí thiên giới xuất chinh tại Thương Huyền, sứ mệnh của chúng ta nhất định không có nhục. Các ngươi theo ý chí của các ngươi làm đi, ta tới Chí Tôn Kim Thành giải quyết một việc cá nhân trước, sau đó đến thần vực Chi Hải, nhìn Hải Thần Đảo. Sau khi Khương Phàm nói xong thì mang theo Thiên Hậu, Dạ An Nhiên rời khỏi đỉnh núi. Kiều Vô Hối lập tức triệu tập đám người, thảo luận kỹ càng kế hoạch hành động cụ thể. Giới chủ xí thiên giới nhìn bóng lưng Khương Phàm đi xa, cùng Lão Tổ ở bên cạnh đụng đụng ánh mắt. Lão Tổ thoáng nhún vai, lắc đầu. Hai người bọn họ đều nghĩ như nhau. Chuyện này hiển nhiên không phải Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến ủy quyền, rất có thể đã nghĩ sâu tính kỹ. Mục đích nha, ngăn được. Ngăn được phe phái Dạ An Nhiên đang lặng yên bành trướng. Dạ An Nhiên mặc dù nhìn không tranh không đoạt, điệu thấp lại an tĩnh, nhưng trên danh nghĩa nàng là phó giới chủ của xí thiên giới, đã được đến giới chủ cùng hai phe chiến quốc, thiên quốc duy trì thế chân vạc. Theo thế giới ngũ hành của Dạ An Nhiên đang phát triển, cùng bí mật di cốt thần long được công bố, bọn người Tiêu Phượng Ngô, Thương Hàn Nguyệt khẳng định cùng Dạ An Nhiên càng ngày càng thân mật. Bây giờ hỗn độn chiến tộc ầm vang nhập giới, nhận năng lượng hỗn độn tầm bổ, cũng tất nhiên sẽ tấp nập tiếp xúc cùng Dạ An Nhiên, đội ơn Dạ An Nhiên, thân cận với Dạ An Nhiên. Trong lúc vô hình, lực ảnh hưởng của Dạ An Nhiên đang tấn mãnh mạnh lên. Có lẽ Dạ An Nhiên đều không có ý thức được, có lẽ tất cả mọi người không có ý thức được, nhưng Khương Phàm hiển nhiên phải cảnh giác. Cũng không phải nói Dạ An Nhiên thực sự sẽ làm cái gì, mà phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Bây giờ Khương Phàm đột nhiên buông tay, ngoại trừ bỏ đi các nguyên nhân khách quan khác, thì bồi dưỡng phe phái hoàn toàn mới hẳn là bên trong một nguyên nhân đặc biệt lại quan trọng. Khương Phàm cũng không cần Kiều Vô Hối thật sự thống lĩnh toàn bộ lực lượng xí thiên giới bây giờ, chỉ cần hắn bằng vào chiến công hình thành uy tín, ngưng tụ bộ tộc Phượng Hoàng, hình thành phe phái mới. Về phần Kiều Vô Hối có thể thật sự tạo nên Phượng Hoàng thần tộc hay không, chợt nhìn xác thực rất khó. Nhưng, Khương Diễm trong Phượng Hoàng là đệ tử thân truyền của Kiều Vô Hối, tất nhiên sẽ tuyệt đối ủng hộ. Kiều Hinh đã là mẫu thân của Kiều Vô Hối, lại còn là thê tử của Khương Phàm, mà tính cách lại đáng yêu, đương nhiên có thể giữ gìn Kiều Vô Hối, càng có thể thay hắn điều giải cảm xúc của các Phượng Hoàng khác. Chỉ cần Kiều Vô Hối có thể giỏi về vận dụng, hẳn là có thể làm được đến trình độ mà Khương Phàm kỳ vọng. Huống chi, Kiều Vô Hối còn có sát chiêu bí mật, đó chính là 12 huyết sát hắn bồi dưỡng. Cho đến trước mắt, Chu Bất Dĩ đã thành thánh, An Minh Hề sắp đến sẽ thành thánh, Bách Lý Mạc Yêu và những người khác đã ở vào cao giai cùng bán thánh. Chớ nói chi Kiều gia tuyệt đối ủng hộ Kiều Vô Hối. Lão nhân lặng yên nói nhỏ. Trước đó Khương Phàm không để ý lời nghị luận của mọi người. Khăng khăng giao di cốt ma hoàng cho địa ma thụ, nguyên nhân chủ yếu hẳn là hắn muốn bảo đảm xí thiên giới chiến lực mạnh nhất từ đầu đến cuối đứng ở thiên hậu nơi này.
Bây giờ nhắc nhở thiên hậu bế quan chiều sâu, cũng là để nàng mau chóng bồi dưỡng Tô Lăng và những khế ước thú kia mạnh lên, lại phân ra càng nhiều tinh lực khống chế yêu tộc của Đại La Sơn. Nói cách khác, bồi dưỡng phe phái thứ ba, cũng là phe phái mạnh nhất. Không hổ là thần hoàng kiếp trước, nghĩ sâu xa, thấy rõ ràng. Nếu như không phải hắn đột nhiên làm như thế, ta cũng còn không có ý thức được, xí thiên giới đang lặng yên hình thành các loại phe phái. Giới chủ chậc chậc hai tiếng. Tiểu tử này rất tinh minh, am hiểu sâu mưu lược. Cố ý mang cự ngạc và mấy yêu thú kia đi, lại đặc biệt nhắc nhở không nên quấy rầy mấy người Hàn Ngạo bọn hắn, thoạt nhìn như là an bài rất tùy ý, nhưng thật ra lại là muốn một mực khống chế nguồn lực lượng đặc thù nhất này ở trong tay mình. Tương lai nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn, hoặc cần trấn nhiếp các phe phái, trong tay chính hắn cũng có lực lượng có thể thay đổi cục diện. Lão nhân chậm rãi gật đầu. Kiếp trước hắn đã gặp qua phản bội, kiếp này đương nhiên sẽ thận trọng, lại thận trọng hơn nữa. Dù sao càng về sau đối mặt với càng nhiều kẻ địch, trải qua chiến tranh càng nhiều, bên trong xí thiên giới cũng tiếp nhận áp lực càng lớn, tự nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố, sớm chuẩn bị, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tuy nhiên, Khương Phàm muốn giao xí thiên giới cho Hỗn Độn Tử Phủ chuyện này, rốt cuộc ngài nghĩ thế nào? Thật sự đồng ý. Đừng mẫn cảm như vậy. Nếu như tương lai Khương Phàm thực sự thất bại, xí thiên giới là nơi mà chúng ta và Hỗn Độn Tử Phủ cùng tồn tại. Chúng ta luyện đan, bọn hắn đóng giữ, Tuyệt Diệu phối hợp. Cũng có thể bảo đảm ẩn nấp ngàn năm vạn năm sau, lấy tư thái đủ mạnh mẽ trở lại thế gian, còn có thể chống đỡ tất cả các hoàng đạo. Nếu như cuối cùng Khương Phàm thành công, Dạ An Nhiên hoàn toàn tạo thành thế giới ngũ hành mới thì đây chính là kết cục tốt hơn của chúng ta. Thế giới ngũ hành của nàng, không chỉ là hoàn toàn mới, là càng mạnh, mà còn là... Ha ha, hoàng phi thế giới, không, là đế phi thế giới. Ở trong thế giới dạng này, địa vị luyện đan sư cũng định sẽ tăng lên đến mức chưa từng có. Bản giới chủ nghĩ sâu xa hơn nhiều so với lão đầu nhi ngươi này. Ngày 20 tháng 12, trận chiến đầu tiên xí thiên giới xuất chinh tại Thương Huyền bộc phát ngay Huyền Nguyệt Hoàng Thành. Mặc dù cường tộc Thương Huyền đều phỏng đoán Huyền Nguyệt sẽ là hoàng tộc đầu tiên bị hủy diệt, nhưng thời điểm thật sự bộc phát, bọn họ vẫn còn có chút ngoài ý muốn, mà kết quả chiến tranh càng là thảm liệt. Khi chiến tranh bộc phát, pháp trận mà Huyền Nguyệt bố trí kiểm tra đo lường hư không cũng không có bất kỳ phản ứng nào, tinh túc các giám sát năng lượng tinh thần thạch cũng không có mảy may gợn sóng nào. Bởi vì Kiều Vô Hối không có kéo lấy xí thiên giới cao điệu giáng lâm, mà là rời khỏi xí thiên giới ở bên ngoài năm vạn dặm, mang theo Khương Diễm, Khương Quỳ và các Phượng Hoàng cùng Ngưu Thái Bình, Hỗn Độn chiến tộc và các yêu tộc Đại La Sơn, tất cả đều là cường giả bán thánh trở lên, nhanh chóng lướt qua trời cao, khởi xướng tập kích. Huyền Nguyệt Hoàng Thành bị bạo kích dưới lúc không có chút nào phòng bị nào. Năm ngày trước Cửu Lê Thần Cung mang theo pháp trận cùng tài nguyên của bọn hắn rút lui, Vạn Đạo Thần Giáo vừa rút đi không đến 2 ngày, Thái Cổ Thần Miếu cùng Đại Quang Mang Thần Điện lại cách xa, hôm qua vừa tới, đang tháo dỡ pháp trận, đào móc tài nguyên. Huyền Nguyệt Hoàng tộc đau khổ cầu khẩn, cực lực giữ lại, thậm chí hối lộ dẫn dụ. Chính là Huyền Nguyệt, cố gắng, để Thái Cổ Thần Miếu cùng Đại Quang Mang Thần Điện vốn là nên rời khỏi bị kéo ở chỗ này, cuối cùng lại cùng Kiều Vô Hối gặp nhau. Một trận hỗn chiến cuồng dã bộc phát không có dấu hiệu nào. Thánh vương đột kích, thánh linh quét ngang, bán thánh tấn công, thời gian một khắc đồng hồ ngắn ngủi, chiến trường bị cưỡng ép tiến lên vào sâu trong hoàng thành, cường thế đánh vỡ pháp trận huyễn tưởng mà Huyền Nguyệt muốn mở ra. Trừ một vị thánh linh của Đại Quang Mang Thần Điện bằng vào ánh sáng nhanh chóng chạy thoát ra thì Huyền Nguyệt Hoàng Thất đã thảm tao diệt tộc, cường giả thần miếu cùng thần điện đều chiến tử, bảo vật cùng tài nguyên pháp trận của Hoàng Thất bị tẩy sạch trống không. Tin tức nhanh chóng dẫn bạo Tây Bộ, truyền khắp những nơi khác. Kích thích tất cả các hoàng tộc đang khẩn trương. Chuyện này có nghĩa Khương Phàm thật muốn chinh chiến Thương Huyền. Sau đó, Kiều Vô Hối đưa ra một đề nghị điên cuồng, sau khi xin chỉ thị thiên hậu, tại kỷ nguyên thứ 16, ngày mùng 1 tháng 1, chiêu cáo thiên hạ, vạn thế thần triều sắp trùng kiến. Tuyên chỉ lâm thời, luân hồi bí cảnh. Dĩ nhiên bọn hắn không phải muốn kiến quốc thật, cũng không phải muốn định đô tại luân hồi bí cảnh thật. Mà là Kiều Vô Hối tự mình chế định hành động săn bắn, còn được thiên hậu toàn lực ủng hộ. Chí Tôn Kim Thành, Khương Phàm, Hứa Đức Diệu nhìn nam tử ngồi bên trong khách đường, hắn kinh hãi đến mức suýt chút nữa lui ra ngoài. Hứa thành chủ, hân hạnh, mạo muội tới chơi, xin hãy tha lỗi.
Khương Phàm mỉm cười gật đầu, trong ngực ôm tặc điểu biến thành hỏa hồ, đại vương, đại tặc đứng ở bên cạnh lại biến thành tráng hán. Một vị bán thánh, ba vị thánh linh, uy thế cường thịnh để không gian trong cung điện đều nổi lên gợn sóng. Ngươi tới đây làm gì? Hứa Đức Diệu cho mày, gia hỏa này cứ đường hoàng tới như vậy. Hắn ở nơi này vừa mới đạt được tin tức Huyền Nguyệt bị hủy diệt, còn đang rung động khi thấy một hoàng tộc lại bị hủy diệt, đảo mắt liền thấy kẻ cầm đầu. Nếu như bị Cửu Lê Thần Cung biết, chẳng phải sẽ hiểu lầm hai bên muốn kết minh. Chớ khẩn trương, ta không phải đến gây phiền toái cho các ngươi. Chí tôn Kim Thành chúng ta, cũng không muốn gây phiền toái. Hứa Đức Diệu đi đến khách đường, ngồi vào trước mặt Khương Phàm, trực tiếp làm rõ thái độ. Bây giờ cục diện Thương Huyền vừa vi diệu càng khẩn trương, các hoàng tộc thần hồn nát thần tính, ngay cả hoàng đạo đều đề phòng cao độ, đều là đang kiêng kỵ với nam tử trước mắt này. Nhưng, những điều này đều không liên quan với Chí Tôn Kim Thành bọn hắn. Bọn hắn sớm đã rơi xuống hoàng tộc, không có tư cách, cũng không muốn lại xen vào nội chiến. Bây giờ chuyện bọn hắn cần phải làm là mượn nhờ lực ảnh hưởng của Hứa Như Lai, trùng kiến Chí Tôn Kim Thành, từ từ phát triển, tích xúc năng lượng, sau đó ngồi xem trận phong bạo Thương Huyền này. Khương Phàm đánh giá Hứa Đức Diệu, kỳ quái hỏi một câu. Các ngươi bị hoàng đạo đồ thành, nội tình vạn năm bị vơ vét không còn gì, mấy ngàn tộc nhân bị ngộ hại, chẳng lẽ không muốn báo thù? Ngươi hẳn là hỏi, chúng ta còn có thể báo thù hay không? Báo thù chưa hẳn nhất định phải dùng sức mạnh của chính mình, còn có thể tìm minh hữu. Chúng ta muốn báo thù, nhưng ta không muốn diệt vong. Hứa Đức Diệu nghiêm khắc, ngữ khí thậm chí có chút mâu thuẫn, để Khương Phàm có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết gia hỏa này có thể liều mạng nguy hiểm diệt tộc, bảo trụ Xá Lợi Phật Đà, hẳn là nhân vật có huyết tính can đảm buông tay đánh cược một lần, bây giờ làm sao lại đột nhiên sợ rồi. Đại vương, đại tặc trao đổi ánh mắt, đều bĩu môi. Khương Phàm trước khi đến còn khoác lác cùng bọn hắn, nói vài phút sẽ ăn được mâm này đồ ăn, bây giờ nha, hắc hắc. Nhìn tư thế này hẳn là sẽ phải uống nước lạnh rồi. Khương Phàm tiếc nuối lắc đầu. Tiếp theo chiến trường Thương Huyền không nhìn thấy thất phẩm Bảo Liên, thật sự là tiếc nuối. Tộc đệ của Hứa Đức Diệu là Hứa Đức Dung tiến về phía trước một bước, thanh âm ù ù. Nếu như không có chuyện gì khác, ngươi có thể rời khỏi. Chớ khẩn trương, ta không phải đến kết minh với các ngươi, hôm nay ta tới là... cầu thân, Hứa Đan sao? Người của Hứa gia nhất thời giận dữ, có người thậm chí trong mắt còn chứa sát ý, nắm đấm đều như muốn phát ra tiếng. Bầu không khí trong điện đều trở nên một ngạt. Đây là biểu tình gì? Khương Phàm nói thầm trong lòng, không đến mức đó chứ. Ta muốn đến cưới hỏi đàng hoàng, nở mày nở mặt cưới Hứa Đan về Xí Thiên Giới, nhưng nhìn thái độ của các ngươi. Giống như không thực tế. Như vậy đi, ta sẽ cho Chí Tôn Kim Thành xính lễ cao nhất, thánh cốt. Bảo cốt thánh vương, cái gì cần có đều có. Các ngươi, len lén giao Hứa Đan cho chúng ta. Hai bên gia chủ chạm mặt đơn giản, làm chứng. Chuyện này ngươi biết ta biết, không công khai với bên ngoài. Như thế nào? Nằm mơ. Hứa Đức Diệu quả quyết từ chối. Mơ tưởng. Hứa Đức Dung và các tộc nhân Hứa gia giận dữ mắng mỏ. Xí Thiên Giới chúng ta không phải mãnh thú hồng thủy, không cần sợ thành như vậy. Tóm lại Hứa Đan cũng phải sẽ là xuất giá, Xí Thiên Giới chúng ta cũng coi là đại hộ nhân gia giàu có, sẽ không ủy khuất nàng. Khương Phàm, nếu như ngươi không có chuyện gì khác, còn xin rời khỏi cho. Ta đi ra một chuyến không dễ dàng, hôm nay nhất định phải mang Hứa Đan đi. Nếu như các ngươi đồng ý, chúng ta liền cưới nàng đi, nếu như không đồng ý, chúng ta chỉ có thể. Ngươi muốn như thế nào? Cướp! Ngươi dám! Khương Phàm! Mặc dù chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng cũng không để cho ngươi khiến chúng ta nhục nhã được. Rất tốt, liền giữ vững thái độ này. Khương Phàm cười đứng dậy, thánh khu thẳng tắp tản mát ra sóng nhiệt nóng hổi, vặn vẹo lên không gian, thiêu nướng cung điện. Ngươi muốn làm gì? Bọn người Hứa Đức Diệu cảnh giác lui lại. Chúng ta dứt khoát đánh một trận, đều chảy chút máu, như thế này truyền đi chính là ta đang cướp người, các ngươi bị ép thả người. Sau đó không ai gây phiền phức cho các ngươi. Toàn thân Khương Phàm dẫn bạo sóng nhiệt trong nháy mắt, dung chuyển không gian nhấc lên sóng cả, đối diện đánh bay Hứa Đức Diệu và các tộc nhân Hứa ra. Khương Phàm, nơi này còn chưa tới phiên ngươi đến làm càn.
Hứa Đức Diệu thả người dâng lên, toàn thân nở rộ ánh sáng, giống như mặt trời rơi xuống đỉnh Kim Thành, để các tộc nhân ở xung quanh đều mở mắt không ra. Một đóa to hoa sen vàng lớn nở rộ dưới người hắn, oanh minh mãnh liệt, nhấc lên kim quang giống như biển động nghênh kích Khương Phàm. Dân chúng các tầng tại Kim Thành nhao nhao nhìn lên tầng cao nhất. Rất tốt, chính là tư thế này. Hứa thành chủ, đắc tội. Khương Phàm đạp tan mặt đất, phóng lên tận trời, phất tay một kích, liệt diễm tuôn ra, hóa thành hình dáng chu tước, tiếng gáy to kinh hồn, dương cánh chỉ lên trời, đánh về phía Hứa Đức Diệu. Đến thật, đám người Hứa gia bỗng nhiên biến sắc. Cái này, mẫu thân nó là nhắc tới trước. Đi lên liền xử nhạc phụ, thổ phỉ đều không có như thế. Khương Phàm, người khinh người quá đáng. Nhân giới sát quyền. Hứa Đức Diệu vung lên một cánh tay, mãnh liệt đánh một kích, thất phẩm bảo liên gào thét xoay tròn, giơ lên cường quang ngập trời. Trong chốc lát, cường quang lao nhanh giống như ngàn quân hoành không, lại như vạn dân gầm thét, một cái kinh khủng nắm đấm vàng mang theo sát niệm dân chúng, cuồn cuộn giữa trời cao, đánh về phía liệt diễm Chu Tước. Nương theo tiếng oanh minh kịch liệt, Chu Tước vỡ nát, kim quyền chôn vùi, đồng quy vô tận. Không tệ lắm, không hổ là linh văn hoàng tộc. Khương Phàm phất tay, liệt diễm bao phủ khung trời, giống như biển lửa mênh mông trải rộng ra hơn 10 dặm, trực tiếp che mất không trung của chí tôn Kim Thành. Bên như có bức tranh vạn cầm, có phượng hoàng lăng tiêu, uy hiếp tám phương, có thiên bằng kích thiên, hồi hộp dân chúng, có chim loan vén núi, thánh uy cuồn cuộn, càng có khổng tước dương cánh, bá tuyệt một phương. Nhiều loại mãnh cầm đang dục hỏa mà sinh trong liệt diễm, toàn bộ chỉ lên trời gáy to, cung phụng tuyệt thế Chu Tước trên đỉnh bức tranh. Chu Tước phục thiên thuật. Sắc mặt Hứa Đức Diệu kịch biến, quả quyết thôi động thất phẩm bảo liên, thôn nạp uy lực pháp trận tại đỉnh Kim Thành, phóng thích kim quang vô thượng. Đài sen gào thét xoay tròn, một thanh kiếm lớn thành hình trong cường quang vô tận, treo cao giữa khung trời, ánh sáng vô biên, phảng phất bội kiếm thương thiên, muốn thẩm phán chúng sinh, chém chết yêu ma. Huyền Thiên kiếm, chém. Hứa Đức Diệu hét lớn như sấm, khống chế cự kiếm treo trên bầu trời bạo kích mãnh liệt. To như cự phong, mũi kiếm đâm rách không gian, lao thẳng đến bức tranh liệt diễm trên bầu trời. Khóe miệng Khương Phàm ôm lấy ý cười, linh văn thôi động truyền thừa, tất cả linh cầm đầy trời đều thần phục, Chu Tước ở đỉnh cao thôn nạp hỏa diễm vô tận, hào quang rực rỡ, chiếu thấu hư không, giống như là Chu Tước chân chính dục hỏa mà sinh. Ầm ầm, bạo kích mãnh liệt dẫn bạo trời cao, Chu Tước phục thiên chấn vỡ nát Huyền Thiên kiếm, đánh về phía Hứa Đức Diệu. Mặt Hứa Đức Diệu lộ vẻ kinh sợ, vội vàng khép kín đài sen tiến hành bảo vệ. Ầm ầm, Chu Tước bạo kích, sát huy cuồn cuộn, kim quang vô tận bao phủ đỉnh Kim Thành. Thất phẩm bảo liên giống như con thuyền giữa biển lớn, chập trùng kịch liệt, tiếp tục tháo chạy, thẳng tới mấy chục dặm bên ngoài. Bọn người Hứa Đức Dung hãi nhiên, cứ việc đã chứng kiến thực lực của Khương Phàm ở Đại La Sơn, nhưng vẫn bị một màn trước mắt kích thích cho. Thất phẩm bảo liên mà bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, lại bị Khương Phàm đánh lui dễ dàng như thế. Đại tặc rung động. Đoàn trưởng chính là đoàn trưởng, đoàn cướp bóc thậm chí ngay cả nữ tử đều đoạt. Các vị, thấy chút máu. Khương Phàm phất tay chỉ lên trời, liệt diễm cuồn cuộn như biển, hơn ngàn con thú ảnh trong thức hải toàn bộ thức tỉnh, ngay sau đó ngưng tụ thành hình tại sâu trong liệt diễm. Phảng phất Khương Phàm tại vẫy tay một cái đã mở ra dị độ không gian. Tiếp dẫn ra thú triều minh mông, sư hống hổ khiếu, vượn minh chim rít, thanh âm vang vọng trời cao, chấn kinh chí tôn Kim Thành từ trên xuống dưới. Trốn! Tiếng bọn người Hứa Đức Dung hét thật lớn, tràn ngập thánh uy cùng thú triều nóng bỏng, cách hơn ngàn mét đều để bọn hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng. Khương Phàm, người có chừng có mực cho ta. Hứa Đức Dung ở bên ngoài mấy chục dặm gào thét, miệng đầy máu tươi, tóc dài bay loạn, phát ra tiếng gào thét hùng hậu. Kim quang vô biên, thao thao bất tuyệt, ngưng tụ thành bàn tay màu vàng óng, lớn như trời núi, đường vân rõ ràng. Thất phẩm bảo liên xoay tròn dâng lên cánh hoa đầy trời, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên rót vào bàn tay màu vàng óng. Mỗi một cánh hoa trùng kích đều giống như rót vào một nguồn năng lượng, ngàn vạn cánh hoa tiếp tục bạo kích, bàn tay màu vàng óng lắc lư kịch liệt, tràn ngập ra lực lượng cường đại. Cuồng lực cuồn cuộn bỗng nhiên đánh ra về phía trước. Thôi thiên trưởng. Lực chi bí, bên trong đại đạo bí thuật, uy thế bộc phát có thể vật lộn với thiên long, phá hủy khung trời. Khương Phàm thôi động mấy ngàn con yêu thú phóng tới trời cao, liên tiếp va chạm,
diễn biến ngàn thú kinh thế quyền. Tuy nhiên, sau khi kinh thế quyền ngưng kết thành hình, một hình bóng chu tước xâm nhập trong đó, uy lực và năng lượng của kinh thế quyền lại tăng vọt, giống như là hoành không bạo kích liệt dương màu vàng, nghênh kích thôi thiên trưởng. Ầm ầm, bạo hưởng mãnh liệt chấn thiên động địa, mấy triệu dân chúng trên dưới kim thành ôm đầu kêu thảm, miệng mũi chảy máu. Kim quang cùng liệt diễm giống như là biển động bắn nổ, nhấc lên chiều dâng vô tận, cuồn cuộn mấy trăm tầng tại không trung, liên miên bất tuyệt. Dừng tay. Một mặt ngọc kính hoành không xuất hiện, ngăn ở trước mặt Khương Phàm, trong mặt kính tượng phản chiếu chính là một nữ tử mỹ lệ kiêu ngạo giống như Khổng Tước. Hứa Đan cô nương, đã lâu không gặp. Khương Phàm nhìn nữ hài trong kính tượng cười nhạt, chỉ là Hứa Đan bộ dáng để Khương Phàm hơi kinh ngạc. Vẫn như vậy mỹ lệ cao gầy, vẫn vênh mặt hất hàm sai khiến như vậy, nhưng mặt lại rất tiểu tụy, hốc mắt hãm sâu, tóc dài đến eo đều có vẻ hơi lộn xộn. Ngươi tới làm gì, còn chê ta không đủ thảm sao? Hứa Đan chỉ vào Khương Phàm thét lên, khuôn mặt đẹp đẽ đều lộ ra vẻ dữ tợn. Cướp tân nương, đã thương lượng xong cùng phụ thân ngươi. Khương Phàm mặc dù cười nói, nhưng mơ hồ cảm giác có chút là lạ. Hứa Đan là lạ, toàn tộc Hứa gia đều là lạ. Khương Phàm, ngươi dám mang nàng đi, ta sẽ liên hệ Phật môn, cùng ngươi là địch. Hứa Đức Diệu khống chế lấy đài sen màu vàng quay trở về, giận dữ quát mắng Khương Phàm. Hứa thành chủ, lời này kêu không sai, có khí thế. Như thế này không có người hoài nghi ngươi xác thực đã chống lại qua. Ta không có cùng ngươi diễn kịch, Hứa Đan tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi. Hứa thành chủ, ngươi thật giống như hiểu lầm, ta không phải đến cầu thân cho ta, ta là tới cầu thân cho đồ đệ của ta. Đồ đệ của ngươi? Đúng, đồ đệ của ta, hắn tên. Khương Phàm còn chưa nói xong, Hứa Đức Diệu đã chỉ vào Khương Phàm chửi ầm lên. Ngươi là tên bại hoại cặn bã, xúc sinh, ngươi trà đạp nàng, còn chuyển tay gả cho đồ đệ của ngươi. Ngươi còn là người sao, nàng đều đã mang thai con của ngươi. Hài tử, Khương Phàm khẽ nhíu mày, trên dưới đánh giá Hứa Đan. Ngươi mang thai, ta nhổ vào, ngươi là tên hỗn đản, ngươi là tên xúc sinh. Hứa Đan xì ngụm nước bọt đối với Khương Phàm, đầy mắt đều là sát ý. Hài tử đâu? Khương Phàm càng nhăn chặt lông mày. Ta hận ngươi, ta nguyền rủa ngươi, sư đồ các ngươi đều không được chết tử tế. Kính tượng vỡ tan, Hứa Đan biến mất khỏi không trung. Khương Phàm, ngươi cút ra ngoài cho ta chính là chết, cũng sẽ không để ngươi mang nàng đi. Hứa Đức Diệu chỉ vào Khương Phàm giận dữ mắng mỏ. Khương Phàm cảm thấy kỳ quái, Hứa Đan này nổi điên làm gì? Lúc ấy nàng cùng Lý Dần chỉ là tạm thời tách ra. Cũng không phải thành kẻ thù, cần phải như thế à? Huống chi còn có hài tử. Khương Phàm, xin ngươi rời khỏi Chí Tôn Kim Thành. Hứa Đức Dung và các cường giả Kim Thành toàn bộ đều bay lên không, căm tức nhìn Khương Phàm. Ta nghĩ trong này có chút hiểu lầm, cho ta thời gian mấy ngày, ta sẽ tra rõ ràng. Khương Phàm nhíu mày đứng một lát, tản liệt diễm ở xung quanh ra, rời khỏi Kim Thành. Hắn muốn trở về nói chuyện cùng Lý Dần. Lúc ấy có phải còn phát sinh chuyện khác mà hắn không biết hay không? Hắn không có mang Lý Dần đến, đầu tiên là Lý Dần đang dung hợp thần huyết, không nên rời khỏi. Thứ hai là xem trước thái độ Hứa ra một chút, rồi mới quyết định là chính thức cho Hứa Đức Dung dẫn tiến Lý Dần, hay là trình diễn vở kịch lớn cướp tân nương. Không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện một hài tử, còn huyên náo giống như là kẻ thù. Trong này khẳng định có hiểu lầm. Không, nào chỉ là hiểu lầm. Rất có thể là đã xảy ra chuyện lớn nào đó. Khương Phàm. Sau khi bọn người Khương Phàm rời khỏi Kim Thành không lâu, một âm thanh lạnh lùng kêu hắn lại. Hứa Thiên Kỳ, đã lâu không gặp. Khương Phàm suýt chút nữa không nhận ra vị thánh viên chiến đấu này, 10 năm không gặp, đã trở nên khôi ngô hơn rất nhiều, khí thế cũng càng vũ dũng. Hài tử đâu? Trên mặt Hứa Thiên Kỳ lạnh lùng mang theo vài phần sát ý, mặc dù thực lực không bằng Khương Phàm. Nhưng cũng không e ngại Khương Phàm. Hài tử, đâu, ngươi hỏi ta? Ta không nên hỏi ngươi sao? Ngươi đầu tiên chờ chút đã, trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Đầu tiên, lúc đầu ta có mang Hứa Đan đi, nhưng không có thương hại nàng, là nàng ở phía sau cùng đồ đệ Lý Dần của ta yêu nhau. Năm đó Hứa Như Lai đến bá vương chiến quốc đàm phán, sau khi ta trưng cầu ý kiến của nàng thì đã đưa nàng rời khỏi. Mà...
ta thật không biết lúc đó nàng đã mang thai. Thứ hai, hôm nay đến cầu thân, không có ác ý gì khác, thật sự là muốn thay Lý Dần, cưới Hứa Đan. Hứa Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn Khương Phàm, trong ánh mắt rõ ràng mang theo không tín nhiệm. Khương Phàm nói, Khương Phàm ta không đến mức lừa gạt Chí Tôn Kim Thành các ngươi trên loại chuyện này, càng không hỗn đản đến mức đi chọc ghẹo nữ hài tử. Hài tử, không phải ngươi mang đi. Mang đi, ai mang đi? Ngươi thề, ngươi không biết. Ta thật không biết. Không phải ngươi, ai có thể biết nàng có hài tử? Nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta dùng hết thảy mọi thứ của ta thề, ta thật cái gì cũng không biết. Hứa Thiên Kỳ nhìn mắt Khương Phàm, một hồi lâu sau mới mở miệng. Sau khi nàng trở về bụng bắt đầu lớn lên, lúc ấy đang vào thời kỳ đặc thù Kim Thành gặp nạn, trong tộc lại hoài nghi đó là hài tử của ngươi. Phụ thân rất tức giận, khăng khăng muốn xử lý cho nàng, nhưng vì nàng đau khổ cầu khẩn nên xem như đã bảo vệ được, 7 tháng sau nàng sinh, là một nam hài nhi. Sau khi Xá Lợi Phật Đà giao cho Tu Di Sơn, trùng sinh kiếp sau Kim Thành, tâm tình phụ thân cũng đã ổn định, cũng bắt đầu tiếp nhận hài tử, còn an bài cho thị nữ bồi tiếp chiếu cố. Hứa Đan xem hài tử như bảo bối, dáng vẻ sủng ái. Ngay cả ta cũng không dám tin tưởng đó là muội muội kiêu căng mà ta biết. Nhưng, hết thảy đều thay đổi tại 5 năm trước. 5 năm trước, sau khi sự kiện Đại La Sơn kết thúc, hài tử đã mất tích. Có người xông vào tầng cao nhất của Kim Thành tại đêm khuya, đánh ngất Hứa Đan, từ cướp hài tử nàng đi. Đến vì hài tử. Xác thực là đến vì hài tử, trước khi đi còn để lại một câu nói. Đứa nhỏ này, là huyết mạch của hắn mang đi. Huyết mạch của hắn là ai? Sau khi muội muội ta tỉnh dậy, điên rồi, những lời này là thời điểm nàng phát bệnh thường xuyên nhắc tới. Chúng ta đều coi là hài tử là của ngươi, suy đoán là ngươi trà trộn vào đến trộm đi hài tử. Cho nên hôm nay ngươi tới, rất không được chào đón. Khương Phàm càng nhăn chặt lông mày. Sau trận Đại La Sơn, cướp đi hài tử, còn nói là huyết mạch của hắn. Đây đều là tình huống như thế nào? Khương Phàm hỏi. Chuyện Hứa Đan có hài tử này, trong Kim Thành đều biết. Hứa Thiên Kỳ lắc đầu nói. Chúng ta hoài nghi là của ngươi hài tử, cho nên giữ bí mật tin tức, chỉ một số ít người của tầng cao nhất chúng ta biết. Khương Phàm lại càng cảm thấy kỳ quái, nếu không ai biết, ai sẽ đặc biệt tới cướp hài tử. Huyết mạch của hắn. Đây rõ ràng là huyết mạch của Lý Dần. Lý Dần càng không có khả năng đến Kim Thành tổn thương Hứa Đan, cưỡng đoạt cướp cốt nhục của mình. Sắc mặt Khương Phàm hơi đổi, đột nhiên nghĩ đến khả năng nào đó. Chẳng lẽ là chủ nhân của Lý Dần? Người tạo nên Lý Dần kia? Hắn xuất hiện. Hắn từng tại Đại La Sơn. Hắn tập trung vào Lý Dần. Lúc ấy Hứa Đan bị cướp hài tử đi. Người nhìn thấy vô cùng có khả năng giống Lý Dần như đúc, chỉ là lạnh nhạt vô tình, cho nên nàng bị tổn thương, bị hỏng mất, cũng điên rồi. Những suy đoán liên tiếp nhanh chóng hiện lên trong đầu Khương Phàm, Khương Phàm nói. Người có thể để cho ta nhìn Hứa Đan một chút không? Hứa Thiên Kỳ lắc đầu. Bệnh tình của nàng lúc tốt lúc xấu, rất yếu đuối. Ta không muốn lại để cho nàng bị kích thích. Người thành thật trả lời ta. Năm đó Hứa Đan có đi qua Đại La Sơn không? Đi qua. Mang theo hài tử không? Vụng trộm mang theo. Ta biết rồi, các ngươi cố gắng chiếu cố Hứa Đan, ta sẽ cho Hứa ra một lời giải thích. Khương Phàm lưu lại một câu nói, sau đó vội vã rời khỏi. Xí Thiên Giới. Khương Phàm dựa theo tiêu ký trong thâm không, về tới Xí Thiên Giới. Sư phụ. Lý Dần đang hấp thu năng lượng thần huyết. Mơ hồ cảm giác có người đang đứng trước mặt. Trong lúc tại Đại La Sơn ngươi có cảm giác đặc biệt gì hay không? Sư phụ ngài chỉ là có hoảng hốt qua, hoặc là linh văn vô cùng cảm ứng hay không? Đại La Sơn. Lý Dần lắc đầu, dù sao cũng đều đã 5 năm, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Khương Phàm, lại lần nữa cẩn thận suy nghĩ. Giống như từng có thời điểm huyết dịch nóng hổi. Rất mãnh liệt sao? Không mãnh liệt, nếu như ngài không đề cập tới, ta đều muốn quên. Còn gì nữa không, ngươi có chú ý tới người khả nghi nào không? Sư phụ, ngài là nói. Phân thân khác. Đúng, ta giống như lại gặp một kẻ. Khương Phàm hàm hồ nói, nhưng hẳn không phải đơn giản là phân thân, nếu không dùng cái gì tìm tới Hứa Đan, còn nói là huyết mạch của chính hắn.
Lý Dần hồi tưởng lại cảm giác đã mơ hồ. Năm đó ta xác thực cảm thấy dị dạng, thời điểm muốn cẩn thận tìm kiếm, loại cảm giác này biến mất. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, loại cảm giác này ở vị trí nào? Vị trí, chắc là phía tây. Cẩn thận suy nghĩ lại đi. Lý Dần xoa xoa đầu, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn đều không nhớ gì cả. Điều này rất quan trọng. Thế nhưng ta thật không nhớ gì cả. Không sao, ngươi tiếp tục bế quan, ta đến xử lý. Khương Phàm không để cho Lý Dần biết quá nhiều, miễn cho không kiềm chế được nỗi lòng, loại chuyện này rơi xuống trên thân ai đều chịu không được. Lý Dần không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục minh tưởng bế quan, hấp thu năng lượng thần huyết. Hắn đều không nhớ nổi, người đến đâu đi tìm. Tặc điều nằm nhoài trên vai Khương Phàm, loay hoay thế nào cũng đều cảm thấy không thoải mái, vẫn muốn nằm nhoài ở trong ngực nữ tử. Đại vương theo ở phía sau, ngược lại rất hài lòng khi mình biến thành hình người. Nữ oa điên rồi, càng không nhớ rõ chuyện khi đó, không có trả lời được. Đại tặc Trần An nói. Chớ khẩn trương, mọi người đều nói đó là huyết mạch của hắn, khẳng định là muốn bồi dưỡng. Hắc hắc, người ta lại muốn dùng tư nguyên của mình bồi dưỡng con của các ngươi, đến lúc đó các ngươi lại mang trở về, kiếm lợi lớn. Đại vương ho nhẹ vài tiếng, ưỡn ngực. Ca sẽ dạy ngươi câu tiếng người, nhận giặc làm phụ thân. Khương Phàm yên lặng đi tới. Cau mày. Hắn khẩn trương về tình huống của hài tử kia. Thời điểm mang đi không tròn tuổi, không nhớ, bây giờ chính là thời điểm hình thành các vấn đề ý thức, tình cảm, thật khả năng giống đại vương nói như vậy, nhận giặc làm phụ thân. Hắn càng khẩn trương cái kẻ gọi là chủ nhân kia. Nếu tập trung vào Lý Dần, còn biết hắn đã là thiên phẩm, đi theo bên cạnh mình, vậy khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha. Hài tử đều có thể là tên hỗn đản kia dùng làm vũ khí nuốt Lý Dần trong tương lai. Mà, rất kỳ quái chính là, lúc ấy Hứa Đan mang theo hài tử đi đến Đại La Sơn, Lý Dần đều không có phát hiện, vậy mà cái tên gọi là chủ nhân kia đã nhận ra. Nói rõ huyết mạch tên kia cực mạnh, mà lại vô cùng mẫn cảm đối với truyền thừa của mình. Nhưng, cái này có thể tra thế nào? Hoàn toàn không có đầu mối, càng đừng đề cập đầu mối. Tặc điều lười biếng nói. Từ bỏ đi, loại chuyện này là phải tìm vận may, nói không chừng ngày nào liền gặp. Đại vương cũng nói. Đúng thôi, hắn sớm muộn cũng phải tới tìm ngươi, đến lúc đó lại thu thập. Đại tặc nói. Đừng có lại nhức đầu, ngươi hoàn toàn không biết người ta là ai, làm sao tìm được. Khương Phàm vừa đi vừa nói. Lý Dần nói, cảm giác ngay lúc đó đến từ phía tây. Tặc điều trợn trắng mắt. Phía tây thì thế nào? Phía tây là nơi hoàng tộc, hoàng đạo tụ tập, có 10 vạn người, 100 ngàn thú triều, ai cũng có khả năng. Khương Phàm trầm mặc, đều đã qua 5 năm, muốn tìm người, đầu tiên phải xác định đi ra từ nơi đâu, thuộc về thế lực phương nào. Nhưng, làm sao xác định, toàn bằng suy đoán sao? Đại vương đại tặc đi qua hai bên Khương Phàm. Không phải ngươi nói phải vào hải vực sao? Nhanh lên! Ta đều không kịp chờ đợi muốn nhìn tình huống hải thần đảo. Khương Phàm lắc đầu, đang muốn đuổi theo, lại nhíu mày, ngừng lại. Đại vương quay đầu nhìn hắn. Đừng nói ngươi đã nghĩ ra cách, cái này cũng có thể nghĩ ra được, ta là tôn tử của ngươi. Khương Phàm lấp lóe ánh mắt. Ta không biết hắn đến từ đâu, ta cũng không biết hắn là ai, nhưng có thể làm cho Hứa Đan sụp đổ nổi điên, nói rõ ngoại hình của hắn và Lý Dần hoàn toàn tương tự. Nói cách khác, ta biết thành hình dạng của hắn. Biết bộ dáng của hắn thì sao? Đều đã 5 năm, người đều đã chạy. Có ký ức tinh thạch, lúc ấy có mấy triệu người ở đó, ký ức tinh thạch không có hơn vạn, cũng có mấy ngàn. Ta chỉ cần xem xét tinh cầu ký ức liền có khả năng từ biển người trong thú triều phía tây, tìm tới bóng người khả nghi. Đại vương ngây ngẩn cả người, cái này đều được. Đại tặc đảo con mắt đi lòng vòng, đẩy đại vương một cái. Gọi ra ra. Đại vương lấy lại tinh thần. Cái này gọi là biện pháp gì chứ? Ký ức tinh cầu vậy cũng là ở Đại La Sơn chiến trường, ai sẽ loạn quét đối với người bên cạnh? Khương Phàm nói. Phía đông, nơi đó hình ảnh, bao quát toàn bộ Tây Bộ. Đại vương há hốc mồm. À, cái này, cái kia ngược lại là đúng nha. Nhưng biển người thú triều ở phía Tây có tới 20-30 vạn, người ta lại tận lực núp ở bên trong, người đây không phải là mò kim đáy biển sao? Có thể hay không tìm tới, thử một chút thì biết. Đừng xúc động,
Trận hỗn chiến cuối cùng kia đã triệt để hủy Đại La Sơn, người vây xem cũng không còn một, ký ức tinh cầu cũng đều đã bị hủy, người đến đâu tìm đi. Hỗn độn tử phủ, bọn hắn không bị ảnh hưởng, bọn hắn đứng tại phía đông. À, cái này, cái kia ngược lại là đúng. Khương Phàm tìm tới hỗn độn tử phủ. Ký ức tinh cầu, có, đúng là có. Sau đó ta đã lặp đi lặp lại nhìn qua rất nhiều lần, nghiên cứu qua võ pháp cùng truyền thừa của ngươi, nhưng... Ngô Kình Thương về đến trong phòng, tìm kiếm khắp nơi. 3 năm trước ta đã không nhìn nữa, cũng đã thu lại, lần này dọn nhà không biết đã để ở chỗ nào. Ngoại trừ ngươi, trong tay người khác còn nữa không? Khương Phàm chuẩn bị sẵn sàng, mò kim đáy biển, nếu như bên trong tinh cầu ký ức nơi này không có liền đến tổ chức sát thủ phía ngoài đấu giá tìm kiếm. Coi như người thần bí trốn ở chỗ rất xa, chỉ cần liên tục tra tìm, luôn có thể tìm tới vết tích. Lúc ấy phụ thân mang theo một khối, nhưng chủ yếu là ghi chép năng lượng hỗn độn của xí thiên giới. Khối này của ta là hướng về phía chiến trường, chủ yếu quan sát ngươi chiến đấu. Nơi này, tìm được rồi. Ngô Kình Thương lật ra một cái hộp gấm, từ bên trong lấy ra một khối tinh cầu ký ức to lớn, lớn chừng như bàn tay của Ngô Kình Thương, đưa tới trước mặt Khương Phàm liền bằng cái chậu rửa mặt. Có thể đưa cho ta không? Đương nhiên, ta đều đã chăm chú nhìn 2 năm. Đa tạ, ngươi là muốn xem mình chiến đấu, cải tiến võ pháp. Xem như thế đi. Khương Phàm mang theo tinh cầu ký ức đi đến trên một mảnh đồng cỏ, chào hỏi đại vương đại tặc bọn chúng ngồi xuống. Các ngươi đều biết Lý Dần, mở to hai mắt mà nhìn cho kỹ. Đại vương nheo mắt lại. Con mắt ta nhỏ, không thích hợp làm cái việc tinh tế này. Đại tặc trợn trắng mắt. Con mắt nhỏ, tụ ánh sáng, nhìn càng cẩn thận. Im miệng. Ta không muốn nói chuyện cùng gia hỏa không có cổ như ngươi. Ta hiếm đến nói chuyện cùng gia hỏa tất cả đều là cổ như ngươi. Biết thưởng thức hay không, lão tử đây gọi là thon dài, là dáng người. Nhìn, nhìn kỹ một chút, lão tử từ cổ trở xuống tất cả đều là chân. Tất cả đều là chân, ngươi mặc y phục gọi quần cộc, mai rùa của ngươi là hộ háng. Đại gia ngươi, kiếm chuyện chơi đúng không? Sợ ngươi chắc. Hai cực phẩm ngao ngao đến oanh oanh liệt liệt, càng đánh càng điên cuồng, càng đánh càng xa, sau đó, phát chân lên cổ chạy. Quá ghê tởm, không lo làm việc mà lại đi đánh nhau, ta gọi trở về cho ngươi. Tặc điểu giống như một tia sáng thoát ra ngoài, cũng biến mất trên thảo nguyên mênh mông. Mặt Khương Phàm đen lên ngồi nửa ngày, lắc đầu, kích hoạt ký ức tinh thạch bắt đầu nghiên cứu. Đầu tiên là tiếp cận xem xét hoàng đạo. Người thần bí có thể làm ra phân thân còn có thể là phục chế linh văn, nói rõ bản thể rất có thể chính là thiên phẩm linh văn, lại là loại thiên phẩm linh văn biến dị kia. Cho nên, có thể tới từ ở hoàng đạo. Nhất là hoàng đạo thái cổ thần miếu truyền thừa đã lâu, thần bí khó lường kia. Ký ức tinh thạch nở rộ ánh sáng sáng rực, hiện ra toàn cảnh chiến trường Đại La Sơn. Loại đá này cực kỳ quý giá, nghe nói là tinh thần rơi xuống từ trong tinh không biến thành. Có vết tích không gian và thời gian, có thể ghi chép lịch sử. Ký ức tinh thạch kích cỡ tương đương ngón cái đều có thể xào đến hơn vạn tinh tệ. Ký ức tinh thạch như cái chậu rửa mặt này không thể nghi ngờ là giá trên trời, hơn nữa còn không phải muốn mua thì có thể mua được. Ký ức tinh thạch càng lớn, hình ảnh ghi chép càng rõ ràng, thời gian duy trì cũng càng dài. Tuy nhiên 5 năm xuống tới, lại còn trải qua Ngô Kình Thương lặp đi lặp lại khởi động quan sát. Nên hình ảnh mà viên tinh thạch này chiếu ra vẫn còn có chút mơ hồ. Khương Phàm ngồi ở trên đồng cỏ, đầu tiên là quan sát đội ngũ thái cổ thần miếu. Nhưng, thần miếu nơi đó giống như rất bình thường, từ miếu chủ đến trưởng lão, từ thống lĩnh đến thị vệ, đều rất thản nhiên, hướng về Đại La Sơn, không có tận lực ẩn nấp, cũng có thể nhìn ra được đều không phải là hình dạng Lý Dần. Không ở thần miếu sao? Khương Phàm không ngừng kích hoạt ký ức tinh thạch. Lặp đi lặp lại xem xét đám người thần miếu kia, để tránh bỏ sót cái gì. Trọn vẹn 8 lần, đều không có phát hiện chỗ khả nghi. Không tại thần miếu, sẽ ở vạn đạo thần giáo sao? Khương Phàm lại bắt đầu quan sát thần giáo đội ngũ, lúc đầu không có bao nhiêu hy vọng, nhưng chỉ là lúc bắt đầu, ánh mắt Khương Phàm liền ổn định một bóng người ở trong đội ngũ. Mặc dù hắn là đứng ở bên trong đội ngũ, nhưng Khương Phàm liếc mắt đã nhìn ra vấn đề. Hắn không phải tùy tiện đứng đấy, người xung quanh càng giống như bao quanh hắn. Mặc dù hắn mang lên áo bào đen cùng loại với trưởng lão,
nhưng lại thản nhiên không giống các trưởng lão khác như thế, mà là dùng áo choàng che mặt, còn mang theo mặt nạ. Hắn không hề giống những người khác, đều đang nhìn đang kịch chiến bộc phát tại Đại La Sơn, mà là ngẩng đầu nhìn qua xí thiên giới nơi đó, khóe miệng còn mang theo ý cười như có như không. Khương Phàm chăm chú nhìn hình ảnh. Chẳng lẽ chính là hắn? Hắn là người của Vạn Đạo Thần Giáo. Nhưng hình ảnh đã mơ hồ, thực sự không thể nào cách áo choàng và mặt nạ, xác định thân phận của hắn. Lúc này hình ảnh lấp lóe, là trận chiến đầu tiên của Đại La Sơn đã kết thúc, Sở Phong Trần muốn lên đài khiêu chiến. Nhưng ngay lúc muốn nhấc chân lên thì hắn lại ngừng lại, quay đầu nhìn về phía nam tử thần bí này, ngay cả tế tự, trưởng lão của Vạn Đạo Thần Giáo cũng đều quay đầu nhìn về phía hắn. Lúc này nam tử thần bí mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía bầu trời, nói câu gì đó với bọn người Sở Phong Trần, sau đó Sở Phong Trần mới hăng hái đi đến Đại La Sơn. Hắn là ai, có thể làm cho Sở Phong Trần cùng tất cả người của thần giáo người người kính sợ? Không thể nào là giáo chủ, nếu như lão tổ thần giáo đích thân tới, không cần thiết mang mặt nạ ngụy trang như thế này. Hắn có khả năng không phải là người của thần giáo, nếu không thì cũng không cần thiết giấu ở bên trong đội ngũ. Không phải thần giáo, lại có thể làm cho thần giáo kính sợ. Nhất là nhân vật đặc biệt như tế tự này, giáo chủ tương lai như Sở Phong Trần này. Khương Phàm tiếp cận hình ảnh, càng nhăn chặt lông mày, một thân phận đặc thù đột nhiên tăng vọt trong đầu. Đế tộc, chẳng lẽ là Bắc Thái đế quân cho người xuống? Nghĩ tới đây, Sở Phong Trần có được thiên lôi bảy màu nằm ngoài dự tính, tựa hồ liền có đáp án. Thiên lôi bảy màu không phải giáo tôn thần giáo làm, mà là đế tộc. Vì sao hắn đang ngó chừng Lý Dần nhìn? Chẳng lẽ hắn chính là người được gọi là chủ nhân của Lý Dần? Thân phận thật sự của chủ nhân Lý Dần là Bắc Thái đế tộc. Sắc mặt Khương Phàm trở nên nghiêm trọng, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Linh văn dị biến của đế tộc, nếu như là linh văn đế tộc, sinh ra dị biến quỷ dị như vậy, tựa hồ cũng có thể hiểu. Khương Phàm đã đoán các loại khả năng, nhưng thật không nghĩ tới sẽ trực tiếp liên lụy đến đế tộc, chủ nhân lại còn là Bắc Thái đế quân hỗn loạn kia. Hỗn loạn, nghịch loạn vạn vật dị biến ra, bao dung, phục chế vạn vật. Hay là nói, chân ý, phục chế, là dung hội xuyên suốt, hấp thu tinh hoa mà lần nữa thăng hoa. Đế quân, thành công. Khương Phàm bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Một suy nghĩ kinh người nhảy vào trong đầu. Đế quân thành công. Bắc Thái lão tặc đã thành công. Chẳng phải là nói, đó là đế tử. Khương Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Thế giới này đã ra đời đế tử. Thế giới này có được rất nhiều pháp tắc không cùng xiềng xích kỳ diệu, ví dụ như trong chuyện sinh sôi hậu đại này, càng là huyết mạch cường hãn, càng là cảnh giới cao thâm, càng là hậu tự khó mà sinh ra. Đến vấn đề thánh hoàng, hy vọng sinh ra hậu tự thì muốn xuống một phần vạn. Mà đến thánh hoàng vấn đề, thánh hoàng bọn họ truy tìm cũng đều là hưng thịnh phát triển tông môn gia tộc, tìm kiếm chính là tài nguyên, cũng không có ai lại ra sức tạo hài tử. Nhưng thế giới này lại có cái ngoại lệ, đó chính là Bắc Thái đế quân. Đế quân, mạnh hơn thánh hoàng, mạnh hơn thần linh, vượt lên trên chúng sinh, triệt để siêu thoát phàm trần. Bảy vị đế quân khác đều là thành thành thật thật đang ngủ say, ngẫu nhiên chú ý tộc đàn phát triển diễn biến, bồi dưỡng người thừa kế ưu tú. Duy chỉ có cái tên này luôn muốn thông qua sinh sôi hậu tự, bồi dưỡng đế quân mới cho tộc đàn bọn hắn. Cho nên cách mỗi trăm năm, đế quân đều muốn thức tỉnh 8 năm 10 năm, muốn đế tộc vơ vét một nữ tử cho hắn. Còn nhất định phải là có thân phận, có thiên phú, có tư sắc. Chỉ là huy hoàng vài vạn năm, Bắc Thái đế quân đều không có thành công, đây cơ hồ biến thành trò cười giữa tất cả đế tộc. Ngàn năm trước, hỗn đản này còn để mắt tới thiên hậu, nhận định thiên hậu là hy vọng duy nhất sinh ra dòng dõi cho hắn. Chẳng lẽ, lão tặc này vùi đầu gian khổ làm ra trên vạn năm? Rốt cuộc cũng cảm động thương thiên, làm ra hài tử rồi. Con người của Khương Phàm có chút phóng đại, chuyện này tất cả đế tộc biết không? Đế tử. Trực hệ dòng chính, đế tử. Tất nhiên là có được đế mạch thuần chính. Bằng vào thân phận đặc thù, huyết mạch đặc thù này, lại dùng tài nguyên trồng chất của đế tộc, tương lai tất nhiên hắn sẽ là siêu cấp thần linh, thậm chí thật có thể lên trời chứng đạo. Khương Phàm nhìn về phía Lý Dần nơi đó, hắn là phân thân của đế tử. Vấn đề này nghiêm trọng rồi. Khương Phàm âm thầm hít một hơi, kiếp trước trực diện đối kháng nhân tộc đế tộc, chính là Bắc Thái đế tộc, chỉ là bị giới hạn ràng buộc giữa những đế quân kia,
đế quân chưa bao giờ chân chính ra mặt, chẳng lẽ đương thời muốn cùng đế tử đối mặt? Vậy nếu giết đế tử, Bắc Thái đế quân chẳng phải muốn nổi điên? Dù sao cũng là cố gắng vài vạn năm, là người thừa kế duy nhất. Khương Phàm bỗng nhiên giật giật khóe miệng, giết đế tử. Nghĩ có chút xa. Hai tử phải làm sao bây giờ? Từ bỏ sao? Khương Phàm cau mày. Trách không được người thần bí muốn đích thân ra tay cướp đi hài tử kia, thì ra là hậu nhân của đế tử. Ở trong mắt đế tử, đó chính là người thừa kế của hắn, là huyết mạch của hắn. Mà huyết mạch đế tộc, càng không thể lưu lạc ở bên ngoài. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Khương Phàm âm thầm nôn nóng, hài tử kia rất có thể đã bị mang về đế tộc, muốn cầm về gần như là không thể nào. Ta sai rồi. Đan Hoàng lên tiếng ở trong đầu Khương Phàm. Sư phụ ngài nói cái gì? Lúc ấy ta không nên khuyên ngươi thu tên đồ đệ này. Đan Hoàng từ đầu đến cuối đều coi Lý Dần là vũ khí nào đó, là vật thí nghiệm mà một ít nhân vật tà ác của nhân tộc làm ra, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại là đế tử. Cho dù là tại thời đại kia của hắn, cũng không từng sinh ra đế tử nào. Loại tồn tại này không nói trước rốt cuộc cường hãn cỡ nào. Chỉ nhìn cái bối cảnh kia cũng đã làm người ta hít thở không thông. Mà, trước đó luôn muốn Lý Dần có thể nghênh chiến chủ thể, thắng về quyền sở hữu thân thể mình, nhưng bây giờ xem ra, mặc kệ Khương Phàm bồi dưỡng như thế nào, Lý Dần đều không có hy vọng thắng đế tử. Nếu như lúc ấy trực tiếp từ bỏ Lý Dần, cũng sẽ không có phiền phức này như bây giờ. Ta chưa từng hối hận về quyết định ngay lúc đó. Khương Phàm lắc đầu, mặc dù đột nhiên xuất hiện suy đoán để hắn run lên. Nhưng đã bồi dưỡng Lý Dần hơn 10 năm, đã có thân tình, hắn không thể nào từ bỏ như thế, dù là thật sự nghênh chiến đế tử, tái chiến Bắc Thái đế tộc. Hai tử, phiền phức của ngươi đã đủ nhiều, gánh vác được sao? Có đôi khi Đan Hoàng thật sự đau lòng cho đứa nhỏ này, chuyển thế đến đây, lưng đeo trách nhiệm tồn vong, ban đầu còn cơ hồ không có bất cứ cái gì, chỉ có thể dựa vào ý chí bất khuất, điên cuồng trùng sát, dùng tính mệnh phấn đấu lấy cơ duyên. Không có thuộc cấp, tự mình bồi dưỡng, tư chất thuộc cấp yếu, dùng tài nguyên trồng chất đi lên. Thật vất vả mới có được cơ sở ổn định, kết quả lại chạm mặt tới trọng áp mới. Đan Hoàng không biết kiếp trước Khương Phàm như thế nào, nhưng một thế này là thật quá mệt mỏi quá khó khăn. Mệnh ta cứng rắn, gánh vác được. Khương Phàm nhìn qua hướng Lý Dần đã bế quan, cắn răng nói. Ta muốn thay hắn đòi công đạo, thuận tiện hạ chiến thư cho vị đế tử kia. Ngươi muốn làm gì? Săn giết Sở Phong Trần. Ngươi muốn làm thế nào? Có biện pháp. Theo tin tức thần triều trùng kiến khuếch tán, nội bộ tất cả hoàng đạo tự nhiên một lần nữa đưa tới thảo luận. Bọn hắn vừa mới chế định muốn thủ vững không ra sách lược, Khương Phàm muốn phách lối trùng kiến thần triều rồi. Cũng quá trùng hợp đi. Đây là làm cho bọn hắn thay đổi sách lược, một lần nữa xuất chinh. Quang mang thần điện nơi đó càng vững tin. Bên trong hoàng đạo có nội ứng. Vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, quang mang thần tôn vẫn không có lộ ra, ngồi đợi tin tức giữa tất cả hoàng đạo. Ngày 12 tháng 1, xí thiên giới cao điệu hiển hiện tại Xích Chi Đại Liệt Cốc, sau khi gây nên oanh động thì lại lặng yên biến mất. Tất cả hoàng đạo lập tức nhận được tin tức. Khương Phàm thật muốn trùng kiến vạn thế thần triều. Nếu như vạn thế thần triều trùng kiến, chắc chắn sẽ chấn nhiếp thương huyền, gây nên các phương triều bái. Thậm chí là số lượng lớn cường giả tìm nơi nương tựa. Vạn thế trùng kiến, ý nghĩa trọng đại, chuyện này quyết không cho phép xảy ra. Luân hồi bí cảnh có hoàn cảnh đặc thù, thần triều trùng kiến ở nơi đó chẳng khác nào có được tấm chắn thiên nhiên, nếu như bố trí lại pháp trận phòng ngự, càng là dễ thủ khó công. Xí thiên giới đạp diệt huyền nguyệt, rời đi số lượng lớn pháp trận phòng ngự của đại quang mang thần điện, thái cổ thần miếu từ nơi đó, vừa vặn có thể bố trí đến luân hồi bí cảnh. Lấy nhân lực trong xí thiên giới, chỉ cần thời gian một tháng là hắn có thể chủ hoạch kiến lập cung điện, chống lên pháp trận. Nhất định phải ngăn cản Khương Phàm trùng kiến thần triều, lần này cần liên thủ hủy luân hồi bí cảnh. Khương Phàm cao điệu trùng kiến thần triều như thế, sẽ có âm mưu gì hay không? Liên hợp toàn bộ hoàng đạo, bất kỳ âm mưu gì cũng đều có thể hủy diệt. Khương Phàm xảo quyệt như thế, rất có thể chính là lợi dụng chúng ta kiêng kỵ cùng ngờ vực vô căn cứ. Không dám tiến đến điều tra, sau đó thuận lợi chủ hoạch kiến lập lên thần triều. Tất cả hoàng đạo đều rất gấp, có bên muốn lần nữa khởi xướng tiến công, thừa cơ hội Khương Phàm chủ động xuất hiện cưỡng ép hủy diệt,
có bên thì cố kỵ đây là quỷ kế khác của Khương Phàm. Bọn hắn rất muốn hỏi thăm ý kiến lẫn nhau, nhưng vì phân tán ở các nơi tại Thương Huyền, cách xa nhau mấy chục đến hơn trăm vạn dặm, chờ muốn tụ tập lại, cần thời gian, càng cần phải có người hiệu triệu. Đến lúc đó, nếu như Khương Phàm thật sự đang chủ hoạch kiến lập thần triều, chờ bọn hắn tụ hội xong hành động, thần triều đều thành lập xong rồi. Vạn đạo thần giáo. Bọn hắn không có trùng kiến giáo tông, mà do lão tổ tông thần giáo, vạn đạo giáo tôn, tự mình khống chế, vạn giới môn tiềm phục trong hư không. Rốt cuộc Khương Phàm muốn làm gì? Thật muốn trùng kiến thần triều sao? Mặc dù thời cơ bây giờ khá ổn, nhưng bọn hắn vẫn luôn cảm thấy có vấn đề gì đó. Nếu như không hành động, chẳng may là thật thì sao? Một khi thần triều được sáng tạo, ảnh hưởng đối với cục diện Thương Huyền bây giờ quá lớn. Một vị thánh vương thống lĩnh hơn 500 tuổi của thần giáo, Điêu Trấn Ác biểu đạt sự băn khoăn của mình. Hắn là nhân vật cấp tổ tông của Điêu gia, ngủ say ở vạn đạo hoàng thành tại Thiên Khải, bây giờ nhận lệnh hạ giới. Lão tổ thánh vương 600 tuổi của Sở gia, Sở Vũ liếc mắt nhìn Sở Phong Trần ở bên cạnh, ra hiệu hắn nói một chút suy nghĩ của mình. Sau khi Sở Phong Trần chắp tay với giáo tôn, nói. Chuyện này không nên chỉ phân tích từ việc kiến thiết thần triều, mà là phải nhìn bố trí chỉnh thể của Khương Phàm. Xí thiên giới yên lặng 5 năm tại hư không, bọn người Khương Phàm cũng không chỉ là đang tu luyện, sẽ còn kỹ càng chế định kế hoạch hành động tái nhập Thương Huyền. Bước đầu tiên của bọn hắn là giành Liệp Thần Thương, bắt lấy di cốt ma hoàng, tăng thực lực lên. Bước thứ hai, chinh chiến Thương Huyền, thanh lý kẻ thù, trấn nhiếp hoàng tộc, cướp đoạt tài nguyên, xúc tích lực lượng. Bước thứ ba, trùng kiến thần triều, tuyên cáo với toàn Thương Huyền bọn hắn đã trở về, đồng thời còn làm xong chuẩn bị thống ngự Thương Huyền. Một vị trưởng lão hỏi. Ý của ngài là, bây giờ Khương Phàm thật sự muốn trùng kiến Thương Huyền. Sở Phong Trần cười nhạt nói. Dĩ nhiên không phải, muốn làm đến bước thứ ba, bước thứ hai nhất định phải đi ổn, càng cần thời cơ phù hợp hơn. Bước thứ hai của hắn đi ổn không? Đương nhiên không có, diệt một hoàng tộc mà thôi. Bước thứ hai của hắn thành lập không? Đương nhiên cũng lập không nổi, chỉ nuốt một hỗn độn tử phủ mà thôi. Thời cơ bây giờ thích hợp không? Tất cả hoàng đạo đang nhìn chằm chằm, tất cả hoàng tộc đều sẵn sàng trận địa đón quân địch, bầu không khí tại Thương Huyền hoàn toàn không thích hợp. Cho nên, bây giờ Khương Phàm vẫn đang đi bước thứ hai, cũng sẽ tiếp tục đi bước thứ hai, trong một khoảng thời gian rất dài, đều sẽ đi bước thứ hai. Nói cách khác, trừ phi thời cơ phù hợp, nếu không thì hành động tiếp theo của Khương Phàm vẫn là chinh chiến. Chinh chiến, tiếp tục chinh chiến. Tất cả trưởng lão trao đổi ánh mắt, trong ánh mắt đều chứa khen ngợi, không hổ là đệ tử giáo tôn tự mình bồi dưỡng, góc độ nhìn vấn đề đúng là không giống với người khác. Thánh vương Sở gia, Sở Vũ chậm rãi gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng. Điêu Trấn Ác khẽ nhíu mày, không để ý Sở Phong Trần biểu đạt ý kiến, nhưng cái tư thái kiêu ngạo này để cho trong lòng người ta không vui. Sở Phong Trần còn cố ý nhìn Điêu Trấn Ác, tiếp tục cười nói. Nếu Khương Phàm còn đang đi bước thứ hai, vậy bây giờ chủ hoạch kiến lập thần triều chính là ngụy trang, mục đích thực sự vẫn là chiến tranh. Khả năng đầu tiên là hắn muốn mượn việc chủ hoạch kiến lập thần triều, kích thích tất cả hoàng đạo đều đi qua vây bắt, sau đó lợi dụng pháp trận và hoàn cảnh đặc thù của luân hồi bí cảnh dẫn phát chiến tranh, săn giết các thánh nhân, thánh vương để tranh giành tài nguyên. Chớ xem thường những pháp trận Khương Phàm lấy được, đó là pháp trận cường đại của thần miếu cùng đại quang mang thần điện. Toàn bộ tài nguyên năng lượng đều được phối hợp cực tốt, pháp trận của Huyền Nguyệt Hoàng Thành cũng không hề yếu, còn có hỗn độn tử phủ mà Khương Phàm vừa mới chiêu mộ, pháp trận của tử phủ vốn là rất mạnh, từ xí thiên giới lại còn có hỗn độn tinh thạch, tất nhiên hiệu quả của pháp trận tử phủ sẽ càng mạnh. Cho nên, nếu như các hoàng đạo Thương Huyền chỉ là đi qua 3 năm thế lực, Khương Phàm bằng vào pháp trận phối hợp cùng Cửu U Thâm Không, thật đúng là có thể có lực đánh một trận. Mà khả năng thứ hai, chủ hoạch kiến lập thần triều chỉ là một ái mánh lưới, mục đích chính là kích thích tất cả các lão tổ tông hoàng đạo rời khỏi tông tộc bôn tập luân hồi bí cảnh. Xí thiên giới có thể sẽ nhân cơ hội này, tập trung toàn bộ lực lượng tập kích hoàng đạo nào đó. Nhưng, chỗ này có một vấn đề, làm thế nào Khương Phàm biết hoàng đạo nào sẽ tiến công luân hồi bí cảnh, lão tổ tông nào sẽ rời khỏi? Bọn hắn có đủ thực lực nuốt hoàng đạo vào hay không? Điêu Trấn Ác hỏi. Theo ý kiến của Phó Giáo Chủ, bây giờ chúng ta là yên lặng theo dõi kỳ biến, hay là đến Xích Chi Đại Liệt Cốc nhìn? Sở Phong Trần nói.
Nếu như Khương Phàm muốn khai chiến tại luân hồi bí cảnh, chúng ta đi qua nhìn một chút cũng không sao. Nếu như Khương Phàm muốn đánh lén hoàng đạo khác, là mưu cầu tài nguyên, cho nên sẽ không cân nhắc chúng ta, sẽ chỉ chọn hoàng đạo như Cửu Lê Thần Cung, Thái Cổ Thần Miếu, thậm chí là Thao Thiết Yêu Tộc. Cho nên, chúng ta đi qua nhìn một chút, cũng không sao cả. Ta đề nghị là, chúng ta có thể sớm ẩn núp tại luân hồi bí cảnh nơi đó để nhìn xem, bằng vào vạn giới môn ẩn tàng. Nếu như Khương Phàm muốn khai chiến, chúng ta an vị các hoàng đạo khác đến, phối hợp xuất kích. Nếu như Khương Phàm muốn mưu đồ việc khác thì bí mật truy đuổi theo Khương Phàm, chờ thời điểm hắn tập kích hoàng đạo nào đó, chúng ta giết ra ngoài, cùng hoàng đạo kia nội ứng ngoại hợp, trọng thương Khương Phàm. Có đạo lý. Các trưởng lão thần giáo nói chuyện với nhau, đứa nhỏ này không chỉ có thiên phú cao, mưu lược cũng không tệ, rất có phong phạm giáo chủ đã chết của bọn hắn. Giáo tôn, ngài xem ý kiến của vô trần như thế nào? Lão tổ thánh vương Sở Gia, Sở Vũ chủ động xin chỉ thị. Vạn đạo giáo tôn liên tục suy nghĩ, nói. Điều trần ác, theo giúp ta đi qua nhìn một chút. Những người khác, đều ở lại nơi này. Hắn cũng nhìn không thấu đến cùng mục đích của xí thiên giới là gì. Bây giờ muốn thảo luận cùng tất cả hoàng đạo, rồi mới quyết định, thời gian đã không kịp nữa. Tất cả hoàng đạo chỉ có thể dựa vào phán đoán của bản thân mà làm quyết định. Không muốn đi liền thành thật đợi ở trong nhà, muốn đi, tự nhiên sẽ lần lượt đi qua, đến lúc đó tại thời điểm mọi người tập hợp ở bên ngoài Xích Chi Đại Liệt Cốc, căn cứ tình huống hiện trường mà thương lượng hành động. Nhưng mặc kệ là trực tiếp tuyên chiến với Khương Phàm, hay là giống như Sở Phong Trần nói, truy tung nghênh chiến, khẳng định đều là đại chiến thảm liệt, hắn không cần thiết mang thánh linh trở xuống, cũng chỉ mang theo thánh vương. Ta bồi ngài đi qua. Lão tổ thánh vương Sở Gia, Sở Vũ đã hiểu ý đồ của giáo tôn. Không cần thiết phải mang quá nhiều người. Ngươi ở lại xem nhà. Điều trần ác có thể đi qua cùng ta là được rồi. Vạn đạo giáo tôn mang đám người ra khỏi hư không, an trí trong rừng rậm tại Tây Bắc Bộ, mang theo điều trần ác rời khỏi. Hắn tự mình khống chế vạn giới môn, điều trần ác mang theo thiên tôn phục ma sử, đều là chí bảo trấn giáo của thần giáo. Lúc mà vạn đạo giáo tôn dẫn đầu lao tới Xích Chi Đại Liệt Cốc, tất cả hoàng đạo cũng đều trải qua thảo luận kịch liệt, căn cứ vào phán đoán của mình mà làm ra những quyết định khác nhau. Cửu Lê Thần Cung quyết định xuất kích, bởi vì bây giờ bọn hắn có hai vũ khí thần cấp. Cửu Lê Ma Đồ lưu thủ tổ địa, phối hợp pháp trận đủ để ứng phó các loại ngoài ý muốn. Lão Tổ Tông Thánh Hoàng mang theo, Ma Bia, lao tới Xích Chi Đại Liệt Cốc, hai vị thánh vương cùng xuất kích theo. Thái Cổ Thần Miếu quyết định lưu thủ, bọn hắn mở ra tế đàn, thôi diễn thiên cơ, mơ hồ thấy được một ngôi sao rực rỡ tại điểm cuối cùng ảm đạm của thâm không. Thao Thiết Yêu Tộc quyết định lưu thủ, trước đó bọn hắn tổn thất nghiêm trọng, không nguyện ý lại tùy tiện xuất kích, huống chi Bạch Hổ Đế Tộc đưa tới tin tức, để bọn hắn tăng lên thẩm thấu trung vực. Sinh Mệnh Thần Điện, Thiên Cực Giới, Phù Tang Thần Cung thì đều quyết định lưu thủ. Nhưng Đại Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện, Xích Thiên Thần Triều, toàn bộ đều quyết định xuất kích, tất cả lại đều là thần linh. Bọn hắn làm chí tôn hoàng đạo, pháp trận bảo vệ cường đại, để lại thánh hoàng tọa chấn, đủ để ứng phó bất kỳ ngoài ý muốn gì. Cứ như vậy, trong 5 ngày ngắn ngủi, tất cả hoàng đạo đã làm ra quyết định, cũng lần lượt hành động. Ngày 18 tháng 1, vạn đạo giáo tôn xuất hiện ở hư không Xích Chi Đại Liệt Cốc. Hắn khống chế vạn giới môn, hình thành không gian mê sào. Cảnh giác hư không hắc ám tĩnh mịch lại hoang vu, lại không nhìn thấy bất luận cứ vết tích tồn tại gì của xí thiên giới. Xí thiên giới không ở nơi này sao? Điều trần ác cao mày, bây giờ bọn hắn giống như đang ở vô tận hắc ám thâm uyên, không có âm thanh, không có ánh sáng, không có một tơ một hào gợn sóng nào cả. Có khả năng xí thiên giới đã rời khỏi, cũng có thể đang tiềm ẩn tại không gian nào đó kết nối cùng luân hồi bí cảnh. Vạn đạo giáo tôn lắc đầu. Mặc dù khống chế vạn giới môn, nhưng đối với không gian loại hình ảo diệu vẫn rất lạ lẫm, thực sự nghiên cứu không thấu. Đây cũng là nguyên nhân hắn kiêng kỵ võ giả không gian, càng là thực lực để Cửu Thiên Thần Tôn có thể trấn nhiếp thiên khải. Đáng tiếc, Cửu Thiên Thần Tôn lại chết rồi. Nếu không phải vậy há lại để cho xí thiên giới làm càn như thế. Đi ra bên ngoài nhìn. Vạn đạo giáo tôn rời khỏi hư không, thu hồi vạn giới môn. Đứng trong tầng mây phía trên khe nứt lớn, ẩn giấu đi khí tức, quan sát đại địa bị phá thành mảnh nhỏ. Vết nứt tung hoành, xé rách đại địa mênh mông,
những vết nứt đều sâu không thấy đáy. Từ trên cao quan sát tựa như vết thương của đại địa mẫu khí, nhìn thấy mà giật mình, cho người ta một loại cảm giác bi thương. Rất an tĩnh. Điêu Trấn Ác nhíu mày ngóng nhìn. Xí thiên giới tập kích hoàng đạo khác cũng không khả thi lắm, đầu tiên là hoàng đạo phòng ngự quá mạnh, thứ hai, cũng chính là quan trọng nhất, Khương Phàm không biết cao tầng hoàng đạo nào sẽ rời khỏi, cũng không biết hẳn là bên nào tập kích. Trừ phi, bọn hắn đang đánh cược, giờ phút này đang tiềm phục tại bên ngoài hoàng đạo nào đó, sau khi chờ các lão tổ tông rời khỏi sẽ khởi xướng tập kích, nếu như lão tổ nơi đó không rời khỏi, bọn hắn tự nhận không may, lặng lẽ rời khỏi. Vạn đạo giáo tôn trầm ngâm nói. Còn có một loại khả năng, bây giờ xí thiên giới dừng ở một nơi nào đó trong thâm không chờ tin tức. Chờ tin tức của ai? Tai mắt ẩn núp trong cái khe răng khắp nơi ở nơi này, giám sát bí mật lấy bầu trời. Nếu như xác định lão tổ nhà ai giáng lâm, sau khi nơi này phát hiện thì sẽ liền đi qua thông báo, sau đó xí thiên giới lập tức khởi động, chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Có khả năng này. Điêu Trấn Ác lắc đầu rung động, Khương Phàm có thể được đến xí thiên giới tương trợ, thật sự là thương thiên chiếu cố. Nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn không cách nào tin tưởng xí thiên giới lại có thể tùy ý hoành hành trong thâm không, còn có thể thể hiện ra thần uy, thậm chí nhớ tới cảm giác đó còn có chút hoang đường. Nhưng, muốn tìm được những thánh vương, thánh hoàng chúng ta đang tận lực ẩn tàng khí tức này, cảnh giới của các tai mắt tiềm phục trong cái khe sẽ không thấp. Cứ như vậy, chúng ta có thể tùy tiện phát hiện bọn hắn. Vạn đạo giáo tôn đưa ánh mắt sáng ngời quét mắt răng khắp nơi vết nứt, âm thầm lắc đầu, nghĩ không ra mục đích thật sự của xí thiên giới. Sau một thời gian dài trầm mặc cùng quan sát, Điêu Trấn Ác bỗng nhiên cảnh giác. Giáo tôn, ngài nói có phải là những nghĩ tộc kia hay không? Hỗn độn tử phủ khống chế lạc trùy trọng địa, nơi đó có rất nhiều yêu nghĩ. Nghĩ tộc, con người của vạn đạo giáo tôn có chút ngưng tụ. Chú ý tới bảy kiến đen bay múa trên bầu trời. Một đám yêu nghĩ toàn thân đen kịt, hay thậm chí ba đôi cánh đen, đang, tùy ý, bay tới bay lui trong mây mù nơi xa. Nếu như không phải Điêu Trấn Ác đột nhiên nhắc đến cái này, hắn thật sự sẽ không chú ý tới loài côn trùng thấp kém lại càng phổ biến này. Giáo tôn, ngài nhìn những vết nứt kia. Điêu Trấn Ác ngưng tụ linh lực, hội tụ ở đôi mắt, cẩn thận quan sát đến vết nứt đen kịt. Ở trong đó ngoại trừ linh điểu xoay quanh bay lượn ra thì còn có chút yêu nghĩ nhỏ xíu đang bay, nếu như không phải cẩn thận quan sát, cơ hồ cũng không chú ý đến. Sau khi vạn đạo giáo tôn cẩn thận quan sát thì cũng chú ý tới yêu nghĩ, mà trong mỗi cái khe cơ hồ đều có, còn không ngừng bay lên không, hoành hành giữa đất trời, nhìn rất tùy ý, lại giống như đang tuần sát. Càng xem càng cảnh giác, số lượng này thực sự quá lớn, một ít nơi đều chiếm cứ thành một mảng đen. Điêu Trấn Ác nói, lạc trùy trọng địa có hàng trăm hàng ngàn vạn nghĩ tộc, nếu như hỗn độn tử phủ thật sự lộ ra một bộ phận, nói không chừng chính là đang lợi dụng bọn chúng quan sát. Làm tốt thật, vạn đạo giáo tôn không keo kiệt mà tự mình tán thưởng. Đối với thánh vương thánh hoàng cao ngạo, thậm chí là thần linh mà thôi, thật đúng là sẽ không chú ý ruồi trùng, coi như bay qua từ trước mặt, trong mắt cũng sẽ không nhìn thấy. Xí thiên giới vô cùng có khả năng chính là lợi dụng điểm ấy. Khương Phàm thật giỏi tính toán. Chú ý ẩn nấp, nếu quả thật giống như chúng ta đoán như thế, yêu nghĩ chỉ là phụ trách quan sát, cuối cùng xác minh và muốn đi mật báo hẳn là có khác những cường giả khác, rất có thể là thánh linh. Hắn, vô cùng có khả năng giấu ở trong cái khe nào đó. Vạn đạo giáo tôn cẩn thận lén lút đi trong mây mù, dò xét vết nứt tung hoành ở phía dưới. Điêu Trấn Ác cau mày. Cẩn thận xem xét. Vết nứt ở nơi này đâu chỉ hơn ngàn đường, đơn giản là 5-3 ngàn, đều đen kịt tối tăm, nếu có người trốn ở bên trong, thật đúng là không dễ dàng tìm tới. Chú ý những nơi ẩn nấp nhìn đặc biệt kia. Vạn đạo giáo tôn càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của bọn hắn là chính xác. Dùng yêu nghĩ tuần sát, do người phụ trách xác định, sau đó thông báo với xí thiên giới đang ẩn núp, chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Mặc dù hoàng đạo phòng ngự rất mạnh, nhưng coi như Khương Phàm không công phá được, cũng có thể trấn nhiếp thiên hạ, hiển lộ rõ ràng tư thái. Huống chi còn có liệp thần thương, mặc dù Khương Phàm không khống chế được, nhưng nếu như cự long kia của xí thiên giới có thể đánh ra thì sao? Trọn vẹn sau 5 tiếng, vạn đạo giáo tôn cùng Điêu Trấn Ác đều tập trung vào một chỗ. Đó là một cái hố to do 5 cái vết nứt xen lẫn thành, sâu hơn 5.000 mét, phảng phất địa tầng đã nứt ra.
ở chỗ cực sâu kia rõ ràng có một loại khí tức đặc biệt mà Cường Thịnh đang che giấu ở đó. Bọn hắn đưa đôi mắt sáng tỏ như sấm biển nhìn thấu hắc ám, cố gắng quan sát đến dưới đáy vết nứt. Không nhìn thấy có người ẩn núp, cũng không có thấy yêu thú. Nhưng, nếu bọn hắn phát giác được vấn đề, khẳng định là nơi đó có vấn đề. Sau khi liên tục quan sát, bọn hắn tập trung vào một gốc đại thụ đỏ tươi, thân cây uốn lượn vặn vẹo, tán cây lại vô cùng tươi tốt, lá cây như máu, đỏ tươi yêu dị. Cho dù là bị cây cối xung quanh bao phủ nhưng vẫn khiến cho bọn hắn chú ý. Ma thụ, đó là một gốc ma thụ. Điều Trấn Ác Săn giết qua vô số ma tộc, đối với khí tức ma tộc vô cùng mẫn cảm. Chẳng lẽ là địa ma thụ? Không giống. Không phải địa ma thụ, là, giống như là tế thiên ma thụ. Nơi này tại sao có thể có tế thiên ma thụ? Điều Trấn Ác không dám tin vào hai mắt mình, đây là ma thụ cực kỳ quỷ dị trong ma tộc. Sau khi hoàn toàn chín muồi có thể ảnh hưởng đến tất cả vật sống có linh trí trong phạm vi trăm dặm, để bọn chúng bất chi bất giác tụ tập đến xung quanh nó, cũng quỳ lạy tại trước mặt, sau đó. Tế hiến hết thảy mọi thứ của mình, bao gồm cả cơ thể, linh hồn, thậm chí là vũ khí. Còn có thể phóng thích một dạng hạt giống như bụi, cắm vào trong một ít linh thể, mọc rễ nảy mầm, kết xuất quả đỏ như máu. Khi bọn họ quan sát, cây ma thụ kia lại chậm rãi nhúc nhích. Co chặt cây sợi dễ vào, từ từ biến thành người. Cả người khoác lụa hồng áo, là một nữ tử xinh đẹp vũ mị, ở dưới đáy hố sâu mấy ngàn thước mở rộng lưng cùng bắt đầu giao lưu mấy mẫu trùng. Ma thụ biến thành người. Không đúng, đó là Linh Văn. Nàng là đọa lạc ma tộc. Điều Trấn Ác nhận ra thân phận của nữ tử kia. Ma tộc cùng yêu tộc đều là huyết mạch truyền thừa, có được thể chất cường hãn, chuyên môn tu luyện ma công, nhưng bên trong có một ma tộc đặc biệt. Có được thân thể nhân tộc, cũng có được một dạng linh văn của nhân tộc, cho nên bị ma tộc chán ghét phỉ nhổ, được xưng là đọa lạc ma tộc. Địa vị của đọa lạc ma tộc trong thế giới ma tộc chỉ cao hơn một chút so với man hoang chiến tộc. Nhưng bởi vì man hoang chiến tộc lại không bị ma tộc tán thành, cho nên đọa lạc ma tộc lại bị xem như hèn mọn nhất bên trong quần thể ma tộc. Nàng chính là thánh linh phụ trách giám sát, bắt lấy nàng có thể biết được bố trí của Khương Phàm. Vạn đạo giáo tôn đảo ý thức qua địa tầng cùng dãy núi, sau khi không có phát hiện năng lượng ẩn núp khác liền quả quyết ra tay, toàn thân bạo động lôi chiều, giống như là cửu thiên thần lôi đột nhiên rơi xuống, xé rách trường không, bạo kích hơn vạn mét, từ khung trời giáng lâm đến dưới đáy vết nứt cực sâu. Uy lực thánh hoàng minh mông được phóng thích trong nháy mắt, khí tức mãnh liệt phảng phất tràn ngập hàng tỷ lôi lực. Rầm rầm rầm, hố sâu bạo động, lôi uy tàn phá bừa bãi, sâu tất cả cỏ cây. Yêu nghĩ trong hố, toàn bộ đều bị phá hủy, mênh mông địa tầng đều lắc lư. Nữ tử yêu mị run rẩy, phun máu bay ngược, nện vào trên vách đá bên ngoài mấy trăm mét, cả người đều khảm vào trong. Ma nữ, Điều Trấn Ác theo sát phía sau, thiên tôn phục ma sử nặng nề như núi, đè sập không gian, vòng hướng về phía đầu nữ tử. Phục ma sử là chí bảo trấn giáo của thần giáo, toàn thân kim hoàng, phía trên khảm nạm lấy đường vân cổ lão mà huyền diệu. Giống như là tuyệt thế thiên đồ, vạn đạo thiên tôn phục ma trấn yêu. Ánh sáng bành trướng, ngưng tụ ra phù văn màu vàng hoa mỹ, thanh âm giống như thiên tôn cổ lão đang gào thét. Nữ tử yêu mị ớn lạnh toàn thân, con mắt trừng lớn, cơ hồ quên đi phản kháng. Ông, thiên tôn phục ma sử đánh trúng trước đầu nữ tử thì cưỡng bước dừng lại, nhưng khí tức nặng nề, uy lực phục ma kinh khủng vẫn để trong con mắt nữ tử tràn đầy tuyệt vọng, thân thể kiều nộn đều run rẩy. Ngươi là người phương nào? Vì sao lại ở đây? Nói thật cho ta, nếu không thiên tôn phục ma sử có thể thiêu chết ngươi, đốt ngươi thần hồn câu diệt. Điều Trấn Ác dữ tợn, cực thù hận ma vật, nhất là đọa lạc ma tộc. Hắn thấy, ma vật có được linh văn, quả thực là khinh nhờn đối với nhân tộc, là sỉ nhục đối với linh văn. Tại thiên khải chiến trường, hắn gặp một tên đọa lạc ma tộc thì giết một tên, cũng đều là sau khi trà đạp thì đốt sống chết tươi. Ta là An Minh Hề, ta, nữ tử yêu mị sợ hãi tuyệt vọng, run rẩy. Nàng chính là huyết sát An Minh Hề, mấy ngày trước vừa mới biến đổi linh văn, bước lên thánh linh cảnh. Vì sao ở đây? Tiếng Điều Trấn Ác giống như sấm, thiên tôn phục ma sử tăng vọt ánh sáng, bao phủ An Minh Hề. A, à, An Minh Hề kêu gào thê lương thảm thiết, loại ánh sáng này gần như là Phật quang, để làn da nàng thối giữa, linh hồn đau nhức kịch liệt. Nói, Điều Trấn Ác phung lên phục ma sử,
đánh vào ngực An Minh Hề. An Minh Hề run rẩy, ngực vỡ vụn, máu tươi chảy ngang, kim quang mênh mông xông vào thân thể, nở rộ giữa da thịt cùng hài cốt. A! À, An Minh Hề phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như quỷ khóc, thân thể vừa mới đột phá đến thánh linh cảnh vậy mà lại không có chút sức chống cự nào, cứ như muốn bị đốt sống chết tươi. Nói chuyện, ngươi là tiện hóa bẩn thỉu, là tạp chủng khinh nhờn nhân tộc. Điều Trần Ác gắt gao nắm lấy phục ma sử, khuôn mặt dữ tợn kia cơ hồ tiến đến trước mặt An Minh Hề. Nói, chúng ta có thể cân nhắc cho ngươi thống khoái, để cho ngươi trùng nhập luân hồi, nếu không thì sẽ đốt đến ngươi thần hồn câu diệt. Vạn đạo giáo tôn tản ra lôi uy, lạnh lùng ngóng nhìn, nhưng... Hắn khẽ chau mày, ánh mắt lắc lư, chậm rãi chuyển hướng đến vết nứt trên vách đá xung quanh. Tầng dưới vết nứt rộng chừng ngàn mét, vách đá cao tới hơn 5.000 mét. Dưới lôi uy cuồn cuộn, vách đá ầm ầm sụp đổ, vậy mà lộ ra. Lít nha lít nhít vết tích. Giờ phút này vết tích đang từ từ nổi lên ánh sáng, răng ở khắp nơi, va chạm dày đặc, không chỉ có cuốn sạch lấy vách đá, còn giống như đang kéo dài đến các nơi trên mặt đất, tựa như một pháp trận cổ lão mà hùng vĩ, đang lặng lẽ mà nhanh chóng thành hình. Điều Trần Ác. Vạn đạo giáo tôn đột nhiên hét to. Sao? Điều Trần Ác ngẩng đầu, chú ý tới pháp trận đang hiển hiện trên vách tường trước mặt. Đến đây, tiếp tục đi. Vừa mới bắt đầu liền kết thúc. An Minh Hề đột nhiên nắm chặt phục ma sử đang cắm vào lồng ngực, miệng đầy máu tươi, nhe răng cười như quỷ. Ta ở chỗ này, ở ngay trước mặt các ngươi đây. Không tốt, có mai phục. Sắc mặt Điều Trần Ác kịch biến, quả quyết muốn đánh vỡ nát ma nữ trước mặt. Oanh! Pháp trận sau lưng An Minh Hề vỡ nát, một cái miệng lớn đẫm máu cuồng bạo phá tan vách đá, nương theo đá vụn bắn phun ra ngoài, một ngụm nuốt An Minh Hề cùng Điều Trần Ác vào. Cái miệng này còn lớn hơn so với cung điện, bên trong tất cả đều là răng nanh, lít nha lít nhít, từng tầng, từng vòng, vừa nhìn một chút đã để cho người ta tê cả da đầu. Sắc mặt Điều Trần Ác đột nhiên biến đổi, trước tiên rút thiên tôn phục ma sử ra, nhanh chóng lùi lại về phía sau. Miệng lớn không có truy kích, sau khi nuốt An Minh Hề đã bị trọng thương vào, liền mãnh liệt đung đưa rút vào trong vách đá. Cùng lúc đó, vết nứt đã sụp đổ toàn diện, vách đá vỡ vụn, loạn thạch cuồng kích, cũng từng sợi dây leo như cự long chấn vỡ nát vách đá cùng địa tầng, mở ra những cái miệng rộng đẫm máu, đánh tới phía vạn đạo giáo tôn cùng Điều Trần Ác. Địa ma thụ, mà pháp trận lót trong vách đá, địa tầng lại chính là pháp trận của Đại Quang Mang Thần Điện. Thái cổ thần miếu lưu lại tại Huyền Nguyệt Hoàng Thành, có thể ẩn giấu khí tức thánh hoàng, thần linh, bị bọn hắn chuyển rời đến nơi này, phong cấm cả cái hố to, che giấu khí tức của địa ma thụ. Giờ phút này đột nhiên bạo kích, toàn bộ dây leo của địa ma thụ đều mở ra cái miệng to lớn, nhào về phía vạn đạo giáo tôn cùng Điều Trần Ác. Đồng thời khí tức bị che giấu còn có. Vạn đạo giáo tôn, hoan nghênh đến hàn xá. Một sợi dây leo mãnh liệt mở rộng, nương theo liệt diễm cuồn cuộn. Nhiệt độ cao vặn vẹo, một con liệt diễm phượng hoàng lộng lẫy dương cánh gáy to, đuổi giết vạn đạo giáo tôn. Chính là Kiều Vô Hối, bất diệt thiên hoàng. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó hai sợi dây leo khác lại cuồng kích mãnh liệt, liên tiếp dâng trào liệt diễm ngập trời, giống như sốc lên tuyệt thế luyện lô, ánh lửa chiếu thấu trời, thánh uy như biển, hai con liệt diễm phượng hoàng gáy to dưới hố sâu, dương cánh cuồng kích. Đây là mộ địa đào cho các ngươi có hài lòng? Khương Quỳ hóa thành Đọa Lạc Minh Hoàng, Khương Qua hóa thành Bá Thiên Yêu Hoàng, lao thẳng đến Điều Trần Ác. Vạn đạo giáo tôn, may mắn xin chiến. Một chiến khu khổng lồ cao 10 trượng đạp động dây leo, giống động càn khôn, tử khí cuồn cuộn lao nhanh, không kém Phượng Hoàng yêu hỏa. Hắn không chỉ có cơ thể cao tới 10 trượng, còn có ba đầu sáu tay, một đôi tay cầm nắm chặt hỗn độn chiến chùy, vung lên uy lực chùy thiên, một đôi tay nắm chặt cự đao năng lượng, mở ra không gian pháp tắc. Một đôi tay diễn biến thế giới hỗn độn, thai nghén sinh cơ vô hạn. Hắn là lão tổ Ngu gia, Ngu Thái Bình. Đột nhiên xuất hiện kịch biến đã để đến vạn đạo giáo tôn cùng Điều Trần Ác không có chút nào chuẩn bị nào kinh hãi không thôi. Xí thiên giới mai phục tại nơi này. Làm sao xí thiên giới biết bọn hắn sẽ tới nơi này? Thứ ti tiện, lùi cho ta. Điều Trần Ác huy động thiên tôn phục ma sử mãnh liệt đánh một kích, ánh sáng chiếu xa vạn trượng. Thánh uy rút nhanh chóng, đường vân phục ma phía trên thiên tôn bộc phát sát uy vô thượng, phảng phất thần linh đang thức tỉnh. Hắn vung lên thiên cương phục ma sử, muốn chấn vỡ tất cả dây leo,
chặn đánh hai con phượng hoàng cùng hỗn độn chiến khu kia. Nhưng, thương thương thương, dây leo lại phát ra tiếng tranh minh như kim loại, như là thiên thần rèn sắt đinh tai nhức óc, số lượng lớn dây leo liên tiếp bị đánh lui, nhưng không có bị hủy diệt. Địa ma thụ vừa mới nuốt sống một ma hoàng. Mặc dù vẫn không có thể hoàn toàn luyện hóa, nhưng thể chất vẫn được rèn luyện, tăng cường. Cái này sao có thể? Điêu Trấn Ác rõ ràng sửng sốt một chút, hắn chính là Thánh Vương Thần Giáo, càng là đang khống chế vũ khí cấm kỵ có thể phục sát ma vật, chặn đánh địa ma thụ dễ như trở bàn tay. Khách lớn đến nhà, lên món ngon. Phượng Hoàng, Niết Bàn, Đọa Lạc Minh Hoàng cùng Bá Thiên Yêu Hoàng ngang nhiên giết tới, thời khắc tập kích, không cần thứ gì khác, tới trước, Niết Bàn thuật, mở dạ dày một chút. Oanh, oanh, hai Phượng Hoàng Thánh Vương giống như tự bạo. Không đợi tới gần Điêu Trấn Ác thì đã ầm vang phóng thích toàn bộ năng lượng, liệt diễm cuồn cuộn khiến cho không gian vặn vẹo, uy lực và năng lượng mênh mông đang cuồng kích Điêu Trấn Ác. Bọn hắn thông qua đế cốt, đế huyết biến đổi thành Thánh Vương, uy lực và năng lượng gần như là tự bạo bá đạo đến cực điểm. Các ngươi, Điêu Trấn Ác bỗng nhiên biến sắc, muốn phản kháng nhưng lại hoàn toàn không kịp, liền lập tức bị tạc đến huyết nhục mơ hồ. Cả tòa vết nứt cùng địa tầng xung quanh đều đang bạo động. Ngay cả Kiều Vô Hối cùng Vạn Đạo Giáo Tôn đều bị vô tình đánh tung bay, hỗn loạn ném đến không trung. Nhưng, năng lượng vừa mới dẫn bạo, còn đang điên cuồng tàn phá bừa bãi, trọn vẹn 9 sợi dây leo đã cuồng bạo mạnh mẽ đâm tới bao vây lấy Ngô Thái Bình, đuổi giết Điêu Trấn Ác. Địa ma thụ tự mình khống chế, mặc cho 9 sợi dây leo bị năng lượng bạo động vô tình đánh vỡ nát, nhưng trong thời gian cực ngắn đã cưỡng bức đưa Ngô Thái Bình đến trước mặt Điêu Trấn Ác. Điêu Trấn Ác bao phủ trong cuồng chiều bạo tạc, giống như bị đặt ở đầu nguồn thế giới hủy diệt, mất khống chế nhấc lên, huyết nhục văng tung tóe, ý thức đều đã hôn mê. Ta, Ngô Thái Bình, xin mời tiếp chiến. Ngô Thái Bình lên tiếng hét lớn, tử khí cuồn cuộn, chiến uy vô tận tại đầu nguồn năng lượng bạo động vẫn rung động như cũ. Một đôi tay gắt gao vung lên hỗn độn chiến đao, đây là hồn đao truyền thừa của hỗn độn tử phủ, lấy hồn làm dẫn, lấy hỗn độn là nguyên. Thể chất càng mạnh, uy lực càng mạnh, có thể so với tuyệt thế chiến binh. Ngươi cũng xứng. Dù sao Điêu Trấn Ác cũng là cấp bậc tổ tông, thân kinh bách chiến, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn nhấc ngang Thiên Tôn Phục Ma Sử chặn đường. Keng! Thiên Tôn Phục Ma Sử tùy tiện đánh nát hồn đao mà hỗn độn chiến tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo, lại sôi trào lên kim quang che mất Ngô Thái Bình. Ngô Thái Bình mãnh liệt xoay chuyển, mạo hiểm tránh khỏi. Khuôn mặt thứ hai và đôi tay thứ hai đã đánh tới Điêu Trấn Ác. Không đợi Điêu Trấn Ác kịp phản ứng trong hỗn loạn, Ngô Thái Bình đã thả ra viên cầu mà hai tay đang dâng lên. Đây là dùng uy lực hỗn độn diễn biến hình dáng thế giới, bên trong có núi cao đứng vững, có sông lớn lao nhanh, có cây rừng đột ngột mọc lên, có liệt diễm nương theo thiên lôi oanh minh giữa trời cao. Tiểu thế giới đẹp đẽ. Nhưng tại thời điểm đẩy đến phía Điêu Trấn Ác, thế giới đã ầm vang đổ sụp. Biến thành một cái lỗ đen, ngay sau đó đã phóng xuất ra sóng chiều tai nạn hủy diệt thế giới, che mất Điêu Trấn Ác còn đang ở trong hỗn loạn. Điêu Trấn Ác run rẩy, thân thể rách dưới lại lần nữa bị trọng thương. Sau đó, Ngô Thái Bình dậm chân phóng tới, mặc cho năng lượng Niết Bàn tự bạo tàn phá ở trên người hắn, mặc cho không gian bạo động vặn vẹo, hắn vẫn vung lên hỗn độn trọng chùy đổ ập xuống đánh tới hướng Điêu Trấn Ác. Bành! Từ đầu đến chân, trọng chùy hoành hành không trở ngại. Lão tổ Thánh Vương sống sờ sờ, bị biến thành thịt nát ngay tại chỗ. Huyết nhục văng tung tóe, linh hồn bị chôn vùi lập tức trong năng lượng đang tàn phá bừa bãi. Điêu Trấn Ác, Vạn Đạo Giáo Tôn đang muốn xua tan năng lượng bạo tạc, mang theo Điêu Trấn Ác rút lui khỏi địa tầng thì lại kinh hãi thấy được một màn thảm liệt kia. Chết rồi. Cứ một trận tập kích như vậy, chết rồi. Mười mấy sợi dây leo cuồng dã nhấc lên, trắng trợn nuốt Điêu Trấn Ác vào. Cũng nuốt linh hồn đang dẫy dụa vào, dã man lui trở về trong cái khe, mang đến phía chủ thể. Những sợi dây leo khác thì vần quanh ở chỗ Khương Quỳ và Khương Qua đang niết bàn, còn có Ngô Thái Bình đang bị trọng thương, nhanh chóng lui về tu dưỡng. Đừng quên cây cột kia. Ngô Thái Bình hô to, toàn thân đều đổ máu, lại phấn chấn đến kích động, sinh thời có thể tùy ý huy sái uy lực Thánh Vương, thật sự quá thoải mái. Kế tiếp, tới phiên ngươi. Kiều Vô Hối dương cánh lao xuống, ở hai bên có tất cả 5 sợi dây leo đang bảo vệ, liên hợp lao thẳng đến Vạn Đạo Giáo Tôn. Chỉ bằng các ngươi, còn muốn chặn đánh ta.
toàn bộ lưu vong thâm không cho ta. Vạn đạo giáo tôn quả quyết tế lên vạn giới môn, một mảnh không gian bạo động trong nháy mắt đã quét sạch vết nứt trên địa tầng, chặn đánh dây leo cùng kiều vô hối. Không gian tuôn ra mười phương, mênh mông như đại dương, cuồng bạo lao nhanh, phảng phất muốn hủy diệt vạn vật, phá vỡ hết thảy tất cả mọi thứ. Theo không gian cuồn cuộn, liên tiếp hình thành vòng xoáy không gian mãnh liệt, bao phủ kiều vô hối cùng dây leo, giống như muốn bọn hắn lưu vong trong thâm không vô tận. Nhưng, vạn đạo giáo tôn nhíu mày, mặc dù mảnh không gian bạo động này mãnh liệt, giống như muốn táng diệt nơi này, nhưng vẫn kém xa hiệu quả mà hắn dự trù, thậm chí cũng chưa tới 1%. Pháp trận. Trong địa tầng còn bố trí pháp trận khác. Vạn đạo giáo tôn chau mày, ý thức dò xét đến tầng đất. Giờ khắc này, trong hơn trăm dặm địa tầng trải rộng trên trăm cái hang động, rõ ràng là Kiều Hinh, Hướng Vãn Tình, Triệu Thời Việt, Khương Bá, Khương Uyên, Kim Hống và các yêu thú, toàn thể thánh linh, bán thánh, niết bàn cảnh. Bọn hắn tỏa trấn lấy ở các hang động, phóng thích ra năng lượng minh mông, thúc dục bảo thạch, tài nguyên, liên hợp chống lên pháp trận giam cầm. Đây cũng là lấy được từ huyền nguyệt nơi đó, là những pháp trận mà tất cả hoàng đạo chuẩn bị giam cầm xí thiên giới kia. Mặc dù pháp trận của vạn đạo và cửu lê đã rút lui, nhưng thần miếu cùng đại quang mang thần điện còn ở đó, linh thạch bảo cốt các loại cũng đều ở đó, bao gồm cả một khối bảo cốt cấp thánh hoàng, cho nên hoàn toàn có thể phát huy ra uy lực như dự đoán. Nói cách khác, phạm vi hơn 100 dặm địa tầng cùng không trung, giờ phút này đã bị giam cầm. Không gian nhận phong tỏa, hiệu quả của vạn giới môn cũng liền hạ xuống trên diện rộng. Vạn đạo giáo tôn, hôm nay là ngày chết của ngươi. Nơi này chính là mộ địa của ngươi. Đã nghe nói qua dùng huyết nhục của ngươi nấu xương của ngươi chưa? Hôm nay liền dùng pháp trận mà các ngươi phục kích xí thiên giới, vây giết ngươi. Kiều vô hối cường thế thoát khốn khỏi vòng xoáy không gian, được 10 sợi dây leo bảo hộ, lại trực tiếp đuổi giết vạn đạo giáo tôn. Đây chính là kế hoạch điên cuồng của hắn. Dùng việc, chủ hoạch kiến lập thần triều, chế tạo mê cục, xáo trộn kế hoạch, cố thủ phòng ngự, của tất cả hoàng đạo. Dẫn phát ngờ vực vô căn cứ. Tất cả hoàng đạo sợ bọn họ thật sự dựng lên thần triều, cho nên trong thời gian ngắn rất khó lại thống nhất hành động. Nhưng, khẳng định sẽ có mấy cái hoàng đạo tới xem xét tình huống. Mục tiêu của hắn chính là lợi dụng thời gian chênh lệch, săn giết mấy kẻ chạy đến trước hết nhất kia. Tập kết toàn bộ lực lượng, tốc chiến tốc thắng, điên cuồng đi săn. Dựa theo phỏng đoán, thế lực chạy đến đầu tiên rất có thể là Cửu Lê Thần Cung ở Tây Bộ, cách gần đây đây nhất, hoặc là Vạn Đạo Thần Giáo ở Tây Bắc, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Quả nhiên, Vạn Đạo Thần Giáo tới trước. Mặc dù người đến thiếu một chút, nhưng chỉ cần có thể vây giết, thì tương đương với triệt để phế đi Vạn Đạo Thần Giáo, các hoàng đạo thương huyền, 12 mất đi một. Đầy đủ hung tàn, đầy đủ rung động. Dùng pháp trận của chúng ta, vây giết ta. Vạn đạo giáo tôn phát hiện pháp trận ảo diệu, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cái này không chỉ là pháp trận của Đại Quang Mang Thần Điện, mà còn là pháp trận được tất cả hoàng đạo bọn hắn liên thủ cải tiến. Không nghĩ tới, không có vây khốn xí thiên giới, mà lại khốn trụ ngược lại hắn. Vạn đạo giáo tôn, tiễn ngươi lên đường. Trong con mắt của Bất Diệt Thiên Hoàng xuất hiện hai tia hào quang màu vàng, giống như hai con kim hoàng đang tung bay, liệt diễm toàn thân tăng vọt trong nháy mắt. Tràn ngập thiên uy bá đạo và hủy diệt minh mông, nhào về phía vạn đạo giáo tôn. Thiên mệnh chiến giới được khởi động toàn diện, năng lượng minh mông trùng kích trái tim, quét sạch toàn thân, kích hoạt phù văn giống như nguyền rủa, trong chốc lát đã nổ lên cường quang vạn trượng, che mất chiến trường. Thánh vương cũng dám chiến thánh hoàng, giết ngươi, một kích là đủ. Vạn đạo giáo tôn thu hồi vạn giới môn, phất tay muốn đánh chết Bất Diệt Thiên Hoàng. Nhưng cường quang tràn ngập đất trời đã bao phủ hắn, cảnh giới, khí tức, huyết khí, hồn uy các loại, đều biến mất như thủy triều, thật giống như bị một loại nào đó giam cầm. Đây là pháp trận gì? Chờ chút. Khương Phàm từng áp chế bán thánh tại Đại La Sơn, chẳng lẽ con Phượng Hoàng này cũng có loại trận pháp thần bí này? Vạn đạo giáo tôn hét lớn, toàn thân bạo động lôi triều, tại cảnh giới rơi vào thánh vương trước đó, đã bị cưỡng bức ngăn chặn lại. Cưỡng ép cắm ở cảnh giới thánh hoàng. Ầm ầm, con người của vạn đạo giáo tôn đã biến mất, trong hốc mắt giống như biến thành lôi hải minh mông, hoang lôi bảy màu sáng chói bạo động ở bên trong, hắn gấp năm ngón tay lại, đẩy lên bầu trời đánh một kích, lôi chiều sôi trào trong nháy mắt, ngưng tụ thành 88 sợi xiềng xích lôi đình, bạo kích Bất Diệt Thiên Hoàng.
xiềng xích sán lạn như cầu vồng, cuồng kích với tốc độ cao nhất, cường quang chói mắt giống như là mưa to bàng bạc, mênh mông ngập trời. Ầm ầm. 10 sợi dây leo cứng cỏi bị chấn vỡ nát, bị lôi chiều chôn vùi dễ như trở bàn tay. Uy lực thiên phạt bao quanh lôi chiều, đối diện che mất Bất Diệt Thiên Hoàng. Bất Diệt Thiên Hoàng tụ hai cánh lại ngạnh kháng với lôi chiều, kết quả hỏa tinh bắn tung tóe, hỏa vũ thì tung bay, chật vật tháo chạy, gào thét bay lên. Bọn người Khương Quỳ đang rút lui đột nhiên biến đổi sắc mặt, dây leo lại không chịu nổi một kích như thế. Vạn đạo giáo tôn rõ ràng đã bị áp chế cảnh giới, lại còn có thể phất tay đánh bay kiểu vô hối. Không hổ là vạn đạo giáo tôn, còn cường hãn xa so với những gì bọn hắn dự đoán. Nhưng, oanh, Bất Diệt Thiên Hoàng cưỡng ép ổn định, hai cánh vỗ mạnh bay lượn giữa khung trời, mang theo cường quang chói mắt cùng với liệt diễm ngập trời, lao xuống lao thẳng đến vạn đạo giáo tôn. Giờ khắc này, Bất Diệt Thiên Hoàng bắt đầu từ hai cánh, đến hỏa vũ toàn thân, đều hiện lên ý lạnh quỷ dị, phảng phất toàn thân đang phủ thêm áo giáp không thể phá vỡ, móng vuốt phun trào ra sát uy có thể xé rách hết thảy. Đây là uy lực Thiên Hoàng. Thiên Hoàng, một trong những huyết mạch mạnh nhất trong Phượng Hoàng yêu tộc, vô hạn tới gần Chu Tước, Thiên Hoàng càng có khả năng đăng lâm thần vị nhất. Mà Kiều Vô Hối càng là dòng dõi sinh ra, ngoài ý muốn, tại lúc Khương Phàm còn đang ở cảnh giới thần linh, nếu như không phải bởi vì bị phong ấn hơn ngàn năm, giờ phút này còn có thể càng mạnh hơn nữa. Nhưng theo cảnh giới không ngừng tăng lên, uy lực Thiên Hoàng đã bắt đầu bộc phát dương uy. Rầm rầm rầm. Bất Diệt Thiên Hoàng nhanh chóng lao xuống, những nơi đi qua không gian đều đang vỡ vụn, giống như là muốn không chịu nổi loại uy thế bá liệt này, muốn sụp đổ toàn diện. Thực lực của hắn tăng cường, uy thế của thiên mệnh chiến giới cũng theo đó mà tăng vọt, cảnh giới của vạn đạo giáo tôn lại lần nữa nhận phải áp chế. Giết! Bọn người Khương Quỳ phấn chấn, cùng là Phượng Hoàng bọn hắn có thể nhất cảm nhận được uy lực kinh thiên động địa kia. Uy lực Thiên Hoàng mạnh hơn. Khương Diễm từng làm bạn với Kiều Vô Hối chinh chiến tại hải vực rõ ràng nhất tình cảnh mà uy lực Thiên Hoàng thả ra, bây giờ theo cảnh giới nhảy lên, loại khí tức Thiên Hoàng này hiển nhiên càng kinh khủng, thậm chí sinh ra áp chế huyết mạch vi diệu đối với những kẻ cùng là Phượng Hoàng như bọn hắn đây. Phá cho ta! Bất Diệt Thiên Hoàng hiện ra uy lực Thiên Hoàng, tách ra ánh sáng lộng lẫy nhất, thẳng bức lôi đình bảy màu, một kích toàn lực, phảng phất có thể dung chuyển nhật nguyệt sơn hà. Rất mạnh, nhưng vẫn không đủ tư cách. Vạn đạo giáo tôn cao mày, không còn nóng lòng rời khỏi, mà muốn giết con Thiên Hoàng này. Có đảm lượng đến trực diện với hắn, hẳn là kẻ mạnh nhất xí thiên giới, chỉ cần giết hắn, xí thiên giới không còn ai có thể áp chế hắn, đến lúc đó hắn liền quét ngang tất cả cường giả xí thiên giới. Để bọn hắn vây bắt, biến thành hắn đi săn. Để cường giả của xí thiên giới, trả giá đắt vì sự ngu xuẩn của bọn họ. Nghĩ tới đây, vạn đạo giáo tôn tăng vọt chiến ý. Hoang lôi bảy màu vần quanh toàn thân, giống như lôi thần cái thế, dậm chân phóng lên trời, khuấy động sóng cả hủy diệt vô tận, nghênh kích Bất Diệt Thiên Hoàng. Ầm ầm, cả hai đụng vào nhau, như biển động vỗ bờ, như loạn thạch băng vân, vết nứt nơi địa tầng lọt vào hủy diệt đả kích, ngay cả bọn người Khương Diễm giấu ở sâu trong địa tầng đều tiếp nhận phải trùng kích vô hình, khí tức nhấc lên, miệng mũi chảy máu. Ầm ầm, Bất Diệt Thiên Hoàng cùng vạn đạo giáo tôn đều không có tháo chạy. Ngược lại là đang điên cuồng giết tới cùng một chỗ. Thiên Hoàng réo vang cửu tiêu. Lôi đình đảo loạn càn khôn. Bọn hắn điên cuồng chém giết, khắp nơi đều là lôi đình, đều là liệt diễm, cường quang vô biên, thánh uy tàn phá bừa bãi, các loại dị tượng khủng bố hiển hiện ra, phảng phất về tới thời kỳ hồng hoang, Phượng Hoàng che trời, săn giết dân chúng, tiên dân hét lớn, lôi chiều lay động cửu châu. Ầm ầm, lôi chiều cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Bất Diệt Thiên Hoàng tháo chạy, huyết nhục văng tung tóe, hoàng vũ bay đầy trời. Ở trước mặt cường giả như vạn đạo giáo tôn, nhất là trước mặt thất sắc hoang lôi, cho dù là Kiều Vô Hối bộc phát uy lực Thiên Hoàng nhưng cuối cùng vẫn kém mấy phần. Nhưng, toàn thân Bất Diệt Thiên Hoàng lại chảy xuôi lên ánh sáng kỳ diệu, thương thế nhanh chóng khép lại, những chỗ linh vũ rời khỏi đều nở rộ ánh sáng vô tận, tiên diễm xinh đẹp, tản ra ánh sáng cực kỳ bá đạo. Đây là linh vũ Thiên Hoàng. Cùng loại với quan miện Phượng Hoàng, đã có uy thế cường đại, uy lẫm toàn tộc Phượng Hoàng, càng là vũ khí mạnh nhất của Thiên Hoàng. Thương thương thương! 9 sợi linh vũ giống như 9 thanh sát kiếm bao quanh hư ảnh trật tự giống như xiềng xích, diệt sát tất cả mọi thứ trong trời đất. Thiên Hoàng lạc linh, chúng sinh ai minh, giết!
ánh sáng toàn thân bất diệt thiên hoàng bỗng nhiên ảm đạm, ánh sáng của chín sợi linh vũ lại tăng vọt đến cực hạn, giống như là chín mặt trời, càng giống chín thanh thần kiếm hơn, uy thế tại giờ khắc này, không thể nghi ngờ là đã đạt đến đỉnh phong thánh vương, tới gần uy lực thánh hoàng. Hồng hoang lôi ấn. Vạn đạo giáo tôn xoay chuyển hai tay, dẫn bạo lôi đình ở xung quanh, bên trong lôi quang vô tận hiện ra dị tượng mênh mông mà đáng sợ. Không gian nơi đó bị sụp đổ, đại địa lún xuống, thiên lôi vô tận hủy trời diệt đất, oanh sát sinh linh trên thế gian này. Từ trên trời đến dưới đất, tất cả đều là lôi quang, thây ngang khắp đồng, huyết vũ phiêu vung. Tràng diện rung động lòng người, để cho người ta tê cả da đầu. Bên trong lôi quang vô tận, khoảng chừng 9 tia lôi ấn 7 màu đang tuôn ra, nghênh kích hoàng linh sát kiếm, nhưng bọn chúng vừa mới xuất hiện thì đã liền nhanh chóng tụ tập tất cả ánh sáng, hiện ra màu đen tĩnh mịch. Cứ như đang diễn dịch hủy diệt đến cực hạn, phun trào ra uy lực sát phạt đến vô tận. Bọn chúng rạch ra không gian, xuyên thủng đại đạo. Oanh! Rầm rầm rầm! Từng tiếng vang vang vọng tại chiến trường, thanh âm quá kinh khủng, như thiên địa sơ khai, phảng phất muốn chôn vùi cả mảnh không gian này. Bọn người Khương Diễm cực lực duy trì pháp trận đều suýt chút nữa đã vỡ vụn, miệng mũi bọn hắn chảy máu tươi, thể hiện đau đớn, rất nhiều cường giả niết bàn cảnh đã hôn mê tại chỗ, có người còn trực tiếp bạo thể mà chết. Chịu đựng, hôm nay nhất định phải vây giết vạn đạo giáo tôn. Khương Diễm nghiêm nghị gào thét, gương mặt dữ tợn, điên cuồng phóng thích ra năng lượng. Bất diệt thiên hoàng cùng vạn đạo giáo tôn đã giết tới cực hạn. Hoàng ô cao vút, xuyên kim liệt thạch. Bất diệt thiên hoàng tiên diễm lộng lẫy bay lên trên không trung, mang theo lửa cháy ngập trời, trên dưới phóng đi, không ngừng đánh giết. Mỗi tấc da thịt của vạn đạo giáo tôn đều dâng lên thất sắc hoang lôi, sáng đến chói mắt, cơ hồ muốn hình thành hải dương lôi đình tại chiến trường, cùng ánh lửa đầy trời không ngừng trùng kích. Mỗi lần va chạm đều giống như những con sóng lớn vỗ bờ. Mấy trăm sợi dây leo của địa ma thụ liên tiếp trùng kích, cứ việc bị liên miên hủy diệt. Nhưng vẫn đang điên cuồng quấy nhiễu vạn đạo giáo tôn, ngăn cản đả kích chí mạng cho bất diệt thiên hoàng, cũng chế tạo cơ hội cho bất diệt thiên hoàng. Bọn hắn từ hố sâu giết tới bầu trời, từ không trung giết tới vết nứt, thanh thế kinh khủng kinh động đến xích chi đại liệt cốc. Mặc dù vạn đạo giáo tôn chiếm cứ chủ động trên chiến trường, nhưng bị vô số dây leo cùng kiều vô hối điên cuồng dây dưa, từ đầu đến cuối hắn vẫn bị vây ở bên trong phạm vi pháp trận giam cầm. Vạn đạo giáo tôn cũng không muốn rời khỏi không gian cấm chế, nhất định phải giết chết con thiên hoàng này. Bọn hắn điên cuồng ác chiến, chém giết đến thảm liệt, bí thuật lôi đạo quyết đấu với chiến kỹ thiên hoàng, lôi uy vô tận ngạnh kháng với dây leo cuồng bạo. Chiến trường như vậy cực ít xuất hiện ở hạ giới, khí thế hủy diệt càng làm cho càn khôn lắc lư. Nếu như không phải có pháp trận áp chế, vùng thiên địa này đã sớm sụp đổ. Nhưng... chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi mà đã có hơn ngàn hiệp giao phong, bất diệt thiên hoàng nhanh chóng rơi xuống hạ phong. Cứ việc có dây leo dây dưa, có chiến giới áp chế, nhưng thật sự vẫn gánh không được loại thế công cuồng dã của các lão tổ tông hoàng đạo như vạn đạo giáo tôn này. Dù sao năm đó hắn cũng là cường giả đã đối kháng qua cùng kiếp trước tuyệt thế của Khương Phàm, cho dù tuổi tác đã cao, nhưng cũng không phải là người mà Kiều Vô Hối có thể giết chết. Bọn người Khương Diễm thấy được Kiều Vô Hối đã cố hết sức. Chuyện này rõ ràng khác biệt so với kế hoạch trước đó. Là bọn hắn đánh giá cao thiên mệnh chiến giới sao? Hay là thiên mệnh chiến giới ép không được loại lão tổ tông thánh hoàng này? Oanh! Rầm rầm rầm! Vạn đạo giáo tôn cứ như chúa tể lôi đạo, một quyền so với một quyền càng cương mãnh, một quyền so với một quyền càng bá đạo, ngạnh kháng với móng vuốt thiên hoàng, trọng thương chiến khu thiên hoàng. Toàn thân bạo động xiềng xích, tráng kiện không gì sánh được, quét ngang thiên địa, chặn đánh tất cả dây leo đánh giết. Hiệp thứ 1300, khi mà bất diệt thiên hoàng triệt để lâm vào tuyệt cảnh, trong chớp mắt, vạn đạo giáo tôn ngẩng đầu lên trời hét lớn, từ trong khí hải rút ra một sợi xiềng xích hoàng kim. Lôi quang oanh minh, như sóng lớn mãnh liệt, xiềng xích hoành kích như chân long xuất thế, càng giống như thiên phạt giáng lâm. Đây mới thực sự là thiên kiếp. Cũng là sát chiêu tuyệt đối để vạn đạo giáo tôn hoành hành tại thiên khải. Uy thế tại giờ khắc này đã bóp méo áp chế của thiên mệnh chiến giới, dung chuyển áp chế phong cấm của pháp trận. Bất diệt thiên hoàng mang theo cơ thể đầy máu đứng tại bầu trời, bốn phương tám hướng tất cả đều là lôi chiều, cường quang cùng lôi uy bóp méo hết thảy mọi thứ, hắn cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận uy lực thẩm phán cùng chân áp đập vào mặt.
nếu như bị uy lực thiên kiếp này đánh trúng, hắn ngay cả cơ hội niết bàn đều không có. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Kiều Vô Hối đã thả ra cánh cửa hồng mông. Đây là cửu thiên thần tôn tự tay chế tạo cho hắn, ánh sáng hồng mông ở bên trong có thể khiến cho không gian vặn vẹo, cưỡng ép di chuyển trăm dặm, đã từng mấy lần cứu tính mệnh hắn tại hải vực. Mặc dù cưỡng ép mở ra tiêu hao rất nhiều, mặc dù đây là một không gian bị giam cầm, nhưng... a, à, bất diệt thiên hoàng gáy to đầy thê lương, hắn điên cuồng thiêu đốt huyết khí, lấy tiêu hao cực độ gần như sắp chết, điên cuồng thúc giục cánh cửa hồng mông. Tại lúc thiên kiếp lôi quang giết tới trong chớp mắt, cánh cửa hồng mông đã ầm vang mở ra, dung chuyển lôi chiều vô tận, chấn động không gian áp chế, cưỡng ép nuốt sống bất diệt thiên hoàng, nháy mắt đã chuyển rời đến bên ngoài 10 dặm. Khoảng cách rất ngắn, lại mạo hiểm tránh khỏi uy hiếp cái chết. Ngươi có thể tránh thoát mấy lần? Vạn đạo giáo tôn chân đạp lôi chiều, hoành kích khung trời, theo sát giết tới bất diệt thiên hoàng. Bất diệt thiên hoàng mở ra uy lực niết bàn, nhanh chóng khôi phục chiến khu mệt mỏi. Nhưng, vạn đạo giáo tôn đã vượt qua lôi hải, cực tốc giết tới, hắn đã tới không kịp. Địa ma thụ, xuất kích. Sâu trong pháp trận, thiên hậu thét lên một tiếng ra lệnh, giống như thiên âm, truyền khắp địa tầng. Ầm ầm, đại địa bạo động, như dòng lũ ống mất khống chế. Lại như sóng cả giữa đại dương mênh mông, hơn ngàn sợi dây leo may mắn còn sống sót nhanh chóng khô héo, uy lực thánh vương ở phía trên như thủy triều hội tụ đến sâu trong địa tầng, cũng chính là chủ thể thật sự của địa ma thụ. Một loại ma uy tại tuyệt thế tăng vọt ngay lúc này. Một con hung vật kinh khủng đang khôi phục ngay lúc này. Vạn đạo giáo tôn đột nhiên dừng lại, định thần khóa chặt địa tầng. Bởi vì khí tức thấu phát ở nơi đó quá kinh khủng để cho người ta khó có thể tin. Quả thực là muốn đổ sát chúng sinh, săn ma giết thần. Một đóa ma hoa tinh hồng to lớn phá tan địa tầng, to như núi cao, đỏ như máu tươi, ma hoa mở ra tầng tầng, ầm vang nở rộ, tia sáng yêu dị chiếu thấu chiến trường. Nhụy hoa lại là phiến hồ máu, mãnh liệt như biển, bên trong trồi lên một con hung thú kinh khủng. Ma uy ngập trời, dung chuyển toàn trường, Khương Diễm và các cường giả đang ẩn núp cũng đều kinh hãi. Nó cao 100 mét. Tương tự như mãnh hổ, nhưng không có lông tóc, tất cả đều là lân phiến cứng cỏi, ý lạnh lạnh thấu xương, một đôi mắt hung tàn không gì sánh được, xích hồng như máu. Càng rung động hơn là, nó lại mọc ra 9 cái đuôi, ở cuối cái đuôi đều là đầu lâu to lớn, dữ tợn đến dọa người, miệng đều là lít nha lít nhít răng nanh. Cực kỳ giống 9 sợi dây leo cuồng vũ, nhưng đều là khí tức huyết nhục, giống như 9 con ác long. Đây là ma thú gì? Đây là địa ma thụ. Địa ma thụ diễn biến, hay là nói, đó là chủ thể của địa ma thụ. Khương Diễm và đám người đều bị rung động. Trong ý thức của bọn họ, địa ma thụ chính là chút dây leo, dễ dà tạp nhạp, mỗi lần xuất kích đều hỗn loạn lại cuồng bạo, không nghĩ tới địa ma thụ lại còn có chủ thể, bên trong chủ thể lại còn là một con ma thú. Toàn bộ năng lượng, hội tụ đến chủ thể. Hàng ngàn hàng vạn sợi dây leo, ngưng tụ thành 9 sợi. Đây là địa ma thụ. Các ngươi sáng tạo ra một ma vật mới. Vạn đạo giáo tôn cũng đều bị kinh hãi, thiên khải chiến trường không phải không gặp qua địa ma thụ, nhưng đều là chút dây leo thanh lý chiến trường, chưa từng thấy yêu hoa nở rộ, cùng linh vật bao viên bên trong yêu hoa như vậy. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, hắn lại cảm nhận được khí tức thánh hoàng. Địa ma thụ đã đến cảnh giới thánh hoàng. Giết hắn. Thiên hậu xuất hiện từ trong nhụy hoa giống như cái hổ máu, chỉ đến bầu trời phía xa. Giống. Địa ma thụ phát ra tiếng gào thét sắc nhọn, vọt lên bay lên không, nhào về phía vạn đạo giáo tôn. Toàn bộ chiến khu khổng lồ kéo dài mấy trăm dặm đều khô héo, tất cả năng lượng đều hội tụ đến nhụy hoa, thực lực của nó đã tăng vọt đến cực hạn, cường thế nhảy lên đến vấn đề thánh hoàng. Kỳ thật trước khi nuốt di cốt ma hoàng, nó cũng không có chiến khu thật sự, chỉ là một linh thể phiêu đãng tại trong nhụy hoa mà thôi. Nhưng bây giờ... nó từ bên trong di cốt ma hoàng ngưng luyện ra tinh hoa, rèn luyện dây leo, đồng thời cũng thụ ý thiên hậu vì mình tạo nên chiến khu chảy máu thịt. Chiến khu này kỳ thật còn không có hoàn toàn thành hình, khí tức cũng rất không ổn định, bởi vì loại sinh vật như địa ma thụ này tai hại chính là tốc độ phát triển chậm chạp, thôn vệ năng lượng cần chậm rãi luyện hóa. Nhưng, khi toàn thân khô héo, năng lượng hội tụ ở chủ thể, giờ khắc này khí tức vẫn cưỡng ép thúc lên tới vấn đề thánh hoàng. Mà cái này,
cũng là nguyên nhân chủ yếu để Thiên Hậu đồng ý cho Kiều Vô Hối đi săn các lão tổ tông hoàng đạo. Rốt cuộc Vạn Đạo Giáo Tôn cũng đã nhận ra nguy cơ, hắn phất tay dẫn xuất kim lôi từ khí hải, hóa thành xiềng xích thiên kiếp mạnh nhất, hoành kích giữa trời cao. Một kích toàn lực, lôi uy hừng hực, như đang diễn biến ra pháp trường thiên kiếp, tràn ngập đất trời che mất địa ma thụ. Lân phiến toàn thân địa ma thụ lóe ra ánh sáng, giống như kim loại cứng cỏi, vậy mà lúc tiếp nhận lôi chiều đồng thời không thể tưởng tượng nổi lại rời đi lôi chiều, tán loạn về bốn phương tám hướng. Cái gì? Vạn Đạo Giáo Tôn chấn kinh, đây chính là thiên kiếp lôi, đủ để tổn thương đến bất kỳ cường giả đồng cấp thánh hoàng nào. Giống. Địa ma thụ quá hung tàn, nó điên cuồng bổ nhào, không gì có thể cản được. Miệng nó đầy răng nanh giống như từng dãy tuyệt thế chiến đao, phảng phất có thể nuốt vào hết thảy tất cả mọi thứ. Tiếng rít gào sắc nhọn càng giống như hàng tỷ lưỡi đao đang quét sạch khắp nơi, muốn vỡ nát không gian. Giống. Vạn Đạo Giáo Tôn phóng thích lôi đạo thiên âm như cửu thiên lạc lôi, lôi âm cuồn cuộn, cùng thanh triều địa ma thụ va vào nhau. Thanh triều va chạm trong nháy mắt giống như biển động va chạm, mà lại liên miên bất tuyệt kéo dài không thôi, cuồng bạo đến rung động, thanh âm ầm ầm đinh tai nhức óc. Giam cầm không gian. Kiều Vô Hối lui về chiến trường tu dưỡng, cuộc săn giết giao cho địa ma thụ, đồng thời lùi lại thiên mệnh chiến giới. Dù sao địa ma thụ cũng là miễn cưỡng bước lên thánh hoàng. Nếu như rơi vào phạm vi áp chế của chiến giới thì sẽ trở lại Thánh Vương, mà Vạn Đạo Giáo Tôn lại có thể kẹt tại Thánh Hoàng. Cho nên, hắn chỉ có thể giải trừ chiến giới. Huống chi, thiên mệnh chiến giới còn ép không được hai Thánh Hoàng đang bạo tẩu. Ổn định pháp trận, tuyệt đối không thể để hắn chạy trốn. Bọn người Khương Diễm điên cuồng thôi động pháp trận, linh thức lại gắt gao nhìn chằm chằm không gian bạo động ở bên ngoài, thể hiện rung động khó nén. Trước đó bọn hắn còn có chút phê bình kín đáo đối với việc Khương Phàm giao di cốt ma hoàng cho địa ma thụ, bây giờ lại khiếp sợ đến thật sâu. Không chỉ có một câu rung động của Vạn Đạo Giáo Tôn, rốt cuộc các ngươi đã tạo nên một con quái vật gì, mà ngay cả bọn hắn cũng đều đã bắt đầu rung động. Cây ma thụ này có tiềm lực vô hạn. Càng là siêu cấp chiến binh. Không chỉ có thích hợp với quần chiến, càng có thể tác chiến đỉnh phong. Thiên Hậu mang theo ánh mắt sáng tỏ ngước nhìn chiến trường trên không trung, đưa tay ra hiệu Khương Quỳ, Khương Qua đang niết bàn khôi phục. Chuẩn bị gấp rút tiếp viện, hắn vẫn chưa hoàn toàn thành hình, không phát huy ra thực lực thật sự. Các ngươi nghe mệnh lệnh ta nói lên, các ngươi xông. Được. Khương Quỳ cùng Khương Qua sâu hít một ngụm khí lạnh, duy trì lấy hình dáng Đọa Lạc Minh Hoàng cùng Bá Thiên Yêu Hoàng, yên lặng kích phát huy thế đế cốt, đế huyết. Bọn hắn đã khôi phục đỉnh phong, có thể xuất chiến bất cứ lúc nào. Nhớ kỹ, đừng có bất cứ chần chờ gì. Ta nói lên, nhất định phải lên. Đã hiểu. Rầm rầm rầm. Vạn Đạo Giáo Tôn đuổi giết địa ma thụ, thất sắc hoang lôi bạo động cuồn cuộn, giống như lôi hải hoành không, thiên phạt lôi màu vàng vờn quanh tại toàn thân, giống như là từng con kim long đang bay quanh, hai nắm đấm của hắn càng giống là mặt trời, tỏa ra cường quang sáng chói. Mãnh liệt oanh kích như muốn đánh nát cả hư không, để cho bọn người Khương Diễm đang duy trì pháp trận kéo dài tổn thương. Địa ma thụ thét dài, lần phiến toàn thân phát sáng, lưu chuyển lên ý lạnh không thể phá vỡ, mạnh mẽ đâm tới Vạn Đạo Giáo Tôn đang dữ dội đánh tới. Ầm ầm. Vạn Đạo Giáo Tôn nhấc lên trọng quyền lôi chiều kinh khủng, âm thanh chấn nứt cả càn khôn, nhưng không thể hoàn toàn dung chuyển địa ma thụ. Địa ma thụ giết tới, một móng vuốt móc hướng lên bầu trời. Khí tức bạo động trong chớp mắt như là Liệp Thiên Ma Hoàng trùng sinh. Vạn Đạo Thần Giáo mạo hiểm tránh lui, dẫn dắt kim lôi lưu chuyển toàn thân bạo kích, một tia tiếp lấy một tia, giống như đám sao băng xẹt qua bầu trời, càng giống như thương thiên phóng thích thiên kiếp, cường quang vô tận cùng lôi uy đã che mất toàn trường. Rốt cuộc địa ma thụ cũng bị đánh tan, nó gào thét lên vọt tới phế tích trên mặt đất. Tân tấn Thánh Hoàng mà thôi, có thể làm khó dễ được ta. Vạn Đạo Giáo Tôn không có thiên mệnh chiến giới áp chế, thực lực đã được triển khai toàn bộ. Lấy huyết nhục làm dẫn, dẫn dắt lôi chiều đầy trời, ngưng tụ thành lít nha lít nhít lôi đao. Mỗi một chuôi lôi đao đều bạo động lấy hoang lôi bảy màu, tràn ngập khí tức huyết nhục của hắn, phảng phất hàng ngàn hàng vạn Vạn Đạo Giáo Tôn, tự mình khống chế lấy lôi đạo chém về phía địa ma thụ. Ầm ầm, địa ma thụ bị điên cuồng áp chế, như đang nghênh đón thiên phạt vô tận. Huyết nhục thần hồn đều bị xâm nhập, muốn triệt để xóa đi từ trên thế giới này. Bây giờ sao? Ánh mắt Khương Quỳ, Khương Qua trở nên hừng hực,
vận sức chờ phát động. Chờ. Thiên hậu ngửa mặt nhìn lên chiến trường trên bầu trời, khuôn mặt xinh đẹp không có bất kỳ thể hiện gì, đôi mắt thâm thúy càng không có chút gợn sóng nào. Ầm ầm. Địa ma thụ chống đỡ lôi đạo đầy trời, chín cái đuôi bỗng nhiên giơ lên, mở ra cái miệng thật to, bên trong khuấy động gợn sóng kinh khủng, giống như từng cái đầu rồng, càng giống như từng cái luyện lô đang bắt đầu điên cuồng kéo lấy, nuốt chửng lôi chiều. Địa ma thụ, có thể nuốt vạn vật, tất cả mọi thứ đều hóa thành năng lượng. Chín cái đuôi cũng không phải để trang trí, hiện ra chính là loại năng lực này. Giống. Địa ma thụ cuồng bạo bay lên trời, chín cái đuôi càng giống như chín con cự long hoành không bạo kích, mở cái miệng rộng dữ tợn, nuốt về phía vạn đạo giáo tôn. Hoang cổ lôi linh, vạn kiếp pháp trường. Vạn đạo giáo tôn hiện ra truyền thừa cái thế, cưỡng bức dùng uy lực lôi điện xen lẫn diễn biến ra một pháp trường kinh khủng, hắn tựa như thượng thương hóa thân, dẫn phát thiên kiếp, lần nữa bao phủ địa ma thụ. Bất luận sinh linh gì đưa thân vào pháp trường của hắn cũng đều có thể bị chôn vùi, đoạn tuyệt luân hồi trong nháy mắt. Nhưng, địa ma thụ thực sự phòng ngự quá mạnh, dù sao cũng là vừa mới thôn vệ di cốt ma hoàng, chín cái đuôi càng điên cuồng xuất kích, giống như cửu long chỉ lên trời, tiếp tục nuốt lấy thiên lôi thẩm phán của trời. Một màn rung động này để cho Khương Diễm bọn người nhìn thấy mà đầu váng mắt hoa, lôi quang thiên kiếp kinh khủng chỉ là nhìn thôi cũng đã làm cho linh hồn người ta run rẩy. Vậy mà chín cái đuôi kia của địa ma thụ lại đang nuốt. Cái này, chết tiệt, rốt cuộc là thiên phạt hủy diệt, hay là đang cho ăn? Trên đời này còn có thứ gì địa ma thụ không thể ăn hay không? Vạn đạo giáo tôn cao mày, xưa nay chưa bao giờ gặp qua đối thủ khó chơi như vậy. Nhưng, nhất định phải giết chết, nếu không tương lai sẽ thành tai họa. Địa ma thụ có nhược điểm không? Vạn đạo giáo tôn đưa ánh mắt bén nhọn liếc nhìn địa ma thụ, lần phiến cứng cỏi bao trùm lấy mỗi một vị trí, giống như không thể phá vỡ. Cái đuôi sao? Cái đuôi cũng đỡ lần phiến bao trùm, ngay cả lôi chiều thiên kiếp đều có thể nuốt, giống như không có cách nào hủy diệt được. Nếu như tạm thời không phát hiện được nhược điểm rõ ràng, vậy cũng chỉ có thể chế tạo cơ hội. Lúc này, sau khi chín cái đuôi nuốt chửng vô số lôi chiều, toàn bộ năng lượng mênh mông đã trùng kích đến thân thể. Chiến khu của địa ma thụ tăng vọt gấp đôi, nó bỗng nhiên há mồm, một nguồn năng lượng kinh khủng tuôn ra trong nháy mắt, giống như biển trong chớp mắt đã sôi trào khắp bầu trời. Đây là toàn bộ năng lượng thôn phệ ở trước đó, tại lúc này đã được phóng thích toàn diện. Thao thao bất tuyệt, giống như muốn phá hủy hết thảy mọi thứ ở trước mặt. Vạn đạo giáo tôn quả quyết kích phát vạn giới môn, mặc dù nhận áp chế, nhưng vẫn có thể phát huy ra uy thế tương ứng. Không gian trong nháy mắt bạo động, giống như có hàng vạn cái vòng xoáy đang hoành hành, vặn vẹo hoắc loạn thiên địa, cưỡng ép hoắc loạn lôi chiều mà địa ma thụ thả ra. Địa ma thụ hét lớn, đuổi giết vạn đạo giáo tôn. Hung tàn bạo ngược, không sợ hãi. Vạn đạo giáo tôn vẫn đang kiên trì, lần nữa cùng địa ma thụ giết tới một chỗ. Trận chiến đấu cuồng bạo để cho người ta ngạt thở, để cho người ta tuyệt vọng. Vạn đạo giáo tôn bắt đầu rơi xuống hạ phong, bị địa ma thụ đè ép liên tục tháo chạy. Sau mấy trăm hiệp, vạn đạo giáo tôn bị móng vuốt vô tình đánh bay, địa ma thụ theo sát giết tới, mở ra miệng to nuốt đến địa ma thụ. Nghiệt xúc, người bị lừa rồi. Vạn đạo giáo tôn đột nhiên, giải thể, lôi khu hóa thành vô số sợi xiềng xích lôi đình, bay thẳng lên trời, thế như nộ trào bay lên không, đối diện che mất địa ma thụ, xiềng xích cuồng kích, quấn quanh huyết nhục. Rầm rầm, xiềng xích lôi chiều tráng kiện khổng lồ, địa ma thụ hoàn toàn bị quấn quanh, từ cái cổ đến thân thể, từ tứ chi đến cái đuôi, cưỡng bức khống chế lại. Ma khu khổng lồ cứ như vậy bị cưỡng ép ổn định ở bầu trời, xiềng xích giống như từng con đại long, lao nhanh về bốn phương tám hướng, gắt gao kéo căng nó. Địa ma thụ mãnh liệt giãy giụa, lại không thể động đậy. Chân thân vạn đạo giáo tôn xuất hiện ở phía xa, sắc mặt tái nhợt, tiêu hao rất nhiều. Vừa rồi đây không phải là lôi điện phân thân, mà là dùng kim lôi trong khí hải ngưng tụ chân thân, hấp thu khí tức huyết nhục, ngưng tụ ra siêu cấp chiến khu. Là một trong các siêu cấp sát chiêu của hắn, chưa từng vận dụng tùy tiện. Giống. Địa ma thụ bị giam cầm ở bầu trời, nó tức giận gào thét, làm thế nào cũng đều không tránh thoát được. Xiềng xích sôi trào kim quang thao thao bất tuyệt, phảng phất phân thân của vạn đạo giáo tôn, cao tới vạn trượng, sát huy vô biên, rung động toàn trường. Một màn này cực kỳ giống lôi tôn phục ma. Hống hống hống.
Địa ma thụ càng giãy giụa lại càng tức giận, cuối cùng thì mất lý trí, lân phiến toàn thân đột nhiên dựng thẳng, hóa thành thiên đao màu đen, gào thét cuồng vũ, chém vỡ hư không, tràn ngập đất trời che mất vạn đạo giáo tôn. Cơ hội tới. Vạn đạo giáo tôn ngưng tụ ánh mắt, khống chế xiềng xích kim lôi đột nhiên vỡ nát, hóa thành vô số lôi đỉnh dâng lên sóng chiều, che mất địa ma thụ. Không có lân giáp bảo vệ, địa ma thụ lập tức văng tung tóe huyết nhục, suýt chút nữa bị sống sờ sờ xoắn nát. Nhưng, lân giáp bay đầy trời lại theo tiếng địa ma thụ hét lớn, gây dựng lại thành hắc đao cường hãn hơn, gào thét lên phách trảm đến vạn đạo giáo tôn. Vạn đạo giáo tôn không có trực tiếp liều mạng, mà kích thích vạn giới môn, nhấc lên biển động cuồn cuộn giống như không gian dâng lên sóng chiều cùng vòng xoáy không gian vô tận, trong chớp mắt khuấy động khung trời, ngạnh kháng với ma đao vảy đen đang gào thét lao đến. Hắc đao thế như hắc long, cứng cỏi mà cuồng bạo, lại dưới sự tàn phá mãnh liệt của không gian cùng vòng xoáy, liên tiếp bị lệch phương hướng, gào thét bay đến bốn phương tám hướng. Dù sao cũng là trọng bảo, cho dù là nhận áp chế, vẫn có thể thể hiện ra đầy đủ uy thế. Nhưng, dưới sự hỗn loạn cùng bạo động đến cực hạn như vậy, một thanh hắc đao lại theo vòng xoáy vặn vẹo cùng không gian va chạm, gào thét lên giết tới gần vạn đạo giáo tôn. Vạn đạo giáo tôn vội vàng không kịp chuẩn bị, thổi phù một tiếng, cánh tay trái bị chặt đứt, máu bay lả tả. A! À, vạn đạo giáo tôn gào lên đầy đau đớn, lại không kịp đoàn tụ, mà bắt lấy cơ hội mấu chốt khi địa ma thụ đang trọng thương, phóng thích bí thuật cấm kỵ mạnh nhất. Oanh! Trán của hắn đã nứt ra, máu tươi chảy ngang, lôi quang được phóng xuất, nơi đó lại xuất hiện một lôi nhãn. Là con mắt thật sự, ẩn chứa lôi uy khủng bố đến mức để cho người ta tuyệt vọng. Đây là lôi nhãn thiên phạt, ngoại trừ chân thân kim lôi, trong khí hải ra, thì đây chính là diễn biến cao hơn, ảo diệu hơn của vạn đạo giáo tôn, trực tiếp tại chỗ linh văn tạo nên con mắt mới. Bên trong, thì là hoang lôi màu thứ 8. Cũng chính là hoang lôi cấp bậc lôi thần. Bây giờ, sắc mặt của Khương Quỳ và Khương Qua đã kịch biến, cảm nhận được áp bách đến ngạt thở, thời khắc này vạn đạo giáo tôn cứ như đã trở thành thần linh, uy lực và năng lượng thiên phạt đều áp bách toàn trường. Rốt cuộc hắn là thánh hoàng hay là thần linh? Trong pháp trận, bọn người Khương Quỳ cảm thấy ngạt thở đến tuyệt vọng, ý thức đều trở nên hốt hoảng, cứ như trong lúc bất chợt đặt đang mình vào ở trong thâm không vô tận, chờ đợi thượng thương thẩm phán. Thẩm phán dân chúng. Vạn đạo giáo tôn cưỡng ép mở ra con mắt thứ 3, lôi quang màu thứ 8 phun ra ngoài, rót vào hải dương lôi chiều đang bạo động đầy trời. Lôi thần 8 màu ầm vang thành hình. Nương theo tiếng vang long trời lở đất, lôi chiều 8 màu bao phủ chiến trường, giống như muốn chôn vùi vùng thiên địa này, càng giống như muốn hủy diệt mảnh không gian bị giam cầm này. Nhưng, trong lúc thoáng qua, lôi chiều vô tận đang được khống chế phía, toàn bộ đều được ngưng tụ, hóa thành một sợi xiềng xích. Đây là một sợi xiềng xích thần phạt có thể uy hiếp được thần linh. Đây là một sát chiêu cấm kỵ suốt đời của vạn đạo giáo tôn. Xiềng xích 8 màu rạch ra không gian, đánh xuống địa ma thụ đã bị trọng thương. Địa ma thụ hoảng hốt, cảm giác thế giới xung quanh đều an tĩnh, cứ như sắp đi đến cáu chết, sắp triệt để biến mất. Nhưng, giống, địa ma thụ cưỡng ép tỉnh táo, ngẩng đầu lên trời gào thét, thanh chiều cuồn cuộn, chấn thiên động địa. Cái sừng nhọn trên đầu trong chốc lát đã bộc phát cường quang chói mắt, ánh sáng thậm chí còn mạnh hơn lôi quang, để mặt trời thất sắc. Cái sừng nhọn này là vũ khí mới mạnh nhất mà chiến khu ngưng tụ ra, có thể điều động năng lượng toàn thân, hội tụ ở sừng nhọn, phát ra chí mạng phản kích trong chớp mắt. Tựa như hấp thu năng lượng của các sợi dài trăm dặm trước đó, giờ phút này toàn thân nó đều đang cuồn cuộn năng lượng, cuộn trào mãnh liệt, tề tụ về tới chiếc sừng nhọn này. Oanh! Sừng nhọn bạo hưởng, phun ra kinh thế chiều dâng, giống như một cây giáo vỡ vụn càn khôn, nghênh kích xiềng xích thần phạt. Một mảnh thiên lôi hủy diệt, thẩm phán dân chúng. Một cây giáo kinh thế, dung chuyển đại đạo. Ầm ầm. Hai loại năng lượng cực hạn gần như là thần uy gặp nhau trong chớp mắt, không có năng lượng bạo động lên cuồng chiều, không có thanh thế đến đinh tai nhức óc, ngược lại yên tĩnh, ngưng kết, lâm vào cân bằng vi diệu, xiềng xích cùng cây giáo giao hòa lẫn nhau. Một trận đối kháng trong chớp mắt này, giống như đã qua đi rất lâu, cũng gắt gao hấp dẫn lấy lực chú ý của mọi người. Yên tĩnh, kiềm chế, sợ hãi, chờ đợi, răng rắc, cây giáo sụp đổ, xiềng xích hoành hành. Xiềng xích thần phạt mang theo uy lực thẩm phán mở ra màn trời, ánh sáng vô tận rọi khắp nơi,
sau yên bạo động tĩnh là những tiếng đinh tai nhức óc, ánh sáng nở rộ đều giống như lôi đình vô tận. Ầm ầm, xiềng xích thẩm phán đối diện đánh tới, đánh vỡ nát độc giác của địa ma thụ, xuyên qua đầu. Địa ma thụ nổ đầu ngay tại chỗ, chiến khu bị tàn phá không có động tĩnh. So với giáo tôn cường hãn cấp bậc như vạn đạo giáo tôn, chiến khu vẫn chưa hoàn toàn thành hình như địa ma thụ trung quy vẫn kém mấy phần. Bọn người Khương Diễm bỗng nhiên biến sắc, thất bại. Địa ma thụ đều đã cường hãn đến trình độ này, lại còn thất bại. Bọn hắn rõ ràng đã tận lực đánh giá cao uy lực thánh hoàng của vạn đạo giáo tôn, nhưng vẫn bị thực lực của vị lão thánh hoàng này làm cho rung động đến. Đây mới thực là thánh hoàng, đây là tồn tại tới gần thần linh. Ngay lúc này, giết hắn. Thiên hậu vẫn trầm ổn như thường, ngay một khắc này đã phất tay ra hiệu. Oanh! Khương Quỳ cùng Khương Qua đang vận sức chờ phát động trong nháy mắt đã phóng đi, liệt diễm cuồn cuộn, dương cánh lăng tiêu. Mặc dù địa ma thụ tan tác đã rung động đến bọn hắn, mặc dù đó là thánh hoàng cường hãn, mặc dù đầy trời đều là lôi chiều để cho người ta hít thở không thông, nhưng khi thiên hậu hạ lệnh, ngay lập tức, bọn hắn vẫn không có bất cứ sự chần chờ gì cả. Cả hai thiêu đốt huyết khí, tăng lên cảnh giới, muốn liều mình săn giết. Vạn đạo giáo tôn trước tiên đã nhận ra bên trong cường quang bạo tạc ở phía dưới đột nhiên dâng lên hai nguồn năng lượng, hắn quả quyết kích phát vạn giới môn, nhấc lên không gian chiều dâng, lay động đất trời. Bá thiên chiến kỹ, thiên phiên địa phúc. Bá thiên yêu hoàng dẫn đầu giết tới trước mặt vạn đạo giáo tôn. Đây là chiến kỹ mạnh nhất của hắn, sau khi được đế huyết kích thích bước lên cảnh giới thánh vương, chiến kỹ này đã đạt được thăng hoa hoàn toàn mới. Trong chớp mắt, đất trời nghịch chuyển, toàn bộ càn khôn đều lật ngược đi qua, ở trong bạo động hỗn loạn giống như xoay chuyển, hoàn toàn không có cái gọi là quy tắc. Hình ảnh rung động, bạo động đến kinh khủng, phảng phất diệt tận sinh cơ, nghiền nát vạn vật, để các cường giả xí thiên giới bên ngoài chiến trường đều có chút hoảng hốt, như đang thấy được đại đạo sụp đổ, hình ảnh thế giới ngược dòng đến quỷ dị. Vạn đạo giáo tôn đang thả ra không gian đã bất chợt lọt vào trùng kích mãnh liệt, va chạm trong nháy mắt như liệt hỏa tưới dầu, trầm trọng hơn là thiên phiên địa phúc, hỗn loạn. Hai nguồn năng lượng giao hòa dã man, để nghịch chuyển hỗn loạn tăng vọt mấy lần. Thiên phiên địa phúc chính là chiến kỹ tồn tại của số lượng lớn trong Phượng Hoàng khắc chế không gian đại đạo, cũng chỉ có bá thiên yêu hoàng mới có thể thi triển. Vạn đạo giáo tôn bị đối diện bao phủ, giống như là bèo tấm bên trong sóng cả giữa đại dương mênh mông, hắn chật vật bay lên, gian nan đè xuống vạn giới môn, muốn mạnh mẽ thoát khỏi. Một màn này, dù sao cũng hơi quỷ dị. Bởi vì, vạn đạo giáo tôn lại không có phóng thích lôi chiều. Cũng không có cưỡng ép phản kích. Hắn lại lựa chọn tránh lui. Là vạn đạo giáo tôn kiêng kỵ sự bạo động này. Dĩ nhiên không phải. Là vì vạn đạo giáo tôn cưỡng ép mở ra, con mắt thứ ba, vận dụng uy lực cấm kỵ, cho thấy uy lực thần phạt, cũng tự nhiên mà ra cái giá, đó chính là suy yếu sâu trong thời gian ngắn, cùng với việc không thể phóng thích lôi điện trong thời gian ngắn. Đây là bí mật của vạn đạo giáo tôn, bên ngoài cũng không ai biết, nhưng thiên hậu lại rất rõ ràng. Ở kiếp trước nàng đã từng săn giết qua vạn đạo giáo tôn, đương nhiên đã phát hiện ra bí mật này. Nhưng, ngay lúc đó vạn đạo giáo tôn từng nương theo vạn giới môn cùng với việc được các thánh vương thần giáo bảo vệ, luôn có thể tùy tiện vượt qua khoảng thời gian vi diệu này. Nhưng bây giờ, vạn đạo giáo tôn đã lạc đàn. Vạn giới môn đã mất hiệu lực. Thiên hậu suy đoán vạn đạo giáo tôn muốn oanh sát địa ma thụ, nhất định vận dụng cấm kỵ này. Thiên hậu chờ chính là thời khắc này. Ầm ầm, bá thiên yêu hoàng căng cứng toàn thân, hoành hành trong lúc hỗn loạn, phảng phất điên đảo xé mở một cái lối đi trong càn khôn, thông suốt không trở ngại, lao thẳng đến vạn đạo giáo tôn. Thiên hậu đáng chết. Vạn đạo giáo tôn đã hiểu đây là ai đang chủ đạo, hắn cắn chặt răng, thiêu đốt huyết khí cưỡng ép ổn định thân thể mệt mỏi, mặc cho hoắc loạn cùng điên đảo tàn phá, giống như tảng đá lù lù bất động. Sau đó, gắt gao tiếp cận giết tới bá thiên yêu hoàng, muốn vung mạnh quyền chặn đánh. Chỉ cần lại nhiều thêm mấy giây, dù chỉ là 5-3 giây thì hắn đã có thể khôi phục. Bá thiên yêu hoàng giết tới trong chốc lát, lại mãnh liệt xoay chuyển, đọa lạc minh hoàng theo sát ở sau lưng xuất hiện ngay trước mặt vạn đạo giáo tôn. Đọa lạc minh hoàng dương cánh gáy to, toàn thân tuôn ra nghiệt hỏa, như ác linh vô tận đang thét lên. Nó vung lên móng vuốt, cuồng kích vạn đạo giáo tôn. Lùi ra cho ta. Vạn đạo giáo tôn cưỡng ép chống cự lại không gian điên đảo hỗn loạn,
tức giận vung lên một tay cụt, dù là suy yếu, nhưng cũng không sợ tiểu thánh vương nho nhỏ như ngươi. Còn dám cùng ta đối quyền, tự tìm khó xử. Nhưng, phốc, móng vuốt phía bên phải của Đoạ Lạc Minh Hoàng đối diện bạo kích, đánh vỡ nát một tay cụt của vạn đạo giáo tôn dễ như trở bàn tay, móng vuốt sắc bén đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 65.